một yêu nhân trong đó thấy đan dược ập chứa linh khí mười phần, ánh mắt chợt lóe, bàn tay duỗi ra liền chảo qua. Đăng 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 đăng, phốc, bàn tay vừa tiếp xúc đan dược, một cỗ lực lượng đặc thù liền từ đan dược bắn nhanh xuống, chỉ một chút, yêu nhân trí tôn đỉnh phong này liền miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất. Này, nhìn thấy cảnh này, mọi người biết những đan dược này tuy nói là cho mình, nhưng phải có bản lĩnh mới có thể bắt được, hiểu được cái này liền không dám ra tay trước rồi. Kỳ hoàng đại nhân cho các ngươi đan dược là vinh hạnh của các ngươi, bất quá, muốn bắt được, phải có bản lĩnh mới được. Chỉ có người có bản lĩnh, mới có tư cách cùng kỳ hoàng đại nhân làm đại sự. Bên cạnh đài cao, một kim giáp nhân nhìn mọi người một cái, hư lạnh. Ta đến, một yêu nhân trung niên chịu không nổi ngôn ngữ kích thích, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm cuồn cuộn cùng với thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên nhắm một viên đan dược trong đó phóng đi. Xì xì, đan dược lại phát ra một cỗ khí kình xoay tròn, Bắn nhanh tới trung niên yêu nhân, người sau bất phi sở động, bàn tay chờ mình, trong khoảnh khắc đánh ra 18 bộ thủ ấn, mỗi một bộ đều là vũ khí hoàng tộc thượng phẩm, trưởng ấn thật mạnh. Hô, khí kình của đan dược xoay tròn mà ra bị 18 bộ thủ ấn của hắn ngăn trở, đan dược bị hắn chộp vào lòng bàn tay, há mồm rùng xuống. Kéo kẹt, kéo kẹt, đan dược vừa tiến vào bụng, khí thế của trung niên kia mạnh mẽ tăng lên, như nham thạch nóng chảy, vô luận lực lượng hay khí thức đều tăng nhiều, không cần nhìn cũng biết hắn từ đan dược chiếm được ưu đãi thật lớn. Chúng ta cũng thử xem, có người thứ nhất được lợi, người còn lại cũng bắt đầu tâm động, đều chộp tới đan dược trên không trung. Nhiếp Vân cùng Tiểu Phong bất hiện sơn lộ thủy cũng bắt giữ một quả, loại đan dược này đối yêu nhân có giúp lớn cực trợ, nhưng đối với mình là độc dược, nắm tới, hai người cũng không ăn, làm cái động tác giả, tùy ý ném vào quần áo. "Hảo, hảo, mấy người các ngươi đi theo ta, yêu nhân ở đây có thành công, có thất bại, thất bại đều không ngoại lệ." toàn bộ trọng thương, kỳ hoàng nhìn mọi người còn lại, cao hứng gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Còn không mau đi, kim giáp nhân thấy mọi người có chút sướng sờ, hừ một tiếng, cũng đi theo sau lưng kỳ hoàng đi ra đại điện. Theo sau, hai người nhiếp vân cũng ở trong đám thành công, liếc mắt nhìn nhau, cùng qua đi. Đại điện tổng cộng tiến vào yêu nhân chừng 40, thành công lấy đan dược chỉ có 8, 9 người, đi theo phía sau đám người kỳ hoàng một hồi, đi vào một đại sảnh rộng lớn. Vừa tiến vào đại sảnh này, nhiếp phân nhất thời cảm thấy hương khí xông vào mũi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đủ loại bảo vật huyền phù giống như ngôi sao đầy trời mỗi một dạng đều lóe ra quang mang ánh ngọc bảo khố chẳng lẽ đây là bảo khố của tử quỳnh sơn mạch kỳ hoàng mang bọn ta đến nơi đây làm gì nhiếp phân chấn động toàn thân nơi này không hổ là bảo khố của tử quỳnh sơn mạch bảo vật nhiều hoàng thất của thần thánh đế quốc di thiên tông cộng lại cũng không đủ một phần trăm nếu thu toàn bộ bảo khố gì đó cho mình dùng thực lực của mình tuyệt đối có thể tăng vọt khí hải tu luyện, chú ý tài, lữ, pháp, ký, tài vật có thể xếp đến đệ nhất, đủ thấy thứ này trợ giúp tu luyện ra sao. Các vị nhất định rất kỳ quái, vì sao ta lại mang các người tới nơi này. Kỳ hoàng vung tay lên, phi thân ngồi ở trên một cái ghế, nhìn quanh một vòng, thanh âm lạnh nhạt. Kỳ hoàng đại nhân nhất định có sắp xếp, chúng ta nguyện ý chăm chú lắng nghe. Một yêu nhân vội vàng nói, ân, ta mang các người tới đây, là muốn các người hỗ trợ làm một chuyện, nếu thành công, đồ vật trong này, mặc cho các người tùy ý chọn lựa. Kỳ Hoàng nói, mặc chúng ta chọn lựa. Trong mắt mọi người đồng thời lửa nóng, bảo khố của tử quỳnh sơn mạch, bảo vật vô số, có khả năng giúp. Đỡ người tăng thực lực lên cũng rất nhiều, chỉ cần tùy ý được vài thứ, chuyến đi này liền không tệ, có thể tùy ý chọn lựa mà nói, nhiệm vụ lại khó khăn cũng đáng. Thử nghĩ một chút, nguyên tinh khí, trung phẩm linh thạch chính là bảo vật niên cung năm nay, tử quỳnh sơn mạch trở thành đại bản doanh yêu tộc không dưới ngàn năm, ngàn năm tích lũy dữ dội hùng vĩ bảo vật nhiều chỉ sợ là ai cũng đỏ mắt không tồi thấy biểu tình chúng nhân hỏa nóng kỳ hoàng tựa hồ cực kỳ hài lòng hơi gật đầu cười kỳ hoàng đại nhân mời nói chỉ cần chúng ta có thể làm được quyết sẽ không chối từ yêu nhân vừa rồi khen tặng kia đi về phía trước từng bước vội vàng ôm quyền hắn vừa nói yêu nhân còn lại cũng toàn bộ tỉnh táo đồng thời hiểu được kỳ hoàng có thể nhận lời chỗ tốt lớn như vậy chuyện này khẳng định sẽ không đơn giản Tốt lắm, nhiệm vụ của ta rất đơn giản, chính là muốn các ngươi đi thần thánh đế quốc tìm vài người. Thuận tiện bắt bọn họ trở lại, bắt trở lại một cái, ta liền cho các ngươi chọn lựa giống nhau. Nếu có người có thể bắt trở lại 5 người, là có thể chọn lựa 5 dạng bảo bối. Kỳ hoàng từ vương tỏa đứng dậy, vung tay một cái, mang theo uy nghiêm vô thường. chương 342, nhiệm vụ, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Bắt 5 người, lựa chọn 5 dạng bảo bối không biết kỳ hoàng đại nhân muốn chúng ta bắt người có tu vi gì. Tuy trong lòng mọi người lửa nóng, bất quá có thể trở thành nhất phương kiêu hùng, vượt qua niên cung, tự nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, nháy mắt đầu óc vừa chuyển liền biết tính nguy hiểm của nhiệm vụ. Kim giáp nhân ở bên người kỳ hoàng, từng cái tu vi đều có thể sắp hàng trên thiên bảng, thực lực so với nhóm người mình mạnh hơn nhiều, bọn họ cũng không đi, phái nhóm người mình đi, quỷ dị nói không nên lời A. À. Người các ngươi cần bắt, thực lực cũng không được tốt lắm, mạnh nhất cũng không đạt tới trí tôn đỉnh phong. chớ nói chi là địa bảng, thiên bảng. sở dĩ để các người đi mà không phải thuộc hạ kim giáp nhân của ta, là bởi vì tử quỳnh sơn mạch chúng ta cùng thần thánh đế quốc có ước định. kỳ hoàng tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc trong lòng mọi người, thản nhiên nói: yêu nhân của tử quỳnh sơn mạch có khí thức đặc thù, một khi tiến vào thần thánh đế quốc sẽ bị cao thủ trong đó phát hiện, vi phạm lời hứa. chư vị đều là nhất phương bá chủ, không thuộc về tử quỳnh sơn mạch, tiến vào thần thánh đế quốc mặc dù bị phát hiện, cũng tìm không thấy trên đầu chúng ta. Một câu, thay chúng ta làm việc, thành công, bảo vật tùy tiện chọn, không thành công, chết. Thì ra là thế, nghe kỳ hoàng nói trắng ra như thế, nhiếp vân gật gật đầu. Tử Quỳnh Sơn Mạch làm địa phương tập trung yêu nhân của khí hải đại lục, cùng thần thánh đế quốc chân vạc mà đứng, có lẽ đã ước định không can thiệp chuyện của nhau nào đó. Hiện tại Tử Quỳnh Sơn Mạch muốn đi thần thánh đế quốc bắt người, một khi bị phát hiện chẳng khác nào phá hủy quy củ, mà chút yêu nhân này Xét đến cùng không thuộc về Tử Quỳnh Sơn mạch, cho dù bị nắm cũng không liên lụy đến trên người Tử Quỳnh Sơn mạch, thứ hai, đều là chút du binh tán dũng, chết thì chết, không có gì đáng tiếc. Đương nhiên, cũng có thể kỳ hoàng muốn nhóm người mình tiến vào thần thánh đế quốc làm bia đỡ đạn hấp dẫn cao thủ của đối phương chú ý, mà bọn họ còn có hậu thủ bí mật tiến hành. Hai loại khả năng này, Nhiếp Vân càng có khuynh hướng cái sau. Yêu nhân luôn luôn tâm ngoan thủ lạt, chuyện tình giết hại đồng loại, bọn họ cũng thường xuyên làm Kỳ hoàng đại nhân, nếu ta không có ý định muốn thu bảo vật, cũng không muốn đi chấp hành nhiệm vụ này thì sao? Một yêu nhân hỏi, không muốn chấp hành, cũng có thể, chính là chết. Vừa rồi cho các người dùng đan dược, tuy rằng có thể tăng thực lực lên, nhưng cũng là độc dược đặc thù, không có giải dược mà nói, trong vòng một năm khí hải sẽ nổ tung, trực tiếp tử vong, thần tiên cũng cứu không được. Kỳ hoàng thản nhiên nói, này, nghe được kỳ hoàng nói, lũ yêu nhân cảm ứng một chút, quả nhiên toàn bộ cảm thấy thân thể khác thường, tức đến sắc mặt đỏ lên, lại không có cách nào. Hảo, chúng ta đáp ứng rồi, mời kỳ hoàng đại nhân nói muốn chúng ta bắt người nào, có đặc thù gì. Lũ yêu nhân biết không có biện pháp phản kháng, đành phải cam tâm thừa nhận. Chính là vài người này, đây là khí tức linh hồn cùng bộ dáng của bọn hắn, các người tới thần thánh đế quốc có thể tự mình tìm. Kiếm, ngón tay của kỳ hoàng điểm một chút, một cỗ khí tức đặc thù bao phủ đám đông. Cổ khí tức này vừa tiến vào trong óc, mọi người liền dành mạch biết bộ dáng cùng khí thức linh hồn của mấy người muốn bắt. Loại thủ đoạn này, chính là cường giả linh hồn đại viên mãn mới có thể hoàn thành, thực lực kém một chút, căn bản làm không được. Những thứ này là, khí thức dung mạo của cha mẹ tỷ đệ cùng lạc thành chủ. Bọn họ không chết, cũng không bị bắt, trong đám người, lúc nhiếp phân cảm nhận được khí thức linh hồn cùng bộ dáng, đột nhiên ánh mắt trợn tròn, hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Kỳ hoàng muốn bắt người không phải khác, đúng là đám người cha mẹ. Kỳ hoàng để cho nhóm người mình đi bắt, liền cho thấy bọn họ đã thuận lợi đào tẩu, nếu không cũng sẽ không hưng sư động chúng như thế rồi. Ngươi, đi ra cho ta. Ngay thời điểm trong lòng nhiếp phân âm thầm may mắn, đột nhiên kỳ hoàng ra tay, một trưởng ấn thật lớn nháy mắt bao phủ hắn mà đến. Nguy rồi, chẳng lẽ bị hắn phát hiện, nhìn thấy trưởng ấn thật lớn, trong lòng nhiếp phân dùng mình, thân thể vẽ một cái sẽ tiếp đón tiểu phong động thủ, bất quá thân thể mới rung động, lập tức đã bị hắn áp chế xuống thủ đoạn ngụy trang của Ngụy Trang sư bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra, mình hẳn là không bị phát hiện, mà là vừa rồi đột nhiên biết tin tức của đám người cha mẹ, cảm xúc quá mức kích động, có. Chút thất thố mà thôi. Kỳ Hoàng đại nhân, hiểu được nguyên do, Nhiếp Vân cũng không chống cự, mượn dùng lực lượng trưởng ấn, trượt về phía trước. Ân, không tệ, không nghĩ tới ngoài Tử Quỳnh sơn mạch, còn có cao thủ lợi hại như thế. Vừa rồi nhìn hình dạng của ngươi, có biết mấy người này hay không? Có tin tức của bọn hắn hay không? hai mắt kỳ hoàng nheo lại khí thức trên thân tích tụ tự hồ chỉ cần nhiếp vân nói không đúng liền sẽ trực tiếp ra tay vừa rồi nhiếp vân dưới cảm xúc kích động không che giấu tốt khí thức của mình thực lực linh hồn khí hải đỉnh phong không hề giữ lại phóng xuất ra làm cho lòng hắn sinh kiêng kỵ hồi bẩm kỳ hoàng đại nhân ta cũng không nhận ra mấy người này chỉ là sau khi cảm ứng linh hồn khí thức của bọn họ cảm thấy thực lực hẳn là không ra hồn lúc này mới vui mừng lộ rõ trên nét mặt nhiếp vân vừa nói vừa vận chuyển ngụy trang khí trong cơ thể yêu khí tràn ngập, vô luận từ phương diện nào đến xem, hắn cũng là một yêu nhân không hơn không kém, không hề có chút khủng hoảng. ân như vậy cũng tốt, tốt lắm, đây là lệnh bài yêu tộc đại biểu thân phận của các ngươi, cũng có thể thông qua thứ này truyền lại tin tức trở về, các ngươi đi chuẩn bị đi, nói cho các ngươi biết, ta an bài nhiệm vụ này, mặc kệ người nào cũng không cho phép truyền đi, nếu để cho ta biết tin tức tiết lộ, ta sẽ giết tất cả mọi người bọn ngươi, một tên cũng không để lại." Nhìn chằm chằm nhiếp phân một hồi, Kỳ Hoàng vẫn chưa nhìn ra cái gì, tùy tay ném ra vài cái lệnh bài, một người một cái, lúc này mới quay đầu đi. Vâng, lũ yêu nhân đồng thời lên tiếng, lui về phía sau. Linh hồn lực khí hải đỉnh phong, không nghĩ tới trong những du binh tán dũng này cũng có cao thủ như thế. Đám người nhiếp vân rời đi, biểu hiện trên mặt Kỳ Hoàng lóe ra, không biết nghĩ cái gì. chương 343, khí hải đại viên mãn thượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ là một con cờ mà thôi, nếu kỳ hoàng đại nhân có thể ở trước tử quỳnh hoàng đại nhân tìm được mấy người kia, nhất định sẽ được ngợi khen, đột phá bí cảnh cũng không nhất định. Kim giáp nhân bên người kỳ hoàng cười nói, hừ, lúc trước tử quỳnh hoàng không nghe ta, xảy ra việc này, xứng đáng bị trừng phạt, tốt lắm, những người này cũng không đáng tin cậy, cho bọn họ đi thần thánh đế quốc, chỉ là hấp dẫn người khác chú ý mà thôi, chuyện này còn cần tự mình đi làm. Kỳ hoàng đi xuống đài cao, tùy ý khoát tay áo bước ra tàng bảo khố chủ nhân chúng ta làm sao bây giờ đi theo lũ yêu nhân đi ra tàng bảo khố tiểu phong lặng lẽ truyền âm cho nhiếp phân trước cùng mọi người đi ra dù sao hiện tại đã biết vị trí của tàng bảo khố qua một hồi lặng lẽ trà trộn vào lấy đi tất cả là được nhiếp phân cười hắc hắc ẩn vào nếu không ta ra tay giết kỳ hoàng kia chúng ta liền không cần ẩn a à. tiểu phong không sợ chuyện lớn không cần bây giờ còn không phải lúc Nhiếp Vân khoát tay áo, trước khi tiến vào nơi này, Nhiếp Vân vốn tính toán diệt sát toàn bộ yêu nhân ở Tử Quỳnh Sơn mạch, hiện tại xem ra còn không phải lúc động thủ. Nghe khẩu khí của Kỳ Hoàng vừa rồi, yêu tộc cùng thần thánh đế quốc trong lúc đó cũng không phải hòa hợp như vậy, mình hoàn toàn có thể tìm sơ hở giữa hai thế lực lớn, từ giữa chu toàn, lấy được chỗ tốt lớn nhất. Chư vị, Kỳ Hoàng đại nhân nói đơn giản, ta xem sự tình chỉ sợ không dễ dàng, thần thánh đế quốc là địa phương nào? Địa phương đỉnh phong nhất của khí hải đại lục, hơi không cẩn thận liền sẽ chết, ta xem chúng ta không bằng liên hợp, xác suất thành công có lẽ còn lớn hơn chút. Đi một hồi, mọi người bay ra phạm vi Tử Quỳnh Sơn mạch, một yêu nhân đột nhiên mở miệng nói. Yêu lương nói không sai, chúng ta bây giờ là châu chấu trên một sợi dây thừng, hợp tác cả hai cùng có lợi, không hợp tác đều có thể chết. Lại một yêu nhân hô, hai yêu nhân đề nghị, lập tức chiếm được yêu nhân khác khen ngợi, mọi người đều tỏ thái độ. Ha ha thực xin lỗi các vị, hai người chúng ta du binh tán dũng đã quen, không thích cùng người khác hành động, liền cáo từ trước. Bọn họ hợp tác hay không cùng nhiếp vân không có quan hệ gì, thấy bọn họ còn có chuyện phải làm, nhiếp vân khoát tay, lôi kéo tiểu phong bước đi. Ngươi, thấy nhiếp vân không muốn cùng mọi người hợp tác, một yêu nhân trong đó giận dữ, bất quá hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hai người liền từ trước mặt mọi người biến mất, không biết đi nơi nào, rốt cuộc nhìn không thấy. Coi như các người đi nhanh, bằng không, lão tử liền giết bọn ngươi. Nhìn đến tốc độ của hai người, yêu nhân này đồng tử co rụt lại, bất quá trong miệng vẫn giống giận một tiếng. Không đi trông nom yêu nhân này gầm rú, nhiếp phân cùng tiểu phong đã thay đổi bộ dáng, một lần nữa lẫn vào tử quỳnh sơn mạch. Tàng bảo khố ở chỗ này, bất quá vừa rồi lúc đi ra, ta lặng lẽ nhìn thoáng qua, thủ vệ xâm nghiêm, kim giáp nhân trí tôn đỉnh phong ít nhất 4 năm cái, chúng ta muốn cứng rắn đi vào mà nói, nhất định sẽ hấp dẫn toàn bộ cao thủ của tử quỳnh sơn mạch lại đây rất nhanh hai người lại đi vào trước mặt bảo khố tiểu phong dừng bước có chút lo lắng truyền âm ha ha này đơn giản nhìn xem ta là ai nhiếp vân vừa chuyển mặt a à, kỳ hoàng đại nhân chủ nhân người biến thành kỳ hoàng đại nhân thấy rõ ràng bộ dáng biến hóa của nhiếp vân tiểu phong hoảng sợ nhiếp vân chẳng biết lúc nào đã biến thành kỳ hoàng chẳng những dung mạo giống như đúc, trên linh hồn lại cho người áp bách vô thượng làm cho người ta căn bản không thể nào phản kháng cũng hóa trang cho ngươi một chút hắn cười cười bàn tay chào tiểu phong một cái khuôn mặt tiểu phong biến hóa biến thành kim giáp nhân lúc trước theo sát kỳ hoàng dùng mạo khí thức tìm không ra tật xấu gì chỉ là không có kim giáp mà thôi đi thôi ngụy trang hoàn thành nhiếp phân ngang nhiên mang theo tiểu phong đi qua người nào còn chưa đến trước mặt tàng bảo khố một tiếng giống to vang lên từ chỗ bí mật nhảy ra bốn kim giáp nhân hừ nhiếp phân cũng không nói chuyện hừ lạnh một tiếng tinh thần lực khổng lồ nháy mắt lao ra, phối hợp lực lượng của huyết đồng sư, uy áp tràn xuống. Kỳ hoàng, kỳ hoàng đại nhân, cảm nhận được linh hồn uy áp, kim giáp nhân đồng thời hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Ta muốn đi vào bảo khố, còn không lập tức mở ra. Nhiếp vân hừ lạnh một tiếng, vâng, bốn kim giáp nhân không dám phản kháng, vội vàng mở ra đại môn bảo khố. Ân, nhiếp vân mang theo tiểu phong linh ngang đi vào, các ngươi ở bên ngoài cẩn thận canh gác, đừng cho người không có phận sự lại đây. Nói xong, cánh tay của Nhiếp Vân vung lên, đã khép kín đại môn của Bảo khố. "Phát tài, đều là của chúng ta rồi." Đóng lại đại môn, Kỳ Hoàng đại nhân không còn bộ dáng đoan trang như trước, vẻ mặt hưng phấn, bàn tay to giơ lên, trực tiếp trảo qua. Tàng Bảo khố như tinh thần đầy trời, mỗi một cái đại biểu một loại bảo vật, kém cỏi nhất cũng là binh khí hoàng tộc thượng phẩm, hạ phẩm linh thạch, các loại đan dược hàng hà sa số, bảo bối nhiều, viễn siêu mấy chục lần bảo khố của thần thánh đế quốc. Chân khí ngưng tụ, nạp vật đan liền, hấp thu. Một tiếng hô nhỏ, chân khí hùng hậu của nhiếp vân nháy mắt tạo thành tám cánh tay thật lớn, cả người giống như bạch tuộc nhảy vào trong tinh thần, nhanh chóng thu gặt. Tiểu phong cũng không nhàn rỗi, pháp lực của cường giả bí cảnh càng thêm hùng hậu, chào một cái chính là một đống, tùy ý ném đến chỗ nhiếp vân. Hắn không có nạp vật đan liền, chỉ có thể ném cho nhiếp vân hấp thu. Hai người cùng nhau hợp tác, không đến 20 cái hô hấp, bảo bối trong tàng bảo khố đã bị thu không sai biệt lắm, các loại đan dược, dược liệu, binh khí. Đã ở trong nạp vật đan điền của nhiếp vân, nếu không phải nạp vật đan điền của hắn ở dưới vô danh pháp quyết gia trì, so với người bình thường lớn hơn vô số. Lần, chỉ sợ thật đúng là chứ không nổi nhiều đồ vật như vậy. Chủ nhân, đó, tu đến cuối cùng, đột nhiên tiểu phong chỉ về phía trước. Theo ngón tay của tiểu phong nhìn lại, chỉ thấy trên vách tường tận cùng bên trong của tàng bảo khố, dán một cái gương đồng cổ quái, gương này cổ kính, mặt trên khắc mật văn đặc thù, làm cho người ta vừa thấy liền nhịn không được váng đầu hoa mắt. Mật văn này, chương 344, khí hải đại viên mãn hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nhìn cổ kính trước mắt, trong óc nhiếp phân một trận mê muội thật giống như nhận lấy tinh thần trùng kích thật lớn. Không tốt, gương này có tính thôn vệ linh hồn lực, đừng nhìn. Mới nhìn thoáng qua, nhiếp phân liền biết gương này dị thường cổ quái, kinh hô một tiếng, vội vàng quay đầu, Bất quá vừa quay đầu mới phát hiện cổ kính có một loại lực lượng đặc thù kéo lấy mình, vô luận quay đầu như thế nào, mật văn cũng xuất hiện ở trong đầu, điên cuồng thôn tính linh hồn lực của mình. Phệ hồn kính, chẳng lẽ đây là phệ hồn kính của yêu tộc làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Cảm nhận được cổ kính mang đến xé rách, sắc mặt Nhiếp Vân nháy mắt trở nên tái nhợt. Phệ hồn kính, có thể hấp thụ oán khí, thôn tính linh hồn, vô thượng pháp bảo siêu việt binh khí hoàng tộc thượng phẩm của yêu tộc, tiếp trước cũng chỉ nghe nói, không nghĩ tới tàng bảo khố của tử Quỳnh Sơn Mạch thậm chí có một cái, loại phệ hồn kính này chỉ có thể thôn tính lực lượng linh hồn của. Khí hải đại viên mãn trở xuống, đối với linh hồn đại viên mãn cùng. Linh cấp, lại không có chút tác dụng nào, không thể bị cắn nuốt, lực lượng huyết đồng sư, linh hồn bạo tăng. Biết linh hồn một khi bị cắn nuốt, thực lực khẳng định giảm xuống, trong lòng nhiếp vân quát một tiếng, huyết đồng sư thiên phú vận chuyển, trong mắt bắn ra đạo đạo yêu dị, chống cự phệ hồn kính thôn tính. Bất quá lực lượng chống cự cực kỳ nhỏ yếu, chỉ như uống rượu độc giải khát. Không được, nếu tiếp tục như vậy, chẳng những chân khí trong cơ thể sẽ tiêu hao sạch sẽ, thực lực linh hồn cũng sẽ đại ngã, ta không cam lòng, không cam lòng. Cả người nhiếp vân bị vây ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thực lực đạt tới trí tôn đỉnh phong, sẽ tu luyện linh hồn lực, nếu linh hồn lực của mình đại ngã, thực lực sẽ đại tổn, về sau đừng nói cứu đám người cha mẹ, ngay cả mình cũng không biết chết như thế nào. Ta không thể bị cắn nuốt, ta muốn trở nên càng mạnh, ta muốn cứu ra đám người cha mẹ, ta muốn trùng kích cảnh giới rất cao, vì nàng, vì sư phụ, vì đủ loại ước mơ kiếp trước không thể hoàn thành. Nhớ tới đủ loại tiếc nuối ở kiếp trước, nhớ tới đám người cha mẹ có thể còn ở trong tay người khác, nhiếp vân cắn răng kiên trì. Kéo kẹt, kéo kẹt, ngay thời điểm nhiếp vân tựa hồ có chút không kiên trì nổi, đột nhiên tinh thần lực không biết xúc động cái gì, dọc theo lộ tuyến. Của vô danh pháp quyết vận chuyển, ầm vang, tinh thần lực dựa theo vô danh pháp quyết vận chuyển có thể tăng cường khí tức, lần này vận chuyển, khí tức cả người nhiếp vân nháy mắt bạo tăng, giống như cường giả bí cảnh, kinh đào hãi lãng. Đột phá, đột phá, khí tức trên người đột nhiên bạo tăng, nhiếp vân cảm giác như thời điểm nghịch lưu đi thuyền, đột nhiên đến một trận gió, tinh thần vừa động, cấp tốc trùng kích. ầm vang, một trận thiên toàn địa chuyển, nhiếp vân thật giống như cảm thấy linh hồn của mình trong nháy mắt tiến nhập một thiên địa mới, tầm nhìn trước mắt lập tức chống trải. Linh hồn lực bạo tăng, lực cắn nuốt trong vẻ hồn kính cũng yếu bớt, tựa hồ đối với mình không có ảnh hưởng gì. Khí hải đại viên mãn, ta đột phá đại viên mãn rồi hả? Cảm nhận được linh hồn lực biến hóa, nhiếp vân biết linh hồn lực của mình có đột phá mới, cả người tiến nhập cảnh giới mới, hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Khí hải đại viên mãn, bình thường cường giả bí cảnh mới có thể đạt tới, không nghĩ tới mình vẫn chỉ là trí tôn đỉnh phong thì đến được rồi. Loại linh hồn lực này, vạn độc bất xâm, trăm tà không dính, cho dù lại gặp được kỳ hoàng, mình cũng sẽ không sợ hãi chủ nhân, người không sao chứ? mới từ trong hưng phấn khôi phục lại, chợt nghe tiểu phong ở một bên lo lắng hỏi. từ lúc linh hồn bị vệ hồn kính thôn tính đến mình đột phá, nói thì dài dòng, trên thực tế bất quá hai ba cái hô hấp. một bên tiểu phong thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra. thực lực của nhiếp vân lại lần nữa có tăng cường cùng lột xác về bản chất. ta không sao, khoát tay không cho tiểu phong lo lắng. nhiếp vân lại nhìn về phía cổ kính trước mắt, có thể hấp thu linh hồn người khác nhất định là mật phân trên cổ kính nếu như có thể nghiên cứu mật văn này rõ ràng, phối hợp huyết đồng sư thiên phú, công kích linh hồn tuyệt đối có thể trở thành thủ đoạn công kích lợi hại nhất của ta. Nhớ tới cổ kính thôn tính linh hồn đáng sợ, trong lòng nhiếp phân khẽ động. Huyết đồng sư, trời sinh có thể nắm giữ linh hồn thiên phú, nếu mình có thể nghiên cứu ra mật văn này, phối hợp thêm huyết đồng sư thiên phú, cho dù gặp gỡ cường giả khí hải đại viên mãn, chỉ sợ cũng có thể trong nháy mắt làm cho đối thủ tâm thần đại loạn. Cao thủ quyết đấu, không thể có chút qua loa, trong nháy mắt tâm thần đại loạn, có thể quyết định thắng bại. Nơi này không phải thời điểm nghiên cứu, vẫn là trước thu đi nói sau. Nhìn một hồi, Nhiếp Vân biết đây là tàng bảo khố của Tử Quỳnh Sơn mạch, không thể ở lâu, bàn tay to chảo một cái, đã thu cổ kính vào nạp vật đan điền. Trở về hảo hảo nghiên cứu, vạn nhất có thể nghiên cứu ra cái gì, chẳng những có thể tăng thực lực lên, thậm chí còn có thể trợ giúp yêu sủng bằng hữu của mình tăng linh hồn lực. Tu vi dễ tăng, linh hồn lực khó tăng, nếu phệ hồn kính này có thể trợ giúp yêu sủng bằng hữu tăng lên linh hồn lực mình mới có thể chân tránh hoành hành khí hải đại lục sẽ không sợ hãi thử nghĩ một chút cha mẹ tỷ đệ yêu sủng của mình đều đạt tới linh hồn đại viên mãn thực lực có thể so với lão quái trùng kích bí cảnh bất tử khi đó hắn còn sợ ai khí hải đại lục có thể uy hiếp được thế lực của mình chỉ sợ không còn tàng bảo khố chúng ta đã thu không sai biệt lắm đi thôi thu cổ kính vào đan điền nhiếp vân lại nhìn một vòng phát hiện toàn bộ đại sảnh đã rỗng tuếch cọng lông cũng không còn, quay đầu hô Tiểu Phong một tiếng, hai người rất nhanh đi ra ngoài. Còn chưa đến cửa, đang muốn mở cửa ra, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng quát lớn. Các ngươi không ở vị trí của mình, đều đứng ở chỗ này làm gì? Thanh âm để lộ ra khí tức hùng hậu, không giận tự uy. Cường giả bí cảnh, chủ nhân, bên ngoài là cường giả bí cảnh, chẳng lẽ là tử Quỳnh Hoàng đã trở lại? Cường giả bí cảnh trong lúc đó có thể cảm ứng lẫn nhau, tiểu phong ở dưới bí thuật của nhiếp phân áp chế, có thể không bị những người khác phát hiện, nhưng đối phương có phải bí cảnh hay không, khoảng cách gần như vậy, Tiểu Phong vẫn có thể cảm ứng ra. mươi 345, bị phát hiện, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Phía trước càn quét đồ vật này nó quá vui, nên không chú ý, như thế nào cũng không thể tưởng được, mới vừa thu sạch bảo bối, liền phát hiện cường giả bí cảnh của tử Quỳnh Sơn Mạch đã đến bên ngoài bảo khố. Mặt trên, biết lúc này lại đi ra, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhiếp vân hô nhỏ, bay lên đỉnh trần, nhoáng một cái liền giấu ở trong một nhách nhỏ. Tiểu Phong cũng biết tình cảnh nguy cấp, lắc mình giấu ở cách đó không xa, hai người một cử động nhỏ cũng không dám, ngừng thở. Tuy còn không thấy được tử Quỳnh Hoàng, nhưng chỉ từ khí tức, nhiếp vân biết người này thực lực cực kỳ cường hãn, so với kỳ hoàng không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, tuy Tiểu Phong cũng là cường giả bí cảnh. Nhưng dù sao vừa mới thăng cấp thành công, còn xa xa không phải là đối thủ. Siêu cấp cường giả lợi hại như vậy, coi như linh hồn của mình đã đạt đến đại viên mãn như trước không phải là đối thủ hồi bẩm tử quỳnh hoàng bệ hạ kỳ hoàng đại nhân vừa mới đi vào chúng ta đợi ở bên ngoài thủ hộ bốn kim giáp nhân hồi đáp kỳ hoàng đi vào hắn tiến vào bảo khố làm gì mở cửa tử quỳnh hoàng nhíu mày thuận miệng nói vâng két đại môn bảo khố mở ra một bóng người thân hình cao lớn đi nhanh đến ân đồ vật bên trong đâu bảo bối của ta tử quỳnh hoàng vừa tiến vào đại môn lập tức nhìn đến kho hàng rỗng tuếch liền gầm rú một tiếng lửa giận thiêu đốt thẳng hướng trời cao bảo khố của tử quỳnh sơn mạch không biết tụ tập bao nhiêu năm tâm huyết của hắn đột nhiên nhìn đến trống trải như thế bị người càn quét đến ngay cả một cọng lông cũng không có không tức chết cũng đã rất tốt tử quỳnh hoàng bệ hạ rõ ràng vừa rồi kỳ hoàng đại nhân lúc tiến vào bảo khố vẫn đầy a à. nghe được bệ hạ gào thét bốn kim giáp nhân phụ trách thủ hộ cũng nhìn thấy bộ dáng của bảo khố sắc mặt mỗi người tái nhợt Sở tới mức vội vàng giải thích. Yêu kỳ, người dám động đồ đạc của ta, người muốn chết. Tử Quỳnh Hoàng giống to, tam thi thần khiêu, đang định lao ra tìm kỳ hoàng tính sổ, đột nhiên lỗ tai vừa động. Chạy đi đâu, xuống đây cho ta. Bàn tay to chảo một cái, pháp lực hùng hậu trong nháy mắt bao phủ trọn nóc nhà, một cỗ khí lãng xoay tròn, thẳng tắp tịch cuốn tới hai người nhiếp phân. Pháp lực thi triển trời sập đất sụt, còn chưa tới trước mặt, cả gian phòng liền bị giam cầm, giống như bột nhão, chân khí ở dưới loại giam cầm này, nhất định sẽ uy lực giảm đi. Pháp lực thật hùng hậu, tiểu phong, đi mau, nhìn đến pháp lực hình thành khí kình, phô thiên cái địa áp xuống, nhiếp phân truyền âm thông chi tiểu phong, thân thể chấn động trốn ra. Linh hồn hắn tăng nhiều, lực lượng tăng nhiều, muốn cùng cường giả bí cảnh chiến đấu một chút thử xem. Phá cho ta, quyền phù ở trên không trung, nhiếp phân đối mặt công kích đánh tới, lưng khẽ cong, hai đấm rất nhanh rung động về phía trước, nắm tay mạnh mẽ đánh ra xì 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 hắn vận dụng thực lực toàn thân còn bao hàm huyết đồng ám kình cùng với lực lượng linh hồn âm bạo giống như pháo nổ thẳng tắp lao đến công kích của tử quỳnh hoàng oanh đất sung núi chuyển hai đại lực lượng đối bính cùng một chỗ một cỗ khí lãng nóng rực thổi quét nhiếp vân chỉ cảm thấy ngực ngòn ngọt, ngọt cả người ở trên không trung lật ra bảy tám cái bổ nhào phá tan trần nhà bay đi ra ngoài dù trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn lực lượng cũng có trên vạn tượng nhưng so với cường giả bí cảnh còn có khác biệt thật lớn, giao thủ một chiêu, nhiếp vân liền bị tổn thất nặng. Đi, biết không phải là đối thủ, nhiếp vân không chút ngừng lưu, thân thể nhoáng một cái, bắt lấy cánh tay của phong lang vương, để hắn mang theo mình bay vút đi. Phong lang vương am hiểu tốc độ, sau khi trở thành bí cảnh, tốc độ càng nhanh, cho dù tử quỳnh hoàng là cường giả bí cảnh lâu năm, chỉ sợ cũng đuổi không kịp. Ngụy trang khí ngụy trang, thi triển lực lượng sẽ hiện ra tướng mạo sẵn có, đào tẩu mà nói lại không quá ảnh hưởng linh hồn khí hải đại viên mãn, yêu kỳ, còn muốn chạy, chạy đi đâu. Nhất chiêu đối bính, tử Quỳnh Hoàng đã biết lực lượng linh hồn cùng thực lực cụ thể của người trước mắt, gầm rú một tiếng, bàn. Tay to chảo một cái, mười ngón bắn nhanh ra vô số pháp lực, giống như nhà giam thật lớn, cầm giữ hai người nhiếp vân. Chiêu pháp lực giam cầm này hết sức bình thường, chỉ cần đạt tới bí cảnh đều có thể thi triển, bất quá không phải cường giả bí cảnh muốn phá giải cực kỳ khó khăn. Mặc dù hiện tại nhiếp vân cũng lực bất tòng tâm, nhưng một khi tiểu phong động thủ phá giải sẽ mất đi tiên cơ đào tẩu còn muốn chạy trốn liền khó khăn tiểu phong người không cần phải xen vào trực tiếp lao về phía trước để ta phân phó một tiếng trong lòng nhiếp vân vừa động yêu thánh cổ thi liền hiện ra ở trước mặt nắm tay giơ lên yêu thánh cổ thi khi còn sống không biết là cường giả bí cảnh mấy trọng dù dùng một trăm viên hạ phẩm linh thạch cũng chỉ có thể để nó phát huy ra một phần trăm lực lượng nhưng như trước không thể khinh thường ít nhất so với tiểu phong vừa mới thăng cấp bí cảnh thì cường đại hơn nhiều lắm, pháp lực trên nắm tay động lại thành đá, trong suốt như ngọc, nhất lực phá vạn pháp, một tiếng ầm vang đã phá nát pháp lực giam cầm. Siêu, nắm tay của yêu thánh cổ thi mới vừa đánh nát giam cầm, phong lang vương đã mang theo nhiếp vân lao ra phạm vi, thời gian nháy con mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Yêu thánh cổ thi bị nhiếp vân thu vào đan điền, từ khi cổ thi xuất hiện đánh ra một quyền, đến bị bắt trở về, tốc độ cực nhanh, cho dù mắt sắc cũng chỉ thấy hào quang chợt lóe, lập tức vô tung vô ảnh hơn nữa không trung khí lãng đục ngầu chân khí pháp lực nhộn nhạo mặc dù là tử quỳnh hoàng cũng không thấy người ra tay là ai chỉ biết là một cường giả bí cảnh ra tay phá mình giam cầm cứu đi hai người trộm đồ a à, đáng giận yêu kỳ ta và ngươi thế bất lưỡng lập bất vọng đái thiên hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong thấy hai người phong lang vương bay xa rốt cuộc nhìn không tới tử quỳnh hoàng ngửa mặt lên trời thét dài tức giận đến cả người run run phun ra một ngụm máu tươi. Nó thân là vương giả của tử Quỳnh Sơn Mạch, một trong các siêu cấp cường giả đỉnh phong nhất của khí hải đại lục, làm sao nếm qua thiệt thòi lớn như vậy, một cỗ tà hỏa trong người tán loạn, tức đến muốn điên. Cường giả bí cảnh, khí hải đại lục tổng cộng chỉ có mấy bí cảnh, hoang trần, chính ngươi làm việc bất lợi, còn cấu kết người của ta thâu đồ đạc của ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. chương 346, giúp khuynh thành thăng cấp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hoang Trần, hoàng thất lão tổ của thần thánh đế quốc, một gã cường giả bí cảnh khác của khí hải đại lục. Tử Quỳnh, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc sao lại thế này? Tử Quỳnh Hoàng mới vừa phát tiết xong buồn bực trong lòng, chợt nghe một tiếng la vang lên, lập tức một bóng người cấp tốc phóng tới, không nhìn đến bóng người kia, Tử Quỳnh Hoàng còn không tức, vừa nhìn thấy, lại tam thi thần khiêu. Không phải kỳ hoàng là ai? Ngươi còn có mặt mũi đi ra, ngươi còn dám tới, chết đi cho ta." Thét dài một tiếng bàn tay to vỗ xuống phía dưới, một tiếng ẩm vang nện ở trên người kỳ hoàng. Phốc, kỳ hoàng còn không có kịp phản ứng, liền dán ở trên vách núi, ném ra một lỗ thùng. Tử Quỳnh, người điên rồi sao? Ta là yêu kỳ, dẫy dụa từ trong lỗ thủng chui ra, kỳ hoàng giống to một tiếng. Trong lòng kỳ hoàng buồn bực a, à, mới vừa trở lại tầm cung tính ngủ một giấc, chợt nghe bên ngoài đất rung núi chuyển, vội vàng mặc quần áo lao tới, muốn nhìn đến tột cùng, còn không có làm rõ ràng, tử quỳnh hoàng giống như nổi điên công kích lại, đây rốt cuộc là vì sao? Cũng quá quái dị đi, yêu kỳ, lại yêu kỳ tốt nhất, ngươi không phải yêu kỳ, ta còn không đánh ngươi. Nghe được đối phương thừa nhận, tử Quỳnh Hoàng càng giận, lại là một quyền đánh ra. Ngươi, thấy đối phương giống như điên, lực lượng hùng hậu không chút nào giữ lại công kích, kỳ hoàng biết lại nhường nhịn mình nhất định sẽ bị đánh chết, bàn tay chảo lên bầu trời, một lá phù tuyết trắng hiện ở trong lòng bàn tay. Trí tôn cấp có thể luyện chế trí tôn phù, cường giả bí cảnh càng có thể, đạo phù lục này vừa xuất hiện liền khiến cho thiên địa cộng minh kích phát ra pháp lực không cần nhìn cũng biết là bí cảnh phù bí cảnh phù tương đương với cường giả bí cảnh công kích uy lực không phải nhỏ kỳ hoàng thân là lão quái vật trùng kích bí cảnh bất tử loại thứ tốt này cho dù rất thưa thớt cũng vẫn phải có lúc này tử quỳnh hoàng giống như điên rồi giải thích cũng giải thích không thông hắn lại nhịn chỉ có một con đường chết bàn tay lập tức trà sát lá phù liền bốc cháy lên cùng tử quỳnh hoàng công kích đối bính ầm vang phù kích hoạt bông tuyết đầy trời, lấy phù làm trung tâm, trong phạm vi 300 trượng tất cả kiến trúc, nhân vật, cho dù là trí tôn đỉnh phong cũng trong nháy mắt hóa thành cho tàn, hoàn toàn tử vong. Cường giả bí cảnh thật sự là đáng sợ, tuy kỳ hoàng không đạt tới bí cảnh, nhưng có được bí cảnh phù, cùng rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, sức chiến đấu chân chính không thua bí cảnh. Hai người chiến đấu ngay từ đầu, liền lâm vào gai cấn. Chỉ sợ nhiếp vân cũng không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ đánh đập kịch liệt như thế, ngay cả giải thích cũng không cần liền ra tay chém giết phải biết rằng lúc trước thiết kế thất hoàng tử cùng tề dương thiết kế cả buổi hai người cũng không đánh đập tàn khốc như thế tử quỳnh hoàng kỳ hoàng đều là lão quái vật thành danh đã lâu càng không nên phạm loại sai lầm cấp thấp này kỳ thật nhiếp phân không biết kỳ hoàng cùng tử quỳnh hoàng bởi vì vấn đề quyền lực phân phối đã sớm oán hận chất chứa nhiều năm hơn nữa bảo khố của tử quỳnh hoàng bị người lấy sạch sẽ thật giống như tân tân khổ khổ cả đời kiếm được đồ vật đều bị người lấy đi tâm tư đã sớm mất đi bình tĩnh, làm sao còn nghe kỳ hoàng giải thích. Vừa thấy mặt đã đánh đập chết đi sống lại, hai đại cao thủ chiến đấu người chết ta sống, người trong cuộc nhiếp vân đã ly khai phạm vi tử Quỳnh Sơn Mạch, tìm được đám người bách hoa tu. Chúng ta đi mau, hiện tại tử Quỳnh Sơn Mạch ốc còn không mang nổi mình ốc, chính là thời cơ đi qua tốt nhất. Nhìn thấy mọi người, nhiếp vân biết không kịp giải thích, mang theo mọi người đi ngang qua tử Quỳnh Sơn Mạch, rất nhanh bay về phía Quang Minh Thành. Tử Quỳnh Sơn Mạch hai đại yêu hoàng đại chiến, lực phòng ngự khẳng định đều rơi chậm lại lúc này không qua một khi hai người kịp phản ứng còn muốn chạy trốn liền khó khăn tuy mình có được yêu thánh cổ thi tiểu phong hai đại bí cảnh thực lực của mình lại có thể so với lão quái vật của tiềm lực bảng nhưng nếu tử quỳnh hoàng cùng kỳ hoàng liên thủ khẳng định còn không phải đối thủ dù sao tiểu phong vừa mới thăng cấp bí cảnh yêu thánh cổ thi lại không thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu mà đối phương một cái là lão quái vật tiến vào bí cảnh nhiều năm một cái là người thủ đoạn phồn đa không chết cộng thêm tử Quỳnh Sơn mạch đại trận, vô số tiểu yêu, vẫn là đào tẩu rồi nói sau. Mọi người một đường bay nhanh, quả nhiên hai đại yêu hoàng chiến đấu làm cho toàn bộ tử Quỳnh Sơn mạch phòng ngự hạ thấp không ít, một đường không gặp được ngăn trở gì, cho dù gặp được một hai yêu nhân không có mắt, cũng sẽ bị bách hoa tu dẫn đường một trường chụp chết. Cấp tốc phi hành 4 năm ngày, hoàn toàn rời xa tử Quỳnh Sơn mạch, lúc này nhiếp vân mới tìm một sơn cốc yên lặng, mang theo mọi người hạ xuống. Nghỉ ngơi một đêm lại tiếp tục đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Quang Minh Thành ngày mai mới có thể tới. Sơn cốc này giấu ở trong sơn mạch, hiếm có dấu chân người, mọi người rơi trên mặt đất, nhiếp vân lệnh tử đồng ở nham bích tùy tiện mở sơn động, liền chui đi vào. Rời từ quỳnh sơn mạch, một đường đi vội, ngay cả nghỉ ngơi cũng không, loại trạng thái này tiến vào Quang Minh Thành, nhất định sẽ gặp được đại phiền toái, còn không bằng ở đây nghỉ tạm một đêm, có lẽ còn có thể để cho mọi người thực lực tăng lên. Tiểu Phong, Hắc Nham, hai người các ngươi đi chuẩn bị chút củi lửa cùng thịt để ăn, đêm nay chúng ta phải ăn thật ngon một bữa. Nhiếp vân thuận miệng phân phó, vâng, hai đại yêu sủng lên tiếng, liền đi ra ngoài, hai cái yêu sủng này một cái là bí cảnh, một cái là thiên bảng, để chúng nó chuẩn bị chút thức ăn, là dễ như trở bàn tay, nghe loại an bài này, mọi người cũng sẽ không nhiều lời vô nghĩa. Khuynh Thành, ngươi lại đây, mấy ngày nay ngươi đã củng cố thực lực khí tông đỉnh phong rồi, ăn cái này vào, xem có thể đột phá, đạt tới trí tôn hay không gọi là khuynh thành đến bên người nhiếp phân tùy tay ném ra một cái bình ngọc bình ngọc này đúng là lúc trước yêu nhân ở niên cung đại hội nộp lên nguyên tinh linh dịch mình thông qua thứ này thành công đột phá chỉ cần vận dụng thích đáng lạc khuynh thành cũng có thể thuận lợi thăng cấp ta đến hỗ trợ đi khuynh thành tu luyện là công pháp của bách hoa tông chúng ta ta biết như thế nào đột phá trí tôn do ta hỗ trợ xác suất thành công sẽ lớn hơn nữa bách hoa tu nở nụ cười đi tới được nhiếp phân gật đầu Chương 347, giúp Khuynh Thành thăng cấp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mặc dù mình là người của hai thế giới, đối với tu luyện thăng cấp rõ như lòng bàn tay, nhưng là Khuynh Thành dù sao cũng là cô gái, nếu lại xuất hiện xấu hổ như lần trước, vậy thì thật xấu hổ chết người ta rồi, còn không bằng để sư phụ của nàng ra tay, lẫn nhau hiểu biết, tương đối an toàn. Nguyên tinh linh dịch linh khí thập phần sung túc, lấy thân thể của ngươi, căn bản không thể thừa nhận lực lượng của một giọt mang đến, hiện tại ta sẽ phân hóa giọt linh dịch này thành vô số mảnh nhỏ đưa vào huyệt đạo toàn thân ngươi giúp ngươi tăng thực lực lên hít sâu một hơi nhiếp phân nói ra kế hoạch của mình bách hoa tu thủ trưởng của ngươi đặt lên lưng khuynh thành dùng chân khí cảm thụ tình huống trong cơ thể nàng một khi xuất hiện nguy hiểm lập tức cho ta biết hảo bách hoa tu cũng biết trợ giúp người khác thăng cấp trí tôn nguy hiểm trịnh trọng gật đầu phá mở bình ngọc ra ngón tay của nhiếp phân phất lên một giọt nguyên tinh linh dịch bay đến không trung, ở dưới sự thao túng của hắn, nháy mắt biến thành 723 đốm nhỏ. Lúc trước mình có thể thừa nhận một giọt nguyên tinh linh dịch, thứ nhất là tu luyện linh tê luyện thể quyết, thân thể cường đại, thứ hai cửu chuyển niết bàn công công pháp đặc thù, hiện tại là khuynh thành bất đồng, nếu trực tiếp cho nàng dùng một giọt mà nói, đừng nói thăng cấp, chỉ sợ sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Dùng linh hồn phân một giọt nguyên tinh linh dịch thành nhiều phần, cũng chỉ có linh hồn lực đạt tới khí hải đại viên mãn mới có thể có lực khống chế cường đại như thế, đổi lại người khác, cho dù có loại tâm tư này, chỉ sợ cũng khó có thể thao tác. Đi vào, nguyên tinh linh dịch biến thành hơn 700 phần, bàn tay của nhiếp phân khẽ lật, giống như trời dáng mưa móc, toàn bộ vọt vào thân thể của Lạc Khuynh Thành. Ao ao, linh dịch vừa tiến vào trong cơ thể Lạc Khuynh Thành, trên mặt ngọc trắng noãn của nàng lập tức hiện ra ửng hồng, khí tức cả người giống như viên cầu bành trướng. Tính tâm trầm khí, trăm sông hợp thành biển thanh âm của bách hoa tu vang lên, bàn tay chống đỡ ở sau lưng có một cỗ chân khí tuôn vào. Ân, Lạc Khuynh Thành cũng biết đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, lập tức vứt bỏ hết thảy suy nghĩ miên man, toàn lực trùng kích. Ầm vang, không đến nửa canh giờ, trong cơ thể Lạc Khuynh Thành liền phát ra nổ vang liên tiếp, rốt cuộc đột phá khí tông gông cùng đạt đến chí tôn, sau khi đạt tới chí tôn, hiệu quả của nguyên tinh linh dịch như trước không có biến mất, làm cho thực lực của nàng tiếp tục lên cao. Từ khí tông cảnh sơ kỳ đến chí tôn, Mặc dù nhiếp vân tu luyện cửu chuyển niết bàn công, như trước hao phí suốt một tháng, lạc khuynh thành không đến nửa tháng đã đột phá, chỉ sợ xương nàng là người thăng cấp nhanh nhất cũng không đủ. Hô, suốt cục, lạc khuynh thành phun ra một hơi, thực lực ngừng lại ở trí tôn đỉnh phong. Đỉnh phong của nàng, bởi vì lĩnh ngộ quá thấp, cấp bậc linh hồn. Cũng không cao, thực lực yếu đến đáng thương, chỉ sợ ngay cả mạc ngạn thanh cũng hơi không bằng, chớ nói chi là so sánh với nhiếp vân. Dù như thế, trí Chí tôn chính là trí Chí tôn, siêu cấp cường giả khí hải đỉnh phong nhất, ở thần phong đế quốc trước kia, đủ để phong vương phong hầu rồi. Là khuynh thành thăng cấp xong, tiểu phong cùng hắc nham cũng trở lại, hai người bắt mấy yêu thú cùng vô số hoa quả, ở trong sơn động đốt lên lửa trại mùi thịt nướng xông vào mũi, làm cho người ta thèm nhỏ rãi. Lần này chúng ta đi qua minh thành, nhất định sẽ có đại chiến, chỗ này của ta có chút linh dược cùng bảo bối tăng lên cấp bậc. Các người trước dùng luyện hóa đi, ăn xong, uống xong, nhiếp vân lật tay lấy ra mấy bình ngọc, Tử Quỳnh Sơn mạch tích tụ quả nhiên hùng hậu đáng sợ, mấy ngày nay nhàn hạ. liền kiểm tra bảo bối trong nạp vật đan điền cướp đoạt tới, vừa thấy quả nhiên bảo vật vô số. Mặc dù không có loại thứ tốt như bí cảnh phù, nhưng đan dược tăng cấp khác lại nhiều lắm. Bất quá những đan dược này đối với người khác có lẽ có tác dụng, nhưng đối với nhiếp vân tác dụng không lớn, thực lực của hắn là trải qua cửu chuyển niết bàn công tăng lên, trình độ chân khí hùng hậu vượt qua tưởng tượng. Đan dược tăng lên tu vi bình thường, cho dù dùng, cũng chỉ như ăn đậu mà thôi vốn hắn nghĩ trong bảo khố sẽ có rất nhiều trung phẩm linh thạch. Có thể kéo yêu thánh cổ thi lên, làm cho thực lực tái tiến một bước, kết quả chỉ tìm được 5 viên trung phẩm linh thạch, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù 5 viên trung phẩm linh thạch là chân quý nhất trong bảo tàng, nhưng đối với mình mà nói, vẫn còn có chút không đủ dùng, cho dù toàn bộ gia nhập yêu thánh cổ thi, cũng nhiều nhất có thể. Làm cho nó kích phát ra 5% sức chiến đấu, khoảng cách trăm phần trăm, vẫn là kém rất nhiều. Được, mấy ngày nay phi hành, đám người bách hoa tu cũng biết nhiếp phân cùng tiểu phong ngày đó làm cái gì biết bọn họ lấy hết sạch sẽ hang ổ của người ta vừa buồn cười lại nhịn không được vì thực lực của hai người mà cảm thấy khiếp sợ trận pháp của tử quỳnh sơn mạch rất mạnh cho dù hoàng thất lão tổ của thần thánh đế quốc qua đi cũng rất khó cam đoan có thể còn sống đi ra hai người bọn họ chẳng những còn sống còn cướp sạch sẽ hang ổ của người ta loại thực lực này thật đúng là đáng sợ tiếp nhận đan dược mọi người dùng xong hơn nữa hoàn toàn luyện hóa đã đến đêm khuya, ngoài động ánh trăng như tắm, chiếu chung quanh một mảnh sáng tỏ. Thấy thực lực của mọi người lại có tăng trưởng, lúc này nhiếp vân mới yên lòng, bước dưới ánh trăng đi ra khỏi sơn động. Sơn cốc cực kỳ yên tĩnh, gió thổi lá cây vang xào sạt, ngẫu nhiên có một tiếng vượn hú, càng hiển lộ cảnh đêm rõ ràng. Đi trên lá cây thật dày trong cốc, nhiếp vân nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng không khỏi thở dài. Thực lực bây giờ ở khí hải đại lục, coi như không kém, nhưng so với thời kỳ đỉnh phong kiếp trước, cái gì cũng không tính, kiếp trước cha mẹ tỷ đệ toàn bộ tử vong, không có cơ hội tấn hiếu, trọng nghĩa, không nghĩ tới kiếp này cha mẹ khỏe mạnh, mình như trước làm bất hiếu tử. Chỉ mong đám người phụ thân khỏe mạnh, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng sợ đối phương là tông môn nào, ta cũng sẽ tiêu diệt, tuyệt không nương tay. Nhìn Minh Nguyệt nhô lên cao, trong lòng nhiếp vân âm thầm thề. Tuy sát tâm kiếp trước ở sau khi sống lại giảm bớt rất nhiều, nhưng thật có người dám trêu đến trên đầu mình mà nói, mặc kệ đối thủ là ai, cũng không ngại diệt sát toàn bộ. Cho dù là siêu cấp cường giả của Di Thiên Đại Lục cũng không ngoại lệ. chương 348, phiền não của Bách Hoa Tu Thượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Kéo kẹt, kéo kẹt, ngay khi thể xác và tinh thần của nhiếp vân đắm chìm ở trong tự trách, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân sàn sạt, quay đầu nhìn lại, Bách Hoa Tu nhẹ nhàng đi tới. Lúc này bách hoa tu như trước quần áo trắng tinh, ánh trăng chiếu xuống trắng noãn thắng tuyết, cả người như tiên tử đắm chìm trong nguyệt cung, cao thượng, thánh khiết. Như thế nào, có tâm sự, thấy thiếu niên một người đứng ở dưới ánh trăng nặng nề không nói, bách hoa tu nhẹ nhàng hỏi một câu. Ha ha, không có gì, người trễ như vậy còn không ngủ, chẳng lẽ cũng có tâm sự. Nhiếp vân không muốn nhiều lời chuyện của mình, mở miệng hỏi. Ngày mai phải đến quang minh thành rồi, ta ngủ không được. Bách hoa tu bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bộ dạng dẫn đường của ngươi, hẳn là rất quen thuộc quang minh thành, chẳng lẽ trước kia ngươi cũng là người của Quang Minh Thành? Nhiếp Vân có chút nghi hoặc, một đường đều do Bách Hoa Tu dẫn đường, xem ra nàng rất quen thuộc Quang Minh Thành, chẳng lẽ trước kia chính là người trong chỗ này? Bằng không làm sao có thể quen thuộc như vậy? Ân, ta từ nhỏ ở Quang Minh Thành lớn lên, cùng một thắng tuyết là sư huynh muội. Nhìn ánh trăng sáng tỏ, gió nhẹ suy phất, áo trắng bay phất phới. Bách Hoa Tu cũng tiến nhập ký ức, chậm rãi nói. Ta là đệ tử của Quang Minh Thành Kiền Khánh Tông, bởi vì hôn ước mới bỏ đi. Kiền Khánh Tông, đào hôn, Kiền Khánh Tông là tông môn lớn nhất của thần thánh đế quốc, thế nhân đều nghĩ thần thánh đế quốc chỉ có một cường giả bí cảnh, kỳ thật bọn họ không biết, Kiền Khánh Tông tông chủ, cũng chính là sư phụ ta, cũng là cường giả bí cảnh, hơn nữa 80 năm trước cũng đã thăng cấp bí cảnh rồi, thực lực bây giờ chỉ sợ càng mạnh. Trên mặt bách hoa tu sinh ra bất đắc dĩ, năm đó ta tu luyện tới trí tôn, thiên phú được cho là tốt nhất của toàn bộ tông môn, ở trong một lần thí luyện, nhận thức đương kim hoàng đế của thần thánh đế quốc hắn đối với ta rất ân cần thậm chí ủy thác lão tổ cầu thân kiền khánh tông sư phụ đáp ứng mà không hỏi ý kiến của ta khi đó ta một lòng tu luyện thà chết chứ không chịu khuất phục vì thế trộm ly khai sư môn chạy trốn tới thần phong đế quốc bởi vì phản bội tông môn bị vây giết bị tổn thương rất nặng đến cuối cùng vẫn là sư phụ niệm tình sư đồ mới thả một con ngựa ta cũng bởi vậy dưỡng thương vài thập niên tu vi không tiến bằng không thực lực bây giờ làm sao có thể còn thấp hơn một tháng tuyết. Nói đến đây Bách Hoa Tu thở dài một tiếng, ngươi cũng bị bước quá hôn, vậy vì sao ngươi còn muốn lạc khuynh thành gả cho triệu hưng phổ? Nhiếp phân nghi hoặc, mình chịu tội qua, bị người bước đào hôn, dựa theo đạo lý, có thể thể hội loại cảm thụ này, sẽ không để cho đồ để cũng đi đường xưa của mình, nhiếp vân như thế nào cũng không thể tưởng được, vì sao nàng không quan tâm lạc khuynh thành như vậy, mặc kệ đối phương gả cho triệu hưng phổ, một người mình không hề yêu thương. Ta năm đó bị buộc đào hôn, không ai cứu ta, hết thảy đều dựa vào mình, ta không hy vọng đồ đệ là người nhu nhược, muốn hạnh phúc, tự mình theo đuổi, hết thảy đều chờ đợi ta an bài, đây không phải là đồ đệ của ta. Bách Hoa Tu thản nhiên nói, nhiếp vân không nghĩ tới người này ý tưởng quái dị như thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, ngày đó nàng bị Kiền Khánh Tông đuổi giết, đã gặp phải rất nhiều cực khổ, chịu qua cảm tình thương tổn, tâm lý khẳng định không quá tốt nha. Nếu như Bách Hoa Tu biết ý tưởng của nhiếp phân, chỉ sợ sẽ trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết, tươi sống tức chết, người mới không tốt, cả nhà ngươi cũng không tốt. Ta ly khai kiền khánh tông, toàn bộ tông môn đều coi ta là phản đồ, ai, quên đi, nói nhiều như vậy cũng vô dụng, đi từng bước xem từng bước đi. Bách Hoa Tu lắc đầu, không cần lo lắng, thực lực của ngươi bây giờ, thiên bảng top 3 tuyệt đối có thể xếp vào, chỉ cần cường giả bí cảnh cùng tiềm lực bảng không ra tay, hẳn là không ai thương tổn được rồi, không cần phải phiền não biết đối phương khẳng định có không ít bí mật, nhiếp vân cũng không muốn hỏi nhiều, tùy ý an ủi một câu. Đa tạ an ủi của ngươi, ta đi về trước, bách hoa tu không biết nghĩ tới điều gì, thở dài một tiếng, xoay người đi đến sơn động. Bách hoa tu đi trở về sơn động, nhiếp vân lại ở trong cốc đợi một hồi, lúc này mới đi trở về. Mọi người đều tự củng cố thực lực bạo tăng, khôi phục thể lực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, tinh thần mọi người chấn hưng, ngay cả khí thức của Tiểu Phong cũng hùng hậu không ít. Trong bảo khố của Tử Quỳnh Sơn Mạch có không ít đan dược cho bí cảnh củng cố tu vi. Ngày hôm qua nhiếp vân cho hắn phục dụng, qua một đêm, pháp lực trong cơ thể không tăng nhiều hơn bao nhiêu, nhưng sức chiến đấu lại tăng lên gấp đôi. Trong bảo khố bảo vật nhiều đếm không xuể, duy nhất làm cho nhiếp vân tiếc nuối chính là không tìm được vật phẩm đặc thù có thể làm cho vô danh pháp quyết vận chuyển. Vô danh pháp quyết không thể vận chuyển, đan điền liền như trước bảo trì 10, không thể tăng trưởng bất quá thập đại đan điền đối với nhiếp phân mà nói đã rất đáng sợ đổi lại kiếp trước nghĩ cũng không dám nghĩ lạc khuynh thành trải qua một đêm điều tức cũng không sai biệt lắm củng cố trí tôn cấp bất quá muốn hoàn toàn vận dụng tự nhiên còn cần kinh nghiệm đủ loại chiến đấu chiến đấu mới là phương thức để người ta tiến bộ tốt nhất đi thôi thấy mọi người chuẩn bị thỏa đáng nhiếp phân phân phó một tiếng bây giờ cách quang minh thành đã không xa lắm rồi cũng không cần bách hoa tu tiếp tục dẫn đường một đường phi hành không đến nửa ngày liền nhìn thấy một tòa thành thị cự đại vắt ngang ở trước mặt, mặt tường cao mất xuyên thẳng tận trời, phía trên có đủ loại trận pháp rậm rạp, một khi thúc dục, chắc chắn dị thường cường đại, cho dù cường giả trí tôn muốn phá vỡ cũng khó khăn. Bên trong thành cao lầu đứng vững, tiếng người như sôi, náo nhiệt nói không nên lời. Nếu nói nơi này là thành thị mà nói, thần phong thành chính là sơn thôn xa xôi, hai người hoàn toàn không có khả năng so sánh. Cửa thành có hai hàng binh sĩ hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, từng cái đều hai mắt ẩn ẩn, huyệt thái dương lồi ra, vừa thấy liền biết khí hải tu luyện đến cảnh giới nhất định, ít nhất đạt tới thành cương cảnh. Binh sĩ thủ cửa thành cũng đạt tới thành cương cảnh, đủ thấy đáng sợ. chương 349, phiền não của Bách Hoa Tu Hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đế đô của thần thánh đế quốc, Quang Minh Thành, mấy ngàn năm qua, một thành thị duy nhất chưa bao giờ gặp qua yêu tộc xâm lấn. Sau tường thành có đủ loại kiến trúc, cổ kính có đã đứng sừng sững mấy ngàn năm ngàn năm phong sương xâm nhập vẫn chưa làm cho kiến trúc xuất hiện vết rách ngược lại tăng thêm ý cổ xưa làm cho cả thành thị ẩn chứa cảm giác lịch sử tang thương đoàn người biết quy củ trong thành còn không có tiến vào thành thị liền rơi trên mặt đất từng bước đi đến cửa thành chư vị xin dừng bước nơi này là quang minh thành xin lấy ra lệnh bài cư trú nếu lần đầu tiên tới xin hãy đăng ký tính danh một binh sĩ chắn ở trước mặt mọi người Quy củ vào thành của Quang Minh Thành còn nghiêm khắc hơn thần phong thành, muốn vào ở, nhất định phải có lệnh bài cư trú, không có thứ này, nhất định phải đăng ký tính danh, nộp tiền tài nhất định, nếu không không có khả năng tiến vào. Đương nhiên, đó cũng là để tiện cho thành thị quản lý, Quang Minh Thành chưa bao giờ chịu qua yêu nhân công kích, tự nhiên thành thánh địa của nhân loại, nếu mỗi người đều có thể tiến vào, cả thành thị đã sớm kín người hết chỗ, không thể khống chế rồi. Có hạn chế này, Quang Minh Thành chỉ lấy tinh anh, không thu cặn bá, mấy ngàn năm kiên trì, thực lực chỉnh thể cũng càng ngày càng cao, đã thành thánh địa của khí hải đại lục. Hoàng đế của nhiếp thị đế quốc nhiếp vân được mời tới tham gia bảy đế quốc đại hội, còn không mang bọn ta đi đế lâm biệt viện. bách hoa tu kiến lên trước ra, hừ một tiếng. đế lâm biệt viện, nơi thần thánh đế quốc triều đãi hoàng đế của đế quốc khác cực kỳ tôn quý, thuộc về hành cung của hoàng đế, người quốc gia khác tới cũng sẽ ở nơi đó. nhiếp thị đế quốc, người nói là bệ hạ của thần phong đế quốc, không có từ xa tiếp đón mau mời. Nghe được thân phận của mọi người, nhìn thoáng qua, phát hiện thực lực mọi người sâu không lường được, binh sĩ này nhất thời hoảng sợ. Tin tức của nhiếp thị đế quốc từ không lâu trước liền rơi vào thánh thành, một thiếu niên 17 tuổi đơn thương độc mã đoạt đại vị, đã sớm hình thành các loại sự tích truyền sướng, tuy thân phận của binh sĩ này thấp kém, nhưng cũng được nghe nói sự tích của nhiếp vân. Ân, thấy binh sĩ thức thời, bách hoa tu gật đầu, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Diệp tinh không, sao lại như thế? Người này là ai, không cẩn thận kiểm tra lại cho đi. Mọi người mới vừa đi qua cửa thành, chợt nghe một thanh âm bất âm bất dương vang lên, một bóng người đi nhanh tới. Người này thoạt nhìn chỉ vừa 20, thực lực binh khí cảnh sơ kỳ, từ y phục cùng kiểu dáng trên người, hẳn là thủ lĩnh của những binh sĩ này. Đội trưởng, đây là hoàng đế của nhiếp thị đế quốc, tiền tới tham gia thất đế quốc đại hội. Binh sĩ tên Diệp Tinh không vội vàng đi đến trước mặt nhỏ giọng nói. Tham gia thất đế quốc đại hội, hoàng đế, Hừ, hắn nói là hoàng đế chính là hoàng đế sao? Ta nói ta là kiền khánh tông tông chủ đây này. Đội trưởng hừ một tiếng, hai bước đi tới trước mặt mọi người, mắt liếc nhìn, cuối cùng dừng ở trên người nhiếp phân. Ngươi là hoàng đế của nhiếp thị đế quốc, có cái gì chứng minh? Vàng thao lẫn lộn nhiều người, lấy không ra chứng minh, liền lập. Tức cút ra ngoài cho ta. Ha ha, người muốn chứng minh gì? Nhiếp phân cũng không tức giận, nở nụ cười một tiếng. Muốn chứng minh gì? Hoàng đế của Thất đế quốc tiến đến, đều có đế quốc ta phát xuống đại hội ngọc giản, nếu ngươi lấy ra ngọc giản, ta liền thừa nhận thân phận của ngươi. Đội trưởng nói, đại hội ngọc giản, nhiếp phân sửng sốt, lúc trước hoàng tử chấp pháp đội tới, cũng không đưa ngọc giản gì nha. Như thế nào, không có ngọc giản, xem ra không phải hoàng đế gì, mà là yêu nhân trà trộn vào quấy rối, người đâu, bắt giữ những người này cho ta. Đội trưởng ra lệnh một tiếng, chung quanh lập tức dựng thẳng lên vô số binh khí chói lọi làm càn, thật sự là mắt chó, xem đây là cái gì. Thấy đội trưởng ra lệnh, mộ hà đi tới, cổ tay khẽ đảo, từ trong lòng lấy ra một ngọc bài hình hồ điệp. Ngọc bài này không lớn, ngọc chất óng ánh trong suốt, mặt trên ẩn ẩn khắc một đồ án dườm ra, vừa thấy liền biết là tín vật của thế lực lớn nào đó. Hai tỷ muội mộ thanh, mộ hà, tuy nhiếp phân thu phục các nàng, lại không biết hai người thuộc về thế lực gì. Nguyên lai like là người của hồ điệp Sơn Trang, a, à, chư vị mời vào, thấy rõ ràng mộ Hà lấy ra ngọc bài hồ điệp, sắc mặt đội trưởng lập tức thay đổi, vội vàng lệnh binh sĩ vây quanh rút lui. Hừ, thấy đội trưởng cục đuôi, mọi người cũng không thèm để ý, ngẩng đầu đi vào Quang Minh thành. Quang Minh thành so với bên ngoài nhìn còn muốn phồn hoa, bất quá trật tự tốt hơn thần phong thành nhiều lắm, hai bên đường không có giao hàng, kêu mua mà là cửa hàng san sát, bên trong đủ loại vật phẩm, người đến người đi, dòng người như thoi đưa. Thất đại đế quốc thông dụng đều là hoàng kim, ngân phiếu Nhiếp Vân liên tục phát tài vài lần, lại trưởng quản một đế quốc, tiền tài trên người tự nhiên không ít, bất quá, nơi này không có gì đó hắn muốn mua, mang theo mọi người tùy tiện nhìn thoáng qua, liền tiếp tục đi trước. Tất cả mọi người là trí tôn, tốc độ đều rất nhanh, một đường cưỡi ngựa xem hoa, dùng chưa tới một canh giờ, liền đi tới một phủ đệ thật lớn. Đây là Đế Lâm biệt viện rồi, thành viên hoàng thất của Lục Đại Đế quốc tới đây, đều sẽ được an bài ở nơi này. Theo thanh âm, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phủ đệ này đẹp đẽ quý giá, tương tự hoàng cung. Đủ loại kiến trúc tầng tầng lớp lớp, mái hiên nhà cao san sát, xen kẽ với nhau, xinh đẹp nói không nên lời. Các vị dừng bước, đế lâm biệt viện là nơi trọng địa, người không có phận sự không thể vào. Đi đến trước cửa phủ đệ, vài hộ vệ liền tiến lên ngăn đón. Những hộ vệ này thực lực hiển nhiên cường đại hơn binh sĩ thủ thành nhiều lắm, bước đến long hành hổ bộ. Chân khí kích phát khí thức ở mặt ngoài thân thể hình thành khí tràng đặc thù, tựa như khôi giáp binh giáp cảnh đỉnh phong, thực lực hộ vệ bình thường đều là binh giáp cảnh đỉnh phong, quang minh thành không hổ là quang minh thành, vũ lực quả nhiên cường đại đáng sợ. Chúng ta là, bách hoa tu đi lên trước, đang định nói chuyện, liền nhìn đến trong viện đi ra một đám người, một thanh âm bất âm bất dương từ nơi không xa vang lên. Ta tưởng là ai, đây không phải là người ở thần phong đế quốc mưu nghịch xoán quyền sao. Không nghĩ tới người thật có can đảm, còn dám lại đây. chương 350, đế lâm biệt viện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio com Theo thanh âm nhìn lại, tới không phải người khác, đúng là ngũ hoàng tử lúc trước bị nhiếp vân cắt một cánh tay. Lúc này ngũ hoàng tử đã được trị liệu, tay cụt hoàn hảo không tổn hao gì, song trường chắp ở sau người, ánh mắt nhìn về phía nhiếp vân âm lãnh nói không nên lời. Bên người ngũ hoàng tử là một thanh niên hơn 30 tuổi, hai đầu lông mày mang theo uy nghiêm dày đặc, vừa thấy liền biết địa vị cực cao. Trung quanh thân thể người thanh niên này linh khí hình thành lốc xoáy thật nhỏ, giơ tay nhấc chân tự nhiên bị hút vào trong đó, tuy rằng nhìn không ra tu vi cụ thể, nhưng chỉ bằng tự chủ hấp thu linh khí đến xem, chỉ biết kinh mạch đã xuyên suốt thân thể, là một cao thủ không thể khinh thường. Đỗ thượng, vị này chính là người soán quyền ở thần phong đế. Quốc, không được thần thánh đế quốc chúng ta sắc phong, danh bất chính, ngôn bất thuận, căn bản không có tư cách vào ở đế lâm biệt viện, đuổi đi thôi. Cười nhạo xong, thấy đám người nhiếp vân vẫn chưa trả lời, ngũ hoàng tử tùy ý phân phó hộ vệ một tiếng, khóe miệng dơ lên. Các vị, đi đi, chúng hộ về cũng là nhân vật từng trải, thấy ngũ hoàng tử trang khách khí như thế, nhìn về phía đám người nhiếp vân lộ ra khinh miệt. Đi, vị này chính là hoàng đế của nhiếp thị đế quốc, tới tham gia thất đế quốc đại hội, người để cho chúng ta đi, nếu hoàng đế của thần thánh đế quốc các ngươi truy cứu, người gánh chịu nổi sao. Nghe được ngũ hoàng tử nói, bách hoa tu tức giận đến mặt cười phấn hồng. Tham gia thất đế quốc đại hội, ha ha, thất đế quốc đại hội không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tham gia, nếu không ngươi chờ ở đây, chờ ta bẩm báo bệ hạ, xem mệnh lệnh của hắn, nếu hắn cho các ngươi vào, ta liền dùng lễ đối đãi, không cho các ngươi vào, vậy thì xin lỗi. Bất quá, nơi này cách hoàng cung còn có 7, 8 dặm, qua lại một hồi, chỉ sợ phải mất một ngày thời gian, chỉ cần các ngươi có thể đợi được, đương nhiên, các ngươi cũng có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, chẳng qua đường đường hoàng đế của nhiếp thị đế quốc, ở ngã tư đường nghỉ ngơi, thật sự thú vị ha ha, ngũ hoàng tử cười ha ha, vui sướng nói không nên lời. Thần phong thành, hắn không dám thế nào, nơi này chính là quang minh thành, địa bàn của hắn, ở trong này, chỉ cần người trước mắt dám động thủ, nhất định sẽ bị giết chết, tuyệt tránh không khỏi. Ngươi, không nghĩ tới ngũ hoàng tử vô sỉ như vậy, bách hoa tu tức giận. Đến hai hàng lông mày dựng lên, đang muốn động thủ, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, nhiếp phân đã chắn ở trước mặt nàng. Ha ha, nghe ý tứ của ngươi, Hiện tại chúng ta là không cho phép vào rồi. Đúng vậy, nơi này là Quang Minh thành, không phải thần phong thành của các ngươi, ngươi muốn như thế nào được cái đó, nói cho ngươi biết, nơi này là chỗ của ta, là long cũng phải nằm, là hổ cũng phải ngồi cho ta. Không dựa theo quy củ của ta, chỉ có tử lộ. Ngũ hoàng tử nhếch miệng cười, là long cũng phải nằm, là hổ cũng phải ngồi, nếu ta nói không thì sao? Nhiếp phân cười cười, không, hư, đó chính là ngươi tự mình muốn chết, ở Quang Minh thành ta hoàn toàn có thể tìm mấy ngàn lý do đánh chết bọn ngươi. Nhưng không ai dám nói thay ngươi một lời công đạo, ngươi tin hay không. Ánh mắt của ngũ hoàng tử lóe ra, lộ ra sát khí. Không tin, không để ý tới uy hiếp của hắn, nhiếp vân quay đầu nhìn thoáng qua. Không cần cùng thứ đần độn này vô nghĩa, chúng ta vào đi thôi. Nói xong cũng không để ý đám người ngũ hoàng tử, đi nhanh vào. Đây là người tự mình muốn chết, đỗ thượng, bày trận, đánh chết người tự ý xông vào đế lâm biệt viện. Ngũ hoàng tử hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên căn bản không ăn một bộ này của hắn, tức giận đến hét lên một tiếng, bất qua tiếng la còn không có chấm dứt, đã cảm thấy hoa mắt, một bóng. Người xuất hiện ở trước mắt, người muốn làm gì, thấy rõ ràng bóng người, ngũ hoàng tử nhất thời hoảng sợ, không phải người khác, đúng là thiếu niên vừa rồi cùng mình nói chuyện, dưới tình thế cấp bách, song trưởng lật lên chụp về phía trước. Phú khí hoàng tộc thượng phẩm, đế hỏa phần thiên, ngũ hoàng tử biết thiếu niên ở trước mắt thực lực mạnh, không dám lưu lực dự phòng, chân khí toàn thân sôi trào, nháy mắt liền đánh ra một bộ hoàng tộc thượng phẩm vũ khí. Chân khí theo lòng bàn tay của hắn tuôn ra, tạo thành một khí lãng nóng rực, giống như bàn long gào thét mà ra. Đế hỏa phần thiên, có chứa đế vương khí, ngọn lửa cực nóng tựa như long bay liệp, bộ vũ khí này cho dù ở Quang Minh thành cũng coi như cực kỳ nổi danh, chỉ có hoàng tử mới có tư cách tu tập, đột nhiên sử xuất, hộ vệ ở chung quanh đều bị khí lãng trấn ra ngoài, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chiêu số thật lợi hại, Ngũ hoàng tử không hổ là ngũ hoàng tử, ở trước mặt loại chiêu số này, cho dù người ta cộng lại chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ngũ hoàng tử chính là cao thủ thiên bảng, chân khí hùng hậu cường đại, cửu đại đan điền vận chuyển không thôi, không có thiên phú siêu cường căn bản tu luyện không ra. Xem ra tiểu tử này xong rồi, dám ở đế lâm biệt viện làm bộ làm tịch, này chính là muốn chết, ha ha, chết cũng xứng đáng. Nhìn ngũ hoàng tử vừa ra tay liền liệt giếm ngập trời, trong mắt chúng hộ vệ lộ ra vẻ hưng phấn những hộ vệ này đều là phần tử hiếu chiến, ngũ hoàng tử chính là cao thủ của quang minh thành, thấy hắn thi triển sát chiêu, tất cả mọi người tự nhiên cho rằng thiếu. nhiên phía trước xong rồi, cái ngoạn ý gì a? À? thời điểm ánh mắt mọi người ở đây lửa nóng, ở trung tâm cử long vần quanh vang lên một thanh âm khinh thường, đế hỏa phần thiên mất đi hoạt tính, lại cạch rơi trên mặt đất, ngũ hoàng tử cơ hồ vô địch ở trong mắt bọn hắn bị thiếu niên đối diện nắm cổ như nắm con gà. cái gì? trong các vị hoàng tử có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế? trong mắt người ngoài từng cái đều là trí mưu vô song, thực lực thông thiên, hiện tại ngũ hoàng tử ở trong mắt mọi người tựa như thần linh, lại giống như gà bị người nắm cổ, sự thật cùng tưởng tượng mức tranh lệch, chúng hộ vệ toàn bộ mốc tại nguyên chỗ, không thể tin được. Chỉ chút thực lực ấy cũng muốn giết ta, ngươi không phải nói dơ a à. nắm cổ của ngũ hoàng tử, khóe miệng của nhiếp vân giơ lên, đạm mạc cười một tiếng. Thần phong thành, ngũ hoàng tử cũng không phải là đối thủ của nhiếp vân, huống chi hiện tại giết hắn không khó hơn giết một con gà. Ngươi, ngươi, đại hoàng tử, chẳng lẽ ngươi ở một bên xem náo nhiệt sao? chương 351, đại hoàng tử, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Quẩy người một cái, biết khó có thể đào tẩu, ngũ hoàng tử đột, nhiên quay đầu nhìn về phía thanh niên đi cùng hắn. Người thanh niên này dĩ nhiên là đại hoàng tử của thần thánh đế quốc, người thừa kế có cơ hội lấy được ngôi vị hoàng đế nhất. Lúc trước ngũ hoàng tử nghĩ ra kế sách, chính là kéo đại hoàng tử qua làm người chứng kiến, một khi nhiếp vân động thủ, hữu lý nói không rõ. Ở đế đô, đại hoàng tử tương đương với thái tử, quyền thế to lớn có thể nghĩ. Chính bởi vì dựa vào cái này, hắn mới dám khiêu khích nhiếp vân như vậy. Vị bằng hữu kia, người vẫn là để lão ngũ xuống đi. Người dám tổn thương hắn một chút, ta cam đoan người tuyệt đối không thể còn sống rời đi quang minh thành. Thấy đối phương vạch trần thân phận của mình, đại hoàng tử nhướng mày, từng bước đi về phía trước nhìn về phía nhiếp vân ngữ khí lạnh lùng mang theo uy nghiêm không để cho phản bác buông nếu ta nói không thì sao nhìn đại hoàng tử mang theo khí thế vô cùng cường đại nhiếp vân cười cười không thèm để ý chút nào khí thế của hắn có lẽ có thể để cho người khác cảm thấy sợ hãi nhưng đối với mình mà nói cái gì cũng không phải ngay cả đoạt thiên tạo hóa cảnh tử quỳnh hoàng cũng dám trêu chọc nếu cảm thấy sợ hãi một hoàng tử ở quang minh thành liền quá buồn cười ngươi không có quyền lợi lựa chọn buông sống không buông, chết. Đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng, khí thức của trí tôn thiên bảng phóng xuất ra, như mưa rền gió dữ, tự hồ chỉ cần thiếu niên ở trước mắt dám ngỗ nghịch mình, sẽ bị mình công kích điên cuồng. Người đây là đang uy hiếp ta, đáng tiếc, con người của ta luôn không thích uy hiếp. Nhiếp phân cười cười, quay đầu nhìn về phía ngũ hoàng tử. Lần trước chặt một cánh tay, nghĩ đến người có thể giải chút trí nhớ, hiện tại xem ra, một chút trí nhớ cũng không có, đã như vậy liền để ngươi đoạn nhiều mấy cái đi. Đang lúc nói, lòng bàn tay của nhiếp vân có một đạo quang mang xoẹt qua ở trên người ngũ hoàng tử, thanh âm rơi xuống đất vang lên, hai tay, hai chân của người sau rơi trên mặt đất, máu tươi bắn ra. Phù phù, ngũ hoàng tử bị ném ở ven đường, giống như rác rưởi bị người tùy ý ném xuống. Cánh tay của ta, chân của ta, khí hải của ta, rơi trên mặt đất, lúc này ngũ hoàng tử mới cảm thấy đau đớn tê tâm liệt phế, kêu thảm tựa như chim quyên lần trước chỉ bị gảy tay, hiện tại chẳng những tứ chi đứt hết, ngay cả khí hải cũng bị một cô ám kình đánh nát, không thể khôi phục nữa. Tứ chi đứt rời tìm trị liệu sư có lẽ còn có thể chữa trị, khí hải phá thì hoàn toàn xong đời, không thể tu luyện được nữa rồi. Thời điểm mình cường thế không có gì, hiện tại bộ dáng này, địch nhân trước kia nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, có thể đoán được, về sau mình tuyệt đối vô cùng thê thảm. Đại hoàng tử, giết hắn đi, chỉ cần giết hắn, ta vô điều kiện duy trì ngươi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kêu thảm ở trong nháy mắt chấm dứt, ngũ hoàng tử vội vàng cầm máu, nhìn nhiếp vân vẻ mặt đoán độc, điên cuồng gào thét. Cầm miệng, đại hoàng tử cắt ngang đối phương nói, ánh mắt nhìn về phía nhiếp vân nheo lại. Xem ra ta là khinh thường ngươi rồi, hảo, hảo. Trên người đại hoàng tử càng thêm rét lạnh, ở quang minh thành công nhiên đã thương hoàng tử, hôm nay vô luận ngươi có phải khách nhân của phụ hoàng hay không, cũng phải chết. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi, vừa nói vừa đi về phía trước, lời nói nói xong, khí tức của đại hoàng tử cũng nồng đậm tới cực điểm, năm ngón tay siết lại, một quyền đánh ra. Ầm vang, chân khí bàng bạc giống như sóng biển rít gào, một tầng tiếp theo một tầng, nháy mắt quay cuồng mà đến, trong viện người thấp hơn trí tôn cảnh, cả đám đều cảm thấy hô hấp dồn dập, kìm lòng không được lui đến góc tường, dán chặt lấy vách tường, sắc mặt trắng bệch. Hoàng tộc thượng phẩm vũ khí, Kinh Đào Quyền, Kinh Đào Quyền danh như ý nghĩa, quyền phong giống như Kinh Đào Hải Lãng, tu luyện đại thành nghe nói một quyền đánh ra có thể sinh ra 9981 đạo quyền kinh, một đạo so với một đạo cường đại, trong vũ kỹ đồng cấp có thể nói thứ nhất. Tu luyện bộ vũ kỹ này đối với khí hải yêu cầu cực lớn, không đủ chân khí duy trì, đừng nói 81 đạo quyền kinh, chỉ sợ ngay cả một đạo quyền kinh cũng sản không sinh ra. Đại hoàng tử vừa ra tay liền thi triển bộ quyền pháp này, hơn nữa lực lượng minh mông không thôi, tựa hồ kéo dài không dứt, chân khí mạnh, quả thực nghe giận cả người. Ta cũng không cần người khác cứu, tuy công kích của ngươi so với tên phế vật vừa rồi mạnh hơn một chút bất quá đối với ta vô dụng bị kinh đào quyền vây quanh sắc mặt của nhiếp vân không thay đổi cười cười từng bước đi về phía trước đột nhiên chảo một cái bàn tay như miệng thao thiết kinh đào quyền điên cuồng vào tới bị hắn chảo một cái giữ ở trong lòng bàn tay cái gì thấy công kích cuồng bạo của mình lại bị thiếu niên tùy tay chảo phá ánh mắt của đại hoàng tử chấn động bất quá loại bối rối này trong nháy mắt đã bị che giấu sau đó lại vung trưởng chém thẳng xuống. Ân, nhiếp vân không nghĩ đến ý thức chiến đấu của đại hoàng tử này cường hãn như vậy, không có bị mình ảnh hưởng chút nào, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thân thể lại đi tới trước, như du ngư tránh thoát trưởng phong của đối phương. Có thể ngăn cản kinh đào quyền của ta, ta thừa nhận ngươi là thiên tài, bất quá, hôm nay thiên tài sẽ vẫn lạc, chết đi cho ta. Một trường thất bại, đại hoàng tử cũng không có vẻ mất mát, ngược lại trong mắt hiện lên một hương vị mưu kế thực hiện được, tay trái nhoáng lên một cái, một thanh trường kiếm chém tới cổ của nhiếp vân. Vừa rồi một quyền một trường đều là hư chiêu, sát chiêu chân chính ở trong này. Thanh trường kiếm này mang theo hàn quang sắc bén, còn chưa tới trước mặt, mùi máu tươi liền xông vào mũi, vừa thấy liền biết giết không ít người rồi, là một lợi khí chân chính dính đầy máu tươi. Đúng vậy, trong tay áo của đại hoàng tử giấu kiếm. Âm tàn vô cùng, rất nhiều cường giả thiên bảng thành danh cũng bị chiêu này của hắn ám sát. Chuôi kiếm này là hoàng tộc thượng phẩm binh khí, hơn nữa giết qua rất nhiều người, khoảng cách gần như vậy, thiếu niên kia chết chắc rồi. Nhìn đến một kiếm tuyệt sát đột một xuất hiện, hộ vệ đội đều hưng phấn đến sắc mặt thấu hồng. Chiêu này của đại hoàng tử vô tung vô ảnh, nhanh như tật phong, làm cho người ta căn bản không thể ngăn cản, nhất là hiện tại thiếu niên khoảng cách gần như. Vậy, có thể đoán được bị đâm trúng ít hầu, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. chương 352, Bích Lão, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com nhiếp vân cẩn thận, đối lập với hộ vệ đội hưng phấn, sắc mặt đám người bách hoa tu đồng thời biến đổi. Hắc hắc, hiện tại còn cẩn thận, đã chậm, nói thì chậm đó là thì nhanh, cả động tác như điện quang hỏa thạch, đại hoàng tử thấy thiếu niên ở trước mắt căn bản không có phòng bị, hưng phấn thở phào, kiếm quang càng ngưng trọng, thẳng tắp đâm về cổ của nhiếp vân. Trong tưởng tượng của hắn, chỉ cần đâm chúng, thiếu niên trước mắt này tuyệt đối sẽ đầu người rất xuống, không hề ngoài ý muốn. Đinh, trường kiếm ở trong mắt vui sướng của hắn đâm chúng cổ thiếu niên bất quá cỗ vui sướng này lập tức biến thành kinh hãi này điều đó không có khả năng chỉ thấy một kiếm toàn lực của mình đâm ở giữa cổ thiếu niên không chỉ không giết chết ngay cả một vết xước cũng không có loại vật này liền muốn giết người người chưa tỉnh ngủ sao nhiếp Vân cười cười ngón tay điểm về phía trước một chút trường kiếm vỡ vụn đồng thời năm ngón tay mở ra chỉ một chút liền nắm lấy cổ của đại hoàng tử sách hắn lên Ngươi có bảo vật phòng ngự? Không đúng, trên cổ ngươi không có cái gì, làm sao có thể ngăn trở Hoàng tộc thượng phẩm bảo kiếm ám sát. Đại hoàng tử cảm thấy sắp muốn điên rồi, hắn vừa sinh ra bởi vì thiên phú ưu dị, được người xưng thiên tài. Một đường lớn lên, tham gia vô số các loại giao đấu, thí luyện, cho tới bây giờ đều là thứ nhất, chừng 30 tuổi liền trở thành thiên bảng đệ nhất nhân, có hy vọng trùng kích bí cảnh. Mạnh như thế, đánh lén cường hãn nhất nếu không đâm đến đối phương thì cũng thôi, khả rõ ràng đâm đến nhưng ngay cả da của đối phương cũng không đâm rách. Mãnh liệt rung động cùng đả kích, làm cho hắn không thể tiếp nhận. Kỳ thật cũng không trách hắn, linh tê luyện thể quyết tầng thứ tư của nhiếp vân đạt đến đại thành, thân thể đã có thể so với hoàng tộc thượng phẩm binh khí, cho dù nhiếp vân đứng bất động cho hắn khảm, cũng khảm không tổn thương, chớ nói chi là đánh lén. Ngũ hoàng tử bị tùy ý chém dụng tứ chi, đại hoàng tử một chiêu cũng chưa dùng đã bị nắm lên. Đại hoàng tử chính là siêu cấp cao thủ thiên bảng thứ nhất. Điều này sao có thể ta không nhìn lầm đi may mắn vừa rồi chúng ta không có động thủ bằng không đã sớm biến thành một cỗ thi thể rồi đối lập đại hoàng tử khiếp sợ hộ vệ ở một bên đều choáng váng tất cả đều như trong cổ họng đút trứng vịt miệng há to cũng vô pháp khép lại trong mắt bọn hắn loại cường giả trí tôn đỉnh phong như đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đã được cho là nhân vật đứng đầu rồi nhân vật như thế ở trong tay thiếu niên trước mắt lại như con rán con chuột muốn nắm liền nắm muốn giết cứ giết lực trùng kích làm bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Hô, thấy nhiếp vân không có việc gì, đám người bách hoa tu nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong mắt cũng lộ ra khiếp sợ nồng đậm. Các nàng vốn cho rằng mình tiến bộ càng lúc càng nhanh, cách thiếu niên sẽ càng ngày càng gần, hiện tại mới phát hiện, hai người khoảng cách càng lớn. Từ thần phong thành đi ra, tuy lực lượng của nhiếp vân không tăng trưởng gì, nhưng linh hồn đạt tới khí hải đại viên mãn, sức chiến đấu tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần, trước kia cường giả thiên bảng cũng không phải đối thủ, hiện tại đừng nói thiên bảng, cho dù bí cảnh tiềm lực bảng tới đây, có thể tiếp được một quyền của hắn hay không còn khó nói. Linh hồn khí hải đỉnh phong vận dụng chân khí 5.000 tượng lực, thật giống như trẻ con cầm thiết trùy, tuy uy lực của thiết trùy rất lớn, trẻ con cầm khẳng định cố hết sức, cho dù may mắn dơ lên, thủ đoạn công kích cũng chỉ là cứng rắn đập, không hề có kỹ xảo đáng nói, khí hải đại viên mãn thì bất đồng, như một đại lực sĩ, đại lực sĩ dơ lên thiết trùy mà nhi đồng có thể cầm lấy, sẽ giống như món đồ chơi, Uy lực đâu chỉ trở nên gấp mấy lần. Hiện tại Nhiếp Vân chính là như vậy, linh hồn lực khí hải đại viên. Mãn khống chế, như cá gặp nước, như hổ thêm cánh, tuy thực lực của đại hoàng tử cường, nhưng linh hồn bất quá là khí hải cao cấp, cùng hắn kém thật sự quá xa, căn bản không phải một cấp bậc. Nhiếp Vân bệ hạ thủ hạ Lưu Tình, ngay thời điểm Nhiếp Vân tính toán biến đại hoàng tử thành nhân côn, ở chỗ sâu trong đế lâm biệt viện có một lão giả bay nhanh ra, người còn chưa tới, thanh âm giống như thăng thiên vang vọng bên tai. Cao thủ, nghe được thanh âm này, nhiếp vân chỉ biết người tới là một cao thủ, cho dù linh hồn không đạt đến đại viên mãn, chỉ sợ cũng là khí hải đỉnh phong rồi. Ha ha, nhiếp vân đã thương ngũ hoàng tử chỉ vì lập uy, thấy đối phương xuất hiện cao thủ, hơn nữa thái độ cung kính, cũng không cần phải làm người gây sự, liền ném đại hoàng tử ra ngoài. Bích lão, người này mắt không nhìn uy nghiêm của thần thánh đế quốc, mau giết hắn. Đại hoàng tử giấy ruộng đứng lên, nhìn thấy người đến nhất thời vẻ mặt vui mừng, hô ra tiếng làm càn hắn lời còn chưa nói hết bích lão đã tát qua một cái tát hắn nằm trên mặt đất vị này chính là hoàng đế của nhiếp thị đế quốc nhiếp vân khách quý được bệ hạ chuyên môn mời đến ngươi thân là đại hoàng tử không giúp đế quốc tiếp khách còn ở nơi này gây khó dễ bệ hạ lệnh ngươi từ hôm nay trở đi lập tức rời đế đô đi ngốc thú sơn chăn dê vĩnh viễn không được trở về bích lão hừ một tiếng cái gì đi ngốc thú sơn chăn dê sắc mặt của đại hoàng tử trong nháy mắt trở nên tái nhợt ngốc thú sơn, yêu thú hành hành, cái gọi là tới chỗ này chăn dê, chẳng khác nào xung quân, một khi chấp hành, chẳng khác nào hoàn toàn ly khai quyền lợi trung tâm của đế quốc, khó mơ ước ngôi vị hoàng đế nữa rồi. Ta không phục, ta muốn tìm phụ thân phân xử, vì cái gì? Gầm rú một tiếng, đại hoàng tử không tin tưởng mình phải nhận sự quyết này. Không cần đi, đây là mật lệnh do bệ hạ tự tay viết, tự mình xem đi. Bích lão tùy ý ném qua một ngọc bài, không để ý tới đại hoàng tử, quay đầu nhìn về phía nhiếp vân nhiếp vân bệ hạ, tại hạ đến chậm, để ngươi bị sợ hãi. Không sao, nhiếp vân cười lạnh một tiếng, người này không tới sớm không tới trễ, thấy đại hoàng tử đánh không lại mình mới tới, thật không hiểu trong hồ lô của hoàng đế thần thánh đế quốc bán cái gì. Bệ hạ đang cùng hoàng đế ngũ quốc còn lại ở Ngọc Hoa Điện, lệnh ta mời ngươi qua đi, mời. Bích lão khẽ khom người, nhiếp vân, cẩn thận, ta sợ đối phương không có hảo ý. Nhiếp vân vẫn chưa trả lời, bách hoa tu truyền âm vang lên bên tai, Chương 353, Yến hội, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ha ha, nhìn Bách Hoa Tu gật gật đầu, ý bảo yên tâm, Nhiếp Vân nhìn về phía Bích lão, cười cười. Dẫn đường đi, vâng, Bích lão quay người đi về phía trước, Nhiếp Vân theo sát ở phía sau. Đám người Bách Hoa Tu thấy thiếu niên quyết định, không tốt cãi lại, chỉ có thể đi theo. Kỳ thật đi cùng Bích lão, cũng không phải Nhiếp Vân nghĩ quá ít, mà là mặc kệ đối phương tiên lễ hậu binh, hay có mục đích riêng. Mình cùng lắm thì nghênh chiến, bằng vào thực lực bây giờ, Tiểu Phong, yêu thánh cổ thi, cho dù vũ lực của hoàng thất thần thánh đế quốc cường thịnh trở lại, cũng phải xông vào một lần. Đi theo Bích lão phi hành, chỉ chốc lát liền nhìn thấy một lầu các cao lớn hiện ra ở trước mắt, đình viện hoa cỏ thiên kỳ bách quái, tiên hạc xuyên qua, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Vật thể kiến trúc cung điện do ngọc thạch đúc thành, ẩn chứa trận pháp rất mạnh, linh khí vần quanh, óng ánh trong suốt làm cho người ta vừa thấy liền trầm mê trong đó, đẹp không sao tả xiết. Nhiếp vân bệ hạ, chính là chỗ này, bích lão hạ xuống, đứng ở trước điện, làm cái thủ thế mời vào. Ân, nhiếp vân cũng không chối từ, ngẩng đầu đi vào, trận pháp phong ấn trong cung điện nhiều đếm không xuể, mới đi vài bước, nhiếp vân liền nhìn đến bảy, tám chỗ, trận pháp này đều cần linh thạch thúc dục liên hợp lại uy lực cực lớn, xem ra là cao nhân nào đó bày ra. Tiểu Phong theo sát ở phía sau Nhiếp Vân, Mọi người còn lại thì lục tục sắp hàng, đoàn người rất nhanh thông qua hành lang cung điện đi tới một phòng khách thật lớn. Trong đại sảnh oanh ca yến hót, có thật tuyệt nữ tử đang mặc áo đơn vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, hết sức mạn rượu, hai bên có hai dãy bàn, một ít người ánh mắt uy nghiêm ngồi đó, uống rượu trò chuyện. Nơi này đang có tiệc rượu, mọi người thấy đám người thiếu niên đi tới, cả đám lộ ra vẻ khinh miệt, tựa hồ cảm thấy nhiếp vân trẻ tuổi như vậy căn bản không xứng cùng bọn họ chung bàn. Vị này nói vậy chính là hoàng đế của nhiếp thị đế quốc, nhiếp vân bệ hạ, mời ngồi. Trên chủ vị có một trung niên nhân nhìn nhiếp vân đến nở nụ cười, vội vàng tiếp đón, giống như căn bản không ngại chuyện tình ngũ hoàng tử bị đánh tổn thương. Ân, nhiếp vân cũng không khách khí, lập tức tìm vị trí ngồi xuống. Chư vị, vị này chính là tân hoàng đế của nhiếp thị đế quốc, nhiếp vân, từng một kiếm chiến thắng ngũ đại cường giả trí tôn. Một mình bình định lưỡng giới sơn, thực lực bất phàm. Hắn phất tay, cho ca múa rời đại sảnh, trung niên nhân cười nhìn mọi người giải thích. Linh hồn khí hải đại viên mãn, lực lượng chân khí chỉ sợ ít nhất ngoài 9.000 tượng lực, khó trách có thể làm cho cường giả như bích lão phục vụ, thì ra là thế. Vừa tới, trong lòng nhiếp vân liền suy nghĩ, nhân vật như bích lão, bình thường đều là kiệt ngao bất vần, làm sao có thể dễ dàng nghe theo chỉ huy như thế. Nguyên lai like vị hoàng đế này thực lực càng mạnh, cách bí cảnh chỉ sợ cũng chỉ thiếu chút nữa. Cũng không biết người này là bí cảnh tiềm lực bảng, hay là lão quái vật trùng kích bí cảnh không chết. Nghe được hoàng đế của thần thánh đế quốc giới thiệu, ngũ đại đế quốc khác cũng không cho là đúng. Nhìn về phía nhiếp vân như trước giống như nhìn gà đất chó kiểng. Trong mắt bọn hắn, thần phong đế quốc bất quá là quốc gia xa xôi, không có cường giả gì, cái gọi là ngũ đại trí tôn, mấy đại trí tôn, căn bản không chịu nổi một kích, sách giày cũng không xứng. Nhiếp vân bệ hạ, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này chính là thần vân đế quốc lăng thiên bệ hạ. Vị này chính là thần thiên đế quốc long khê bệ hạ, vị này chính là trung niên nhân mỗi giới thiệu một cái, một người liền ngóc đầu lên, trong mắt tràn đầy chẳng thèm ngó tới, căn bản không có ý tứ cùng nhiếp vân giao thiệp. Khí hải đại lục tổng cộng có thất đại đế quốc, thần thánh, thần thiên, thần vân, thần nhạc, thần dương, thần vũ, thần phong. Thất đại đế quốc thần thánh đế quốc ở giữa, mặt khác phân thuộc chung quanh khí hải đại lục, thần phong đế quốc hẻo lánh nhất, cũng cần cỗi nhất. Trung niên nhân giới thiệu cho nhiếp vân, thái độ những người khác cực kém, không có để ý chút nào, từ cử chỉ thái độ của bọn họ, nhiếp vân có thể nhìn ra, đối phương cũng không phải coi thương mình, tựa hồ thần phong đế quốc đến nơi này, từ trước đều bị đái ngộ như thế. Ha ha, hiện tại mọi người đều biết rồi, mời tùy ý. Giới thiệu xong mọi người, trung niên nhân không thèm nhắc lại, tùy ý khoát tay áo. cúi đầu nhìn, trước mặt trên bàn tràn đầy đủ loại mỹ vị, cùng với hoa quả rượu ngon đặc thù, yến hội cực kỳ phong phú. Vừa rồi nghe hoang lăng bệ hạ nói người từng một kiếm đả bại ngũ đại trí tôn. Theo lý thuyết hẳn là thực lực không kém, không bằng bộc lộ tài năng cho chúng ta nhìn một chút được không? Đột nhiên, một đế quốc bệ hạ xoay xoay chén rượu, mang theo khẩu khí khinh miệt nói. Vẻ mặt của hắn căn bản không coi nhiếp phân thành chuyện gì to tát, cái gọi là bộc lộ tài năng cùng trêu đùa cười nhạo không có gì khác nhau. Phải biết rằng các vị đang ngồi đều là đứng đầu một quốc gia, địa vị tôn sùng, để hoàng đế làm khỉ siết triển lộ quyền cước, rõ ràng chính là khinh thị nhiếp phân. Bộc lộ tài năng, đương nhiên có thể một người không có ý gì, nếu không hiên thành bệ hạ theo ta vui đùa một chút. Nhìn thoáng qua, nhiếp vân biết người nói chuyện là thần vũ đế quốc hiên thành bệ hạ, thực lực của người này cũng không kém, trí tôn đỉnh phong, thực lực chân tránh chỉ sợ có thể sắp xếp đến thiên bảng. Thiên bảng cũng không có gì, ở trong mắt nhiếp vân, một ngón tay có thể bóp chết. Làm càn, người là thân phận gì, cũng xứng giao thủ cùng của bệ hạ chúng ta, không biết tôn ti, nói cho người biết, thần phong đế. Quốc ở trong mắt lục quốc chúng ta, chính là dế nhũi, một hai lúa. Người khác gọi ngươi một tiếng bệ hạ, liền cho rằng thực như bức, ở trong mắt bệ hạ của chúng ta, ngay cả cậu cũng không bằng. Thiên thành bệ hạ còn chưa nói, phía sau hắn có một thanh niên giống lên. Người thanh niên này khí tức ẩn ẩn, hai mắt hào quang giống như điện, vừa thấy chỉ biết thực lực không thấp, có thể tiến vào địa bảng. Ân, thiên thành bệ hạ, cái này là người của ngươi, giống như không có lễ phép gì nha. Không để ý tới đối phương giết gào, nhiếp phân thản nhiên hừ một tiếng, đùa nghịch chén rượu. Ha ha, nhiếp phân bệ hạ không nên tức giận, thuộc hạ của ta tính tình thẳng như vậy, thích nói thật, mong rằng bỏ qua. Thiên thành bệ hạ nở nụ cười một tiếng, thiên liên, còn không nhanh giải thích cho nhiếp phân bệ hạ. mươi 354, nhiếp phân vô địch thượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Hắn thoạt nhìn là quát lớn, nhưng trong giọng nói không có chút thành ý nào, ngược lại tán dương thanh niên nói chuyện thẳng, chẳng khác nào dán tiếp nhục mại nhiếp vân ngay cả cậu cũng không bằng. Giải thích, nếu vị nhiếp vân bệ hạ này dám cùng ta đánh một chút, hơn nữa có thể quang minh chính đại chiến thắng ta, ta đương nhiên sẽ đích thân giải thích, nếu như ngay cả ta cũng đánh. Không lại, còn xương bệ hạ gì, giả trang lão sói vẫy đuôi mà thôi. Thanh niên hiên liên hừ lạnh, vẻ mặt ngạo nghế, thiên thành bệ hạ, thuộc hạ này của ngươi có chút không hiểu quy củ, bất quá, nói thật ra cũng có đạo lý, hết thảy đều xem nắm đấm, quyền cứng mới là vương đạo, hoàng đế một đế quốc nếu như ngay cả một tiểu tử bình thường cũng đánh không lại thật sự mất thân phận thiên liên lời vừa mới dứt lại một thanh âm bất âm bất dương vang lên nói chuyện là thần dương đế quốc toái thiên bệ hạ quyền cứng mới là vương đạo ha ha, toái thiên bệ hạ nói thật hay nếu hiên thành bệ hạ muốn ta ra tay ta không bộc lộ tài năng cũng thực xin lỗi mọi người như vậy đi ta dùng một ngón tay như vậy cũng coi như nể tình rồi đối mặt đối phương trào phúng nhiếp phân cười cười ngón trỏ chậm rãi vươn về phía trước. ầm vang, một ngón tay ở trong mắt người khác không có gì, ở đám người hiên thành xem ra, giống như rơi xuống núi cao, chỉ một chút, liền đánh nát chân khí của bọn họ. Dầm, hiên thành, hiên liên cùng với chư vị cao thủ của thần vũ đế quốc, toàn bộ bị một ngón tay áp quỳ dạp trên mặt đất, quần áo phá nát, như khiếu hoa tử. Yên tĩnh, toàn bộ đại điện chỉ sợ trừ thần thánh đế quốc hoang lăng bệ hạ, không ai dám tin tưởng mình nhìn hết thảy. Trước kia thần phong đế quốc bệ hạ kém nhất, nhưng một ngón tay đã đè sắp tất cả mọi người của thần vũ đế quốc, đây là cái. Thực lực gì, như thế nào đột nhiên thần phong đế quốc xuất hiện cao thủ như thế? Trong mắt mọi người, nhiếp vân bệ hạ này cho dù lợi hại, nhưng tuổi bầy biện ở đó, khẳng định không được tốt lắm, chính bởi vì như thế, lúc này mới cố ý khiêu khích, như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ lợi hại như vậy. Hảo, không nghĩ tới mấy người chúng ta đều nhìn sai rồi, nhiếp vân bệ hạ còn thâm tàng bất lộ. Tuy khiếp sợ, nhưng mọi người đều là đứng đầu một quốc gia, không có khả năng sợ tới mức nói không ra lời. Một trung niên nhân nở nụ cười, vỗ tay, ánh mắt nhìn về phía nhiếp vân lóe lên, không biết nghĩ cái gì. Trung niên kia đúng là thần vân đế quốc lăng thiên bệ hạ, trong cơ thể lực lượng ngưng tụ, cho thấy thực lực không tầm thường. Một ngón tay liền đánh bại chư vị thần vũ đế quốc, xem ra thực lực chân tránh của nhiếp vân bệ hạ đã có thể tiến vào thiên bảng top 3, thật không nghĩ tới địa phương cằn cỗi như thần phong đế quốc còn có thể xuất hiện cao thủ như thế lại một đế quốc bệ hạ nở nụ cười thần thiên đế quốc long khê bệ hạ thực lực sâu chỉ sợ so với bích lão cũng không kém thất đại đế quốc trong lúc đó cũng có bài danh thần thánh đế quốc tự nhiên sắp thứ nhất mặt sau theo thứ tự là thần thiên thần vân thần nhạc thần dương thần vũ thần phong hiện tại đứng chót nhất là thần phong đế quốc đột nhiên phản kích uy lực mạnh lập tức đưa tới mọi người kiêng kỵ thực lực như thế nhìn xem ta cũng có chút hâm mộ không biết nhiếp phân bệ hạ có thể chỉ giáo hạ nhân của ta một chút hay không hạ nhân này đi theo ta tu luyện qua một thời gian ngắn cả ngày tự nhận là thực lực không kém nhiếp phân bệ hạ thực lực như thế vừa lúc rèn luyện hắn một phen cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên trong đám người lại một bệ hạ cười nói đúng là thần nhạc đế quốc hoàng đế viễn phong nếu hạ nhân không dùng được thì không cần lấy ra ta cũng lười chỉ điểm nhiếp phân khoát tay áo ngươi không nghĩ tới thiếu niên này một chút mặt mũi cũng không cho nói ra lời này làm viễn phong thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu hừ thứ không biết sống chết lời hay nói bậy cũng nghe không hiểu bệ hạ ta sẽ đi giáo huấn loại cuồng vọng này một chút mong bệ hạ phê chuẩn một thanh niên của thần nhạc đế quốc nhịn không được từ phía sau viễn phong nhảy ra ngoài ôm quyền cất cao giọng nói hảo ra tay cẩn thận một ít hắn nói thế nào cũng là đứng đầu một quốc gia vạn nhất đả thương có tổn hại hòa khí Viễn Phong hừ nói, tuy trong miệng hắn nói có tổn hại hòa khí, ngữ khí lại cứng rắn, nghe vào trong tai thanh niên, chính là muốn hắn hung hăng ra tay, hảo hảo giáo huấn Nhiếp Vân một chút, không cần lưu tình. "Vâng, bệ hạ, ta sẽ thủ hạ lưu tình." Sắc mặt thanh niên dữ tợn, nhảy ra ngoài, "Nhiếp Vân bệ hạ, mời ra tay đi, chúng ta chiến đấu xong rồi, ta còn muốn đi uống rượu." Nở nụ cười một tiếng, trong giọng nói của thanh niên lộ ra khinh thị. Giật phu ngôn biểu, người thanh niên này từng được kỳ ngộ tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực đã có thể đứng hàng thiên bảng top 3, hơn nữa có vô số thủ đoạn bảo mệnh, cho dù cùng cường giả tiềm lực bảng đối chiến, cũng có thể bảo mệnh, bởi vậy hắn căn bản chướng mắt nhiếp phân. Uống rượu, người đã muốn uống, ta liền cho ngươi một ly, nhiếp phân cười cười, ngón tay run lên, chén rượu trong lòng bàn tay liền bắn qua. T, chén rượu cùng rượu nhạt mang theo tiếng gió phá không bắn tới. Tốt, nhìn đến thế tới của chén rượu, thanh niên biết không đơn giản, thét dài một tiếng, Song trưởng giơ lên, lực lượng quay cuồng tiến lên đón. Thiết Long mật trưởng, Viễn Phong bệ hạ, thuộc hạ này của ngươi chỉ sợ thực lực đã vượt qua chính ngươi rồi, thật đúng là đủ gian trá. Nhìn thấy thanh niên đánh ra trưởng ấn, giống như tầng tầng lớp lớp thiết ấn, Long khê bệ hạ nở nụ cười. Thiết Long mật trưởng, tuyệt thế trưởng pháp chỉ có Viễn cổ yêu thú Thiết Long bộ tộc mới có thể tu luyện, vô kiên bất tồi. Cho dù hoàng tộc thượng phẩm binh khí gặp phải cũng sẽ bị một trưởng đánh nát. Dùng loại trưởng pháp tham này ra thiên bảng ít nhất tiến vào top 3 rồi, loại hạt giống này, người không lộ ra ngoài chút nào, che giấu thật đúng là đủ sâu. Thần vân đế quốc lăng thiên bệ hạ cũng nở nụ cười. Hai người bọn họ đều là cao thủ số một của khí hải đại lục, ánh. Mắt độc ác đến cực điểm, thanh niên mới vừa ra tay, đã bị bọn họ nhìn thấu. Ha ha, may mắn mà thôi, nghe được hai đại cao thủ tán dương, viễn phong nở nụ cười, bất qua tiếng cười còn không có chấm dứt, nụ cười liền động lại trên mặt. mươi 355, nhiếp vô địch chung. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Chỉ thấy chén rượu đụng một cái sẽ toái chậm rãi đi về phía trước, thằng tắp nghênh đón thiết long mật trưởng của thanh niên, hai người đụng nhau, chẳng những người trước không có vỡ, ngược lại đâm xuyên qua bàn tay của hắn, chỉ một chút liền thuận thế đâm xuyên yết hầu. Phù phù, thanh niên té trên mặt đất, đoạn tuyệt hô hấp, hắn sắp chết cũng không nghĩ ra, là sao một cái chén như thế, có thể đâm thủng bàn tay của mình, giết chết mình. Ai, thực lực quá thấp, xem ra người muốn uống rượu cũng uống không được. Một chiêu đánh chết thanh niên, nhiếp phân thở dài một tiếng lắc lắc đầu. Tuy thiết long mật trưởng uy lực vô cùng, nhưng ở dưới linh hồn khí hải đại viên mãn, lại bạc nhược như trang giấy. Ngươi, cả người viễn phong run run, mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa rồi may mắn mình không lên, nếu nhịn không được nhảy ra ngoài, chỉ sợ đã biến thành một cỗ thi thể. Thiếu niên thật đáng sợ, giơ tay nhấc chân đánh chết cường giả thiên bảng, quả thực chính là nhân vật vô địch nhiếp phân bệ hạ quả nhiên chân khí hùng hậu lực lượng cường đại tại hạ có một thuộc hạ may mắn học được một bộ kiếm pháp cũng muốn lĩnh giáo tuyệt học của bệ hạ một chút không biết bệ hạ có chịu hãnh diện hay không thanh niên vừa chết mọi người lập tức biết thiếu niên trước mắt đáng sợ long khê bệ hạ cùng lăng thiên bệ hạ liếc mắt nhìn nhau một lát sau long khê bệ hạ lên tiếng người luôn có nhược điểm vừa rồi thiếu niên hai lần ra tay đều là lấy lực phá lực không có chút kỹ xảo nào cho nên muốn sử dụng kiếm pháp đả bại kiếm pháp phức tạp hay thay đổi, nhẹ nhàng vũ động, muốn tu luyện kiếm thuật tới không chê vào đâu được, căn bản không phải cậy mạnh có thể hoàn thành. Hắn vừa dứt lời, phía sau bước ra một trung niên nhân cầm trong tay trường kiếm. Trung niên kia khuôn mặt dại ra, vẻ mặt xanh mét, lúc trước không hiển sơn lộ thủy, ngược lại giống như ngốc tử, tiến về phía trước một bước, đi tới trước mặt mọi người, lập tức cho thấy một mặt sắc bén, tựa như trường kiếm ra khỏi vỏ, bén nhọn trói mắt. Thanh thọ kiếm, 30 năm trước kiếm hoàng lạc thanh thọ. Thanh diện cuồng phong kiếm, nhất chiêu mau hơn nhất chiêu, 30 năm trước vào thiên bảng thứ nhất, sau bởi vì cảm tình. Thất ý, mất tích, không nghĩ tới lại bị ngươi lung lạc. Thanh diện cuồng phong kiếm truyền lưu rất nhiều, nhưng đến hiện tại không ai hoàn toàn tu luyện thành công, đủ thấy đáng sợ. Người cường đại như thế ra tay, nhiếp phân bệ hạ này nhất định phải hao tổn mặt mũi. Hao tổn mặt mũi? Ha ha, ta xem không chỉ hao tổn mặt mũi, gây chuyện không tốt còn có chết ở chỗ này thấy rõ bộ dáng người trung niên kia, một ít người quen biết thấp giọng kinh hô. Thanh thọ kiếm là thanh thọ, là nhân vật đã thành danh suốt 30 năm, thực lực mạnh đã có thể so sánh được với nhân vật trong tiềm lực bảng bí cảnh. Mời, lạc thanh thọ không để ý tới lời xôn xao của những người khác, khuôn mặt lạnh lùng không chút diễn cảm, ngón tay vuốt nhẹ trên thân kiếm, một thanh trường kiếm lóe hàn quang bắn ra ngoài. Băng hàn thần kiếm, binh khí hoàng tộc thượng phẩm, cầm thanh kiếm trong tay, trường kiếm phát ra tiếng vang ông ông, lạc thanh thọ hừ nhẹ một tiếng một trong mười đại danh kiếm thần thánh đế quốc băng hàn thần kiếm tác phẩm đỉnh phong của đúc kiếm đại sư âu dương liệt nghe nói là dùng một khối hàn thiết ở hải băng địa luyện chế mà thành tuy rằng là hoàng tộc thượng phẩm uy lực mạnh mẽ chỉ sợ đã không kém hơn bảo kiếm do táng kiếm vương năm xưa luyện chế phải đó mười đại danh kiếm của đế quốc mỗi thanh kiếm đều trải qua ngàn năm lịch sử sặc sỡ lóa mắt phong lôi kiếm hàn xương kiếm huyết ảnh kiếm thanh kiếm nào không làm kinh thiên đều có được câu chuyện khiến người tâm kinh đảm hàn, thanh băng hàn thần kiếm nổi danh, uy lực thật lớn cũng có thể nghĩ. Xem ra nhiếp phân bệ hạ sẽ xui xẻo, đừng nói thực lực thanh thọ kiếm, chỉ nói trình độ sắc bén của thanh kiếm người bình thường không thể ngăn cản. Trừ phi hắn cũng có 10 đại danh kiếm của đế quốc, nếu không dùng binh khí gì cũng không đỡ nổi. Thậm chí muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, làm sao chiến thắng. Nghe được là thanh thọ hô băng hàn thần kiếm, đại điện lập tức xôn xao. Mời lấy ra kiếm của ngươi. Giới thiệu xong trường kiếm của mình, Lạc Thanh thọ lạnh lùng nhìn Nhiếp Vân, trong mắt không chút dao động. Mười đại danh kiếm của đế quốc, đích xác phi phàm. Nhiếp Vân vẫn ngồi yên trên ghế, rót cho mình chén rượu, lộ nụ cười thản nhiên. Uy lực thanh kiếm của ta quá thịnh, vừa ra tay sẽ chết người, nhìn ngươi cũng là người yêu kiếm, như vậy đi, ta sẽ dùng ngón tay làm kiếm so đấu với ngươi, lẫn nhau đều không tổn thương hòa khí. Vừa nói Nhiếp Vân vừa vươn ngón trỏ, cái gì? Dùng ngón trỏ làm kiếm? đây là tự đại hay thiếu não dù chân khí của cường giả trí tôn hùng hậu cường độ ngón tay lợi hại nhưng muốn ngăn trở thần binh như băng hàn thần kiếm còn là nằm mộng đi xem ra hắn không cần ngón tay kia sắc mặt mọi người cổ quái đây là chính người muốn chết ta sẽ không hạ thủ lưu tình lạc thanh thọ nghe được lời này da mặt run lên sắc mặt tái xanh ánh mắt lạnh ý băng hàn thần kiếm lập tức ra tay hoa lạp kiếm khí đâm phá trường không vang lên kiếm quang như nước Đâm thẳng vào hai mắt nhiếp phân. Một chiêu này có tên là Thương Hải Đoạt Châu, một kiếm lăng không mà đến, tựa như mặt biển bay lượn đâm thẳng tâm linh, sắc bén không thể đỡ. Hảo kiếm pháp, nhiếp phân ngồi nguyên tại chỗ bất động, thản nhiên cười một tiếng, ngón trỏ điểm về phía trước nghênh đón. Đinh 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 đinh, ngón trỏ nháy mắt va chạm cùng mũi kiếm, phát ra tiếng vang giòn, nháy mắt giao kích hơn 10 lần. Cái gì? Ngón tay đối kháng mũi kiếm lại không hề tổn thương, ta, ta không nhìn lầm đi đó là ngón tay hay là móng vuốt của yêu thú, vì sao lại cứng rắn như vậy, người trong đại điện đều muốn điên, người rất mạnh, đáng giá ta thi triển tuyệt chiêu, đánh liên tục mấy chiêu đều bị thiếu niên ngăn trở, ánh mắt lạc thanh thọ ngưng trọng, đột nhiên thét dài. Thanh diện cuồng phong kiếm, đây là tuyệt chiêu thành danh của hắn, hô 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 hô, nháy mắt lạc thanh thọ giống như biến thành thiên thủ quan âm, hiện ra vô số cánh tay, đầy trời đều là kiếm ảnh, kiếm khí như mưa như gió, căn bản không tìm được sơ hở. Chết đi, trong tiếng thét dài, thanh diện cuồng phong kiếm giống như thổi quét hào quang đâm thẳng về hướng nhiếp vân. Thanh diện cuồng phong kiếm ân, kiếm pháp cũng không tệ lắm, nhưng mà, đối với ta vô dụng. Nhiếp vân khẽ cười, ngón tay vươn ra như trước, lần này lại thêm ngón giữa. chương 356, nhiếp vô địch hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Ông, ngón tay đánh ra, kiếm quang lập tức ngừng lại, hai ngón tay đã nắm lấy băng hàn thần kiếm, bất kể lạc thanh thọ làm thế nào cũng không hề nhúc nhích mảy may. Sao có thể, mọi người chấn kinh, nhất là lạc thanh thọ càng không thể tin đây là sự thật, sắc mặt trướng đỏ bừng. Người dùng hai ngón tay nắm kiếm của ta, không có khả năng, ta không tin, không tin, một tiếng gào thét phẫn nộ vang lên, vẻ mặt lạc thanh thọ vặn vẹo, nhìn qua như quái vật. Đế quốc mười đại danh kiếm, cũng không có gì thôi. Nhiếp phân cười nhạt, hai ngón tay đột nhiên dùng sức. Giang giác, Băng hàn thần kiếm lập tức bị bẻ gãy, len keng một tiếng, nửa đoạn kiếm rơi xuống đất, thanh thúy động lòng người. a à, hiện tại mọi người đột nhiên cảm giác rét lạnh toàn thân. Dùng ngón tay bẻ gãy đế quốc người đại danh kiếm. Đây là thực lực gì? Là chỉ lực gì? Mọi người ngây ngẩn, cả đại sảnh yên tĩnh, không ai dám nói gì nữa, không còn ai dám khiêu chiến. Thiếu niên trước mắt thật đáng sợ, vượt qua sự tưởng tượng của bọn hắn. Nhiếp vân bệ hạ, thực lực của ngươi cường đại, tại hạ tâm phục khẩu phục chứng kiến thực lực của bệ hạ, ta mới biết được cao thủ chân chính cũng không thích mượn dùng ngoại vật, tu vi cao thâm, các bộ phận thân thể đều là vũ khí. Thủ giáo, đứng lặng ngay tại chỗ hồi lâu, lạc thanh thọ giống như hiểu ra, đột nhiên cung kính bái lại nhiếp phân, ném nửa đoạn kiếm gãy ra xa, giống như bỏ xuống gánh nặng, vô cùng thoải mái. Xem ra cuộc chiến này tuy hắn bại thật hoàn toàn, nhưng đã nhận được ưu đãi làm lĩnh ngộ kiếm thuật bản thân càng thêm sâu sắc. Long khê bệ hạ, những chuyện ngươi muốn ta làm đã làm xong từ nay về sau sẽ không gặp lại, cáo từ, quay người, Lạc Thanh Thọ liền ôm quyền hướng Long Khê nói, nói xong đi ra khỏi đại điện, không hề ngừng lại, tựa hồ không còn gì đáng cho hắn lưu luyến. Thanh Thọ trí tôn, Thanh Thọ trí tôn, không nghĩ tới Lạc Thanh Thọ nói đi là đi, vô cùng tiêu sái, Long Khê hô to hai tiếng nhưng biết không khả năng lưu lại đối phương, không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Không khí trong đại điện có chút xấu hổ, những quốc chủ khác vốn còn dục dịch lúc này đều yên tĩnh trở lại, tuy nhiếp vân chỉ ra tay ba lần, nhưng đã lập được uy nghiêm bất hủ trong lòng mọi người, thiên hạ vô địch. Ha ha, nhiếp vân bệ hạ quả nhiên danh bất hư truyền, vừa ra tay khiến mọi người được mở rộng tầm mắt, mọi người đều là đứng đầu các đế quốc, thân phận cao quý, hết thảy điểm đến là rừng, sao có thể học theo phàm phu tục tử, lại thích tàn nhẫn tranh đấu, uống rượu. Đúng lúc này hoàng đế hoang lăng thần thánh đế quốc bưng chén rượu đánh vỡ không khí. Không sai, uống rượu, uống rượu, bảy đại đế quốc đồng khí liên chi, nhất trí đối kháng yêu nhân, tự nhiên đừng làm tổn thương hòa khí. Sao có thể làm tổn thương hòa khí, mọi người đều yêu võ, tùy tiện bàn luận mà thôi. Sống chết có mạng, không sao cả. Nhiếp vân bệ hạ tuổi trẻ tài cao, khó trách có thể lật đổ địa vị của phong dụ nắm giữ thần phong đế quốc, quả nhiên là anh hùng trẻ tuổi A. Tuổi trẻ lại có thực lực như thế, nhiếp vân bệ hạ thật làm cho. Chúng ta mở rộng tầm mắt, thấy diễn cảm của họ, nhiếp vân cũng không lên tiếng, chỉ cười nhạt. Hôm nay nếu không phải mình biểu hiện cường thế, đánh bại toàn bộ khiêu khích, những người này nhất định sẽ dùng bộ mặt khác đối đãi, hết thảy đều dùng nắm tay nói chuyện, thực lực phi tôn, vô luận đi tới đâu đều là như thế. Đối với Nhiếp Vân mà nói, thần thánh đế quốc có bí cảnh lão tổ, còn có nội tình tích lũy mấy ngàn năm, trước khi có nắm chắc tuyệt đối tốt nhất không nên vạch mặt với họ, vì thế cũng không so đo. Nói vật tất cả mọi người đều không xa lạ gì với Tử Hoa động phủ, lần này mời dự họp đại hội bảy nước chính là vì thế. Tiệc rượu tiến hành gần xong, hoang lăng bắt đầu chuyển đề tài tới mục đích của mình mở ra tử hoa động phủ cần tử hoa ngọc ấn năm đó thần vân đế quốc đại chiến yêu tộc lăng thiên bệ hạ được một khối hoa thanh cổ tích thần thiên đế quốc long khê bệ hạ được một khối tiêu diệt di thiên tông nếu ta đoán không lầm nhiếp vân bệ hạ cũng được một khối hiện tại bảy đại đế quốc bảy khối ngọc ấn mỗi người đều có ngọc ấn vừa lúc công bình hoang lăng thuận miệng nói rõ ràng những ai đang giữ tử hoa ngọc ấn chỉ bằng vài câu nói liền tỏ rõ hệ thống tình báo của hắn thập phần cường đại. Muốn hoàn toàn mở ra động phủ càn chín khối ngọc ấn, thần thánh đế quốc có một khối, cộng thêm sáu khối của chư vị, đã được bảy khối, chín khối ngọc ấn bổ trợ cho nhau, chỉ cần đem bảy khối đặt chung một chỗ hoàn toàn có thể suy tính ra khối thứ tám cùng thứ chín, tới lúc đó chín khối tề tụ bảy đại đế quốc cùng nhau tiến vào động phủ, mọi người cùng chia nhau yêu đãi, như thế nào? Cùng chia nhau yêu đãi, điểm này ta đồng ý, Long Khê lên tiếng, ta cũng đồng ý những người khác đồng thời lên tiếng. Tử hoa động phủ được xưng là động phủ bí ẩn nhất khí hải đại lục, nếu không ai liên hợp, những người đang ngồi chỉ sợ không ai có đủ thực lực một mình nuốt vào. Nhiếp vân cũng gật gật đầu, không phản đối. Tiếp trước hắn đã đi qua tử hoa động phủ một lần, chẳng qua chỉ đi vào bên ngoài, nội phủ khẳng định càng thêm nguy hiểm, trước nghĩ biện pháp đi vào mới làm tiếp tính toán. Nếu các vị đều đồng ý, cũng không cần nói nhiều, ngày mai ta sẽ bày ra tế đàn đồng thời dùng 7 khối tử hoa ngọc ấn thôi diễn hai khối còn lại, tới lúc đó một khi thôi diễn thành công chúng ta lập tức xuất phát hoàng lăng vuốt dâu đêm nay làm phiền các vị ở lại nơi này ta đã chuẩn bị xong chỗ ở trong đế lâm biệt viện mời đi thôi thấy mọi người đều đứng lên nhiếp vân cũng đứng dậy chuyện đầu tiên khi hắn đi vào quang minh thành là tìm kiếm nhóm người đệ đệ nhưng nếu tự mình đi tìm không biết phải tìm tới năm nào tháng nào hành động dám thì cao thủ hoàng thất nhất định phải nhanh hơn đoàn người đi theo hoàng lăng chỉ chốc lát đi tới đế lâm biệt viện ai cũng là người đứng đầu một đế quốc, cho nên ai cũng được an bài một biệt viện cực lớn. Nhiếp vân bệ hạ, người ở lại đây đi, mà nhóm người hầu của ngươi. An bài xong chỗ ở, Hoàng lăng hữu ý vô ý nhìn qua đám người bách hoa tu liếc mắt nói. Bách hoa tu cùng hắn quen biết đã lâu, năm xưa còn có một đoạn tình cảm lưu luyến, hiện tại đương nhiên nhận thức, chỉ là hoang lăng che giấu thật sâu mà thôi. chương 357, tin tức chuẩn xác của phụ thân thượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nơi này rất lớn, họ ở cùng với ta, ngươi không cần tiếp tục an bài." Nhiếp Vân thản nhiên nói. "Tốt lắm, ta cáo từ trước." Hoang Lăng khẽ cười, xoay người rời đi. "Đêm nay mọi người cẩn thận một chút, nước trong Hoang Lăng thành phủ rất sâu, chỉ sợ sẽ có âm mưu, phải cẩn thận." Nhiếp Vân phân phó, cho dù là người của hai thế giới nhưng Nhiếp Vân cũng nhìn không thấu Hoang Lăng, bởi vì Nhiếp Vân tước tứ chi con của Hoang Lăng, nhưng hắn lại không có vẻ tức giận, mà tình nhân cũng đi theo Nhiếp Vân như vậy nhưng hắn không nói lời nào thật sự làm người không nghĩ ra. Ân, mọi người đồng thời gật đầu, đều tự tản ra. Mọi người rời đi, lúc này Nhiếp Vân mới chú ý biệt viện mình đang ở, không hổ là nơi chiêu đãi khách quý mà hoàng thất thần thánh đế quốc đặc biệt thi công, bút tích thật lớn. Khó trách trong quang minh thành cao thủ nhiều như mây, chỉ nói ở linh khí đã chiếm ưu thế thật lớn. Tu luyện khí hải, linh khí là căn bản, càng dày đặc thì tốc độ tu luyện càng nhanh, linh khí nơi này sung túc như vậy, đừng nói là thiên tài dù là một đầu lợn chỉ dùng 10 năm thời gian cũng có thể tu luyện tới binh giáp cảnh đỉnh. Linh Tiên Thiết Thiên Trận, thật sự là hảo thủ đoạn. Tùy ý đi vài bước trong sân, ánh mắt Nhiếp Vân đột nhiên rơi xuống trong một tổ hợp đặc thù trong phòng, khóe môi nhếch lên. Tổ hợp đặc thù này giống như một binh khí kỳ quái tạo thành, từ xa nhìn lại như vật trang trí, Nhiếp Vân vừa liếc mắt liền nhìn ra đây là trận pháp nghe trộm đặc biệt Linh Tiên Thiết Thiên Trận. Loại trận pháp này ở Di Thiên Đại Lục xem như hàng hóa dùng quét đường cái, không đáng giá một phân tiền. Nhưng ở trong khí hải đại lục lại có rất ít người nhận thức, công năng thật giống như truyền tống ngọc bài, được linh thạch thôi động có thể đem hình ảnh phát sinh trong phòng hoặc là thanh âm truyền ra ngoài. Khó trách Hoang Lăng không nói lời nào, nguyên lai hắn không biết lai lịch của mình, cố ý gắn cơ quan nghe trộm tìm hiểu hư thật của mình. Phá, Nhiếp Vân khẽ cười, ngón tay tùy ý bắn ra, oanh một tiếng trận pháp liền biến thành một đống phế phẩm. Linh thạch này còn có thể dùng, không thể tùy tiện lãng phí bàn tay nhiếp vân chộp tới lấy ra một viên linh thạch duy trì trận. Pháp vận chuyển, khẽ cười, tiện tay thu vào trong nạp vật đan điền. Số linh thạch mà hắn vơ vét được từ lưỡng giới sơn, di thiên tông cùng hoàng thất thần phong đế quốc đã tiêu hao hầu hết. Mặc dù ở tử Quỳnh Sơn mạch có được tiếp tế thật lớn, nhưng trải qua vô danh pháp quyết cải tạo khí hải, cần thật nhiều chân khí, một khi đột phá cho dù có thêm nhiều linh thạch hơn nữa cũng phải chê ít. Xử lý xong trận pháp nghe lén, nhiếp phân khoanh chân ngồi dưới đất vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện bây giờ đã tối cũng nên đi thăm lão bằng hữu không biết tu luyện được bao lâu nhiếp phân chợt thở ra một hơi đứng dậy lúc này bên ngoài đã hoàn toàn tối đen cũng nên đi làm việc của mình ban đầu nhiếp phân lưu truy tung khí trên người đồ tân sau đó do xảy ra nhiều sự tình nên hắn cũng chưa kịp tra xét ban ngày hắn vừa tiến vào quang minh thành lập tức cảm ứng được cỗ khí thức kia cũng nói rõ đồ tân đang ở nơi này hắn nới lỏng đồ tân là vì câu cá lớn hiện tại xem ra thời gian thu võng đã tới tiểu phong người cảnh giác một chút ở lại đây bảo hộ mọi người ta ra ngoài một chuyến dặn dò tiểu phong một câu thân thể nhiếp phân nhoáng lên thân hình lặng yên không một tiếng động rời khỏi đế lâm biệt việt hướng theo phương hướng cảm ứng được truy tung khí bay đi nơi này là hoàng cung đồ tân lại ở hoàng cung chẳng lẽ hoàng thất thần thánh đế quốc cũng tham dự hành động vây bắt cha mẹ ta một đường đi tới cảm ứng được đồ tân đang cách mình ngày. Càng gần, nhiếp phân nhìn kiến trúc to lớn trước mắt, không khỏi nhăn mày. Xuất hiện trước mắt chính là một mảnh kiến trúc hùng vĩ, phía trước là một quảng trường nhìn qua như bình xuyên, sau lưng núi cao sừng sững, dựa vào vách núi lưu loát đem uy nghiêm của hoàng gia hoàn toàn triển lộ, hẳn là hoàng cung không thể nghi ngờ. Đồ tân lại ở trong hoàng cung, xem ra hoang lăng cũng không phải kẻ hiền lành, khẳng định cũng tham dự vây bắt cha mẹ của mình. Ngụy trang sư biến hóa, trong lòng vừa động, Niếp Vân giả tạo thành bộ dáng của một hộ vệ từ không trung lẻn vào hoàng cung. Hoàng cung thần thánh đế quốc xa hoa hơn thần phong đế quốc, cung điện san sát, tầng tầng lớp lớp, liếc mắt không thấy cuối. Đổi lại là người thường không có bản đồ nhất định sẽ lạc đường. Niếp Vân bất đồng, vừa rồi ở trên không trung hắn vừa liếc mắt đã ghi nhớ kỹ càng, tuyệt đối sẽ không sai lầm. Thiên Sơn dựa đỉnh, khí tẩu du long, người thi công hoàng cung này nhất định là đại sư trong trận pháp phòng khí, có thể đem một cung điện dựa theo vận mệnh tụ linh trận kiến tạo. Mỗi vách tường mỗi khối gạch đều có thâm ý, đáng sợ. Đi theo hành lang trong hoàng cung, Nhiếp Vân quan sát bố cục xung quanh, âm thầm gật đầu. Khó trách Hoàng thất Thần Thánh Đế quốc có thể xuất hiện cường giả bí cảnh, vận mệnh hoàng cung hội tụ khí thể của toàn bộ đại lục, linh khí dày trọng, dưới tình huống như vậy nếu không xuất hiện cường giả bí cảnh, không xuất hiện thiên tài, thật có lỗi với người bố trí hoàng cung này. Chính là chỗ này, chỉ chốc lát Nhiếp Vân đã tránh được vô số hộ vệ tuần tra, đi vào một biệt viện tận sâu trong hoàng cung lúc này truy tung khí của hắn chẳng khác gì ngọn lửa trong đêm đen sáng ngời trói mắt chiếu rọi bốn phương hoa lạp đang định đi vào xem đồ tân đang làm gì nơi này đột nhiên nhiếp phân nghe được tiếng bước chân rồn rập một thân ảnh cao lớn đi nhanh tới hoang lang ha ha tới vừa lúc ta muốn xem ngươi định dùng quỷ kế gì người này thân là đế vương tôn sư khuya khoát chạy tới nơi này khẳng định làm chuyện gì lén lút không dám gặp người thân thể nhiếp phân nhoáng lên lặng yên đi vào trong đình viện ẩn vào một địa phương kín đáo. Đồ Tân, người đi ra cho ta, vừa vào sân, hoang lăng cao mày quát khẽ một tiếng. Muộn như vậy tại sao bệ hạ lại tới? Có phải có tin tức những người đó hay không? Một thân ảnh đi ra, chính là Đồ Tân. Lúc này nhìn Đồ Tân thật khỏe mạnh, xem ra sau sự kiện lần đó hắn đã biết dù có được đại lực đan điền cũng phải chú trọng tu luyện thân thể. Tin tức, hư, người còn không biết xấu hổ nói, tin tức người nói với ta toàn bộ đều sai lầm. Hoàng Lăng tức giận quát, Sai lầm, tin tức gì? Đồ Tân sửng sốt, chương 358, tin tức chuẩn xác của phụ thân Trung. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Người nói thực lực nhiếp vân chỉ mạnh hơn người một chút mà thôi, một chút của người cũng quá nhiều đi, may mắn ta không nghe lời người nói, trực tiếp ra tay đối phó hắn, bằng không khẳng định phải xui xẻo. hoang lăng hừ lạnh, đúng là chỉ mạnh hơn ta một chút ha, à, nếu không phải thân thể ta quá kém, không thể liên tục kích thích lực lượng đại lực đan điền, hắn căn bản không phải đối thủ. Đồ Tân lại xác nhận gật đầu, chỉ một chút sao, túi lắm, hôm nay một cao thủ bài danh thứ ba trong thiên bảng đều bị hắn tùy tay ném ra một chén rượu đè chết, toàn bộ cao thủ thần vũ đế quốc không thể ngăn trở hắn, thanh thọ kiếm là thanh thọ thực lực không kém ta bao nhiêu sử dụng băng hàn thần kiếm cũng bị hắn dùng hai ngón tay bẻ gãy kiếm, chừng nào thì ngươi có thực lực mạnh như vậy. Đem 10 người, người như ngươi cộng lại cũng không có bổn sự như vậy đi. Khoác lác cũng nên có hạn độ, hoang lăng càng nói càng tức giận cường giả đứng thứ ba trong thiên bảng bị chén rượu tùy tiện đè chết. Chư vị cao thủ thần vũ đế quốc không thể ngăn trở. Lạc thanh thọ bị hai ngón tay bẻ gãy kiếm. Điều này, sao có thể? Người không nhìn lầm đi. Đồ tân hoảng sợ, ta tận mắt thấy, sao lại sai lầm? Hư. lần trước người nói đám người nhiếp tiếu thiên đều là phế vật, thực lực chẳng ra gì, kết quả chẳng những làm bọn hắn chạy thoát, còn đi giết người, tổn hại uy danh của đế quốc ta, xem ra tin tức của ngươi không chuẩn xác. Thấy vẻ mặt không tin của đồ tân, hoang lăng càng thêm tức giận, hận không thể một cái tát đánh chết hắn, lúc này gầm lên giận dữ. Nhiếp tiếu thiên, phụ thân bọn họ quả nhiên đã chạy thoát. Nhiếp vân nghe được lời nói của hoang lăng, không khỏi siết chặt nắm tay, hưng phấn đỏ mặt. Trước đó Thiết Lan Nhi truyền tới tin tức biết phụ thân bọn họ có thể đã thoát khỏi ma trường, nhưng dù sao không dám xác định, hiện tại nghe hoang lăng nói ra mới biết tin tức là thật sự, để để bọn họ chẳng những gia tăng thực lực, còn đào thoát đuổi bắt chạy thoát là tốt rồi, quả nhiên có quan hệ với hoàng thất thần thánh đế quốc, đáng giận. Cưỡng chế nỗi kích động trong lòng, nhiếp vân điều hòa hơi thở, ánh mắt nhìn hoang lang dâng lên lửa giận. Trước đó còn có chút không rõ, bây giờ nhìn tình huống như vậy đã hiểu ra không ít, đám người phong dụ có địa vị lót đáy trong bảy đại đế quốc, sở dĩ dám động thủ với thân nhân của mình nhất định là nhận lấy sai khiến của hoang lang. Mà hoang lang làm sao biết là khúc mộ, biết thiên cơ kiếm, còn có yêu nhân ở tử quỳnh sơn mạch, tạm thời còn chưa thông suốt. Đám người nhiếp tiếu thiên, việc này ta cũng không biết, ta không biết tại sao tên què nhiếp đồng vì sao lại đột nhiên bùng nổ thực lực, vừa lúc đạt tới trí tôn đỉnh, ngay cả cường giả thiên bảng cũng không là đối thủ, chuyện này ta không biết, người cũng không thể trách ta đi. Đồ tân nhớ tới thiếu niên kia, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu tử nhiếp đồng vốn là người què, trong cơ thể lại không có chân khí dao động, vì thế không ai chú ý, nhưng làm sao cũng không tưởng được lại đột ngột dùng một kiếm đâm chết vài tên trí tôn cường giả trong thiên bảng sau đó trốn chạy. Được rồi, không nói chuyện này, hiện tại ngươi liên hệ hoa đại nhân đem chuyện này hội báo. Nhìn xem có thể giảm nhẹ lỗi lầm hay không, bằng không số phân ngạch năm nay sẽ không có. Tới lúc đó người thừa nhận nỗi khổ nghĩ phệ suốt 49 ngày đi. Hoàng lăng vùng tay cắt đứt lời đôi chối của đồ tân, hừ một tiếng. Hoa đại nhân, nỗi khổ nghĩ phệ, nhiếp phân nghe được mây mù dày đặc. Hoàng lăng là hoàng đế thần thánh đế quốc, địa vị có thể nói là tôn sư khí hải đại lục thân phận như vậy còn xưng hô người khác là đại nhân, đại nhân kia lại có lai lịch gì. Nỗi khổ nghĩ phệ, loại hình phạt này ở kiếp trước nhiếp phân tựa hồ nghe nói qua. Bất quá nhất thời lại không nhớ được, được, ta lập tức hội báo, người nói ta nghe một chút nhiếp phân làm sao vậy, lần trước ta đem tin tức sư phụ hắn chuyển về, hoa đại nhân thập phần xem trọng, muốn ta điều tra rõ ràng. Nếu không có tin tức truyền tới, chỉ sợ chúng ta đều nhận phạt. Đồ Tân Hừ nói, xem ra hoa đại nhân kia là người của Phù Thiên Đại Lục trong lòng nhiếp vân hiểu ra vài phần, lần trước mình cố ý lừa gạt đồ tân, nói sư phụ mình là vô thượng trưởng lão hóa vân tông, nhắc lên ra hổ, không nghĩ tới tên này lại tin tưởng, đem tin tức truyền ra ngoài. Đồ tân là người phù thiên đại lục, đem tin tức truyền về, không cần nghĩ cũng biết hoa đại nhân là người phù thiên đại lục. Bằng không sẽ không lưu tâm với xưng hô vô thượng trưởng lão hóa vân tông như thế. Phù thiên đại lục nhúng tay vào chuyện của mình, sự tình càng thêm khó khăn hơn. Ân, hôm nay nhiếp vân mới tới quang minh thành trong yến hội của bảy đại đế quốc ta cố ý làm cho mấy quốc chủ khác khiêu khích ra tay chỉ muốn nhìn xem thực lực của hắn kết quả hoang lăng đem chuyện xảy ra trong yến hội kể lại một lần nói như vậy hắn căn bản không triển lộ ra toàn bộ thực lực đánh chết cao thủ thiên bảng còn chưa triển lộ toàn bộ thực lực chẳng lẽ hắn đã đạt tới bí cảnh sao nghe xong hoang lăng miêu tả hô hấp của đồ tân dồn dập sắc mặt trở nên tái nhợt hơn hai tháng trước khi ta chiến đấu với hắn thực lực hắn tuyệt đối không cao như vậy, nhất định là thăng cấp trong hai tháng này. Còn chưa tới 3 tháng thời gian từ trí tôn đỉnh đạt tới tình trạng như thế, nhất định là nhờ công lao của sư phụ hắn, chuyện này nhất định phải nhanh chóng hội báo. Người nói tu vi của hắn gần đây mới tăng lên, nếu như vậy đích xác là có thể làm được, nhưng tốc độ thăng cấp như vậy thật khiến người khó thể tin. Thần sắc hoang lăng kinh ngạc, hơn 2 tháng ngắn ngủi làm cho thực lực đồ đệ tăng nhanh như vậy, vị sư phụ kia cũng quá nghịch thiên. Đi, mang theo vật của ngươi, chúng ta đi tế đàn. Đồ Tân xoay người đi trở về phòng, lấy ra một pháp trượng đi. Nhanh ra ngoài, pháp trượng cao hơn thân người, mặt trên được khảm bảo thạch màu xanh thẳm, trong suốt lấp lánh, ẩn chứa cỗ linh lực đặc thù. Làm chạm thạch, thứ này chỉ có phù thiên đại lục mới có, xem ra suy đoán của ta đúng rồi. Làm chạm thạch là một loại đá ẩn chứa không gian lực, tuy rằng còn kém hơn cửu minh Hàn Châu không ít, nhưng vẫn là bảo vật hiếm có, Kiếp trước trong một lần đấu giá tại Phù Thiên Đại Lục từng bán ra với giá cả 10 khối trung phẩm linh thạch. chương 359, tin tức chuẩn xác của phụ thân Hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Người đi tế đàn chờ ta, ta đi lấy hoàng quan. Hoàng lăng gật đầu, thả người bay lên biến mất trong bóng đêm. Nhiếp vân lặng lẽ rời khỏi nơi ẩn thân, đi theo sau đồ tân. Chỉ chốc lát đã đi tới một đình viện ẩn kín tận sâu trong hoàng cung. Bên trong đình viện có một đài cao ngoài trời, mặt trên dùng bảo thạch khắc quỹ tích vận hành của thiên thể, dùng ánh trăng phản xả ánh sáng, từ xa nhìn lại như tinh tú rơi xuống, trải dài dưới đất. Cửu thiên tinh thần na di đại trận, trận pháp này tiến hành truyền tống cự ly xa, người được truyền tống có tu vi càng cao thì sử dụng năng lượng càng lớn, từ phù thiên đại lục tới nơi này cho dù với thực lực như đồ tân chỉ sợ phải dùng trên trăm khối thượng phẩm linh thạch mới có thể truyền qua, thủ bút thật lớn. Nhìn thấy trận pháp trên đài cao, trong lòng nhiếp vân cảm khái tiếp trước nhiếp vân dùng truyền tống trận cũng không giống trận này, có hạn chế cấp bậc, cao nhất chỉ là cường giả chí tôn trung kỳ. tốt lắm, bắt đầu đi. hoàng lăng bay tới, trong tay cầm một kim sắc hoàng quan, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh trăng. hoàng quan này, hoàng quan này. vừa nhìn thấy hoàng quan, ánh mắt nhiếp vân đột nhiên trợn tròn, bởi vì pháp quyết vô danh trong thân thể hắn lại nhẹ nhàng lay động. vô danh pháp quyết chỉ khi gặp được chân khí đặc thù mới vận chuyển bây giờ gặp được hoàng quan liền động, đã nói rõ bên trong hoàng quan khẳng định ẩn chứa cỗ chân khí đặc thù kia. Nếu có thể đoạt lấy hoàng quan, cắn nuốt chân khí đặc thù bên trong, hoàn toàn giúp gia tăng khí hải, mở đan điền. Nhưng nhiếp vân biết nơi này là hoàng cung, muốn trắng trợn đoạt lấy hoàng quan chỉ là nằm mộng. Thực lực hoang lăng không kém hắn bao nhiêu, hơn nữa bí cảnh lão tổ vẫn chưa xuất hiện, nếu không cẩn thận chết như thế nào cũng không biết. Bắt đầu, hai người trên đài cao vẫn chưa phát hiện được nhiếp vân, Đem Hoàng Quan cùng Pháp Trượng đặt giữa tế đàn, khảm trên trăm khối hạ phẩm linh thạch vào trận pháp. Tuy hạ phẩm linh thạch còn chưa đủ khả năng truyền tống người đi qua, nhưng truyền tin tức vẫn phi thường đơn giản. "Hoa đại nhân, thuộc hạ Đồ Tân xin hội báo." Đồ Tân cầm một ngọc bài trong tay, miệng lẩm bẩm, hình như đem toàn bộ lời nói truyền vào trong ngọc bài, sau khi nói xong bàn tay nhẹ nhàng siết lại, một đạo quang mang hiện lên, trận pháp vận chuyển đã đem tin tức trong ngọc bài thông qua truyền tống trận truyền ra ngoài. Ông chỉ chốc lát trận pháp sáng ngời, đồ tân cầm ngọc bài vừa nhìn xem, trên mặt lộ ra diễn cảm ngưng trọng. Hoa đại nhân trách mắng chúng ta làm việc bất lợi, nói không vội đối phó nhiếp vân, vẫn nên bắt giữ nhiếp đồng cùng nhiếp tiếu thiên trước đã, nghĩ biện pháp lấy được thiên cơ kiếm rồi nói sau, thiên cơ kiếm liên lụy tới việc tăng lên địa vị của hắn trong tông môn, nếu hoàn thành, hắn sẽ cách không truyền lại năng lượng giúp người thăng cấp tới bí cảnh, vĩnh cửu giải trừ nỗi khổ nghĩ phệ trong cơ thể ngươi. Cách không truyền lại năng lượng giúp ta thăng cấp tới bí cảnh sắc mặt hoang lăng trướng hồng bởi vì linh khí cho nên khí hải đại lục rất khó thăng cấp tu vi của hoang lăng vẫn không dám trùng kích cao hơn chỉ sợ không thể trùng kích thành công lại trực tiếp khiến bản thân tử vong đối phương nhận lời giúp hắn thăng cấp tuyệt đối là lời hứa cực kỳ hấp dẫn chỉ cần đạt tới bí cảnh vô luận tuổi thọ hay thực lực đều bay cao sẽ trở thành nhân thượng nhân khoan hãy cao hứng qua sớm nhiếp đồng là đệ đệ của nhiếp vân nhiếp tiếu thiên là cha của hắn lần trước để bọn hắn chạy trốn hiện tại không biết ẩn núp nơi nào, một khi bắt giữ bị nhiếp vân hay biết, hắn cầu sư phụ hắn ra tay, chúng ta chẳng những gà bay trứng vỡ, làm không tốt sẽ bị giết chết. Đồ Tân hừ lạnh, phải đó, Hoa đại nhân cũng nói mình không phải đối thủ của vô thượng trưởng lão hóa vân tông. Nghe tiếng hừ lạnh, hoang lăng chợt tỉnh táo, nhưng loại cao thủ như vậy hẳn sẽ khinh thường ra tay với chúng ta đi. Ai biết được, vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đồ Tân nói, căn cứ theo phỏng đoán của ta, đám người nhiếp đồng ngày mai sẽ đánh lén đại tướng quân Mạnh Liêu, tới lúc đó bày ra thiên la địa võng, nhất định bắt được bọn hắn. Chỉ là làm sao giấu giếm được nhiếp vân, hoang lăng cao mày, việc này đơn giản, không phải ngươi nói ngày mai mang theo quốc chủ bảy đại đế quốc dùng từ hoa ngọc ấn tìm kiếm hai khối ngọc ấn còn lại sao. Một khi đã như vậy, hoàn toàn có thể đi Quang Minh Sơn tiến hành, Quang Minh Sơn cách đế đô vài trăm dặm, dù năng lực cảm ứng của nhiếp vân cường đại bao nhiêu, khẳng định không phát hiện được cuộc chiến đấu trong thành, chỉ cần bắt được đám người nhiếp đồng, sau đó lập tức thông qua truyền tống trận giao cho hoa đại nhân. Đến chết không có đối chứng, ta không tin đường đường một vô thượng trưởng lão của một đại tông môn dưới tình huống không chứng cớ sẽ giết chúng ta. Đồ Tân Hừ lạnh âm hiểm nói, không sai, đó là một ý kiến hay, ta sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ, ngày mai ta sẽ phái người tìm ngươi, tới lúc đó ngươi đi phủ đệ của mãnh liêu ôm cây đợi thỏ. Hoàng Lăng ha ha cười, tâm tư lay động, đúng rồi, chỉ như vậy ta cảm thấy còn chưa đủ ổn thỏa, lúc ban ngày ta nhìn thấy con tiện nhân kia, nàng chẳng những dám trở về, còn đi chung với tiểu tử nhiếp vân, một khi đã như vậy ta sẽ đưa cho bọn hắn một phần đại lễ, làm cho bọn hắn không thể ngủ yên. Ha ha, ân, người an bài kỹ lưỡng, ngàn vạn lần đừng làm cho nhiếp vân nhìn ra sơ hở, tiểu tử này rất nhiều thủ đoạn, không thể xem thường. Đồ Tân gật gật đầu, Đồ Tân là người phù thiên đại lục, tuy thực lực địa vị không bằng hoang lăng, nhưng giọng nói cũng không bao nhiêu khách khí. Yên tâm đi, ta chỉ là tìm người thông chi kiền Khánh Tông, báo họ biết phản đồ năm đó đã trở lại, làm cho bọn hắn đấu nhau một sống một chết, tới lúc đó ta còn có thể giả vờ đi ra làm người tốt, một công đôi việc. Ánh mắt hoang lang lóe ra, được, chính ngươi xem đi, ta đi về trước, đồ tân gật gật đầu, cầm pháp trượng rời đi, ta cũng nên trở về chuẩn bị một chút, hoang lang cầm lấy hoàng quan, xoay người rời khỏi, hai người này, may mắn hôm nay ta đã cùng tới đây, bằng không thật sẽ mắc mưu. Nhiếp vân vung tay, hai đạo truy tung khí dính lên người hoang lăng cùng hoàng. Quan, sau đó rời khỏi chỗ ẩn thân, nếu hôm nay không trùng hợp theo dõi nghe được âm mưu của bọn hắn, có lẽ hắn sẽ bị mắc mưu, mà bây giờ không cần sợ hãi. Thậm chí có thể tương kế tự kế, lập ra uy nghiêm bất hủ. mươi 360, Hoài Nam Vương, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Trong lòng suy tư, cũng không đập cỏ động rắn, thân thể lặng lẽ bay ra ngoài, chỉ chốc lát quay về sân viện của mình. Ân, vừa bay tới trên không, tinh thần đảo qua, lập tức phát hiện không tầm thường, nhiếp vân nhíu mày. Mấy sân viện của các quốc chủ chung quanh toàn bộ rỗng tuếch, các vị hoàng đế đều đang tập trung trong phòng khách sân viện thần vân đế quốc lăng thiên, tựa hồ đang thương nghị gì đó. Vì giữ bí mật, họ còn cố ý bày ra đủ loại phong ấn cùng trận pháp trong phòng khách, nhưng đối với nhiếp vân mà nói vô cùng đơn giản. Linh hồn vừa động đã thần không biết quỷ không hay phá khai phong ấn nghe được cuộc nói chuyện bên trong, Xem ra bọn hắn bị tổn thất nặng trong yến hội nên muốn báo phục trở về, vừa lúc mình đang chờ đây. Nghe xong nội dung cuộc thương nghị của bọn họ, nhiếp vân cười lạnh lắc mình trở về sân viện. Vừa vào trong sân, nhiếp vân liền tập trung mọi người một chỗ. Hôm nay nhất định là một đêm không ngủ, cần phải chuẩn bị thỏa đáng miễn bị luống cuống tay chân. Khuynh Thành, Bách Hòa Tu, Mộ Thanh, Mộ Hà, đây là bảo bối phòng ngự cùng công kích siêu Việt hoàng tộc thượng phẩm, ta lấy được trong tử quỳnh sơn mạch. Mọi người mặc vào, chỉ sợ lát. Nữa sẽ có một trận chiến, ân, mọi người cũng không từ chối, liền tranh thủ luyện hóa binh khí, chỉ một khắc sau đã hoàn thành, thực lực của họ nhất thời gia tăng gấp bội. Trong phòng khách, Lăng Thiên ngồi trên chủ vị, mấy hoàng đế còn lại ngồi ở ghế khách, trong mắt mang theo lửa giận. Lăng Thiên bệ hạ, hoàng lăng bệ hạ không muốn nhúng tay vào việc này, thần vũ đế quốc xưa nay đối với các ngươi luôn như thiên lôi sai đâu đánh đó, việc hôm nay ta không nuốt trôi cơn tức kia, nhất định phải đòi công đạo cho ta. Thần Vũ Đế quốc Hiên Thành hừ nói, "Hôm nay ở trong yến hội hắn bị người dùng một ngón tay áp nằm úp sắp dưới đất, mất hết mặt mũi, tự nhiên giận dữ." "Không sai, một thần phong đế quốc nho nhỏ, nằm dưới đáy bảy đại đế quốc, bây giờ muốn cưỡi lên cổ chúng ta, không chèn ép hắn một phen lửa giận trong lòng ta khó tiêu." Thần Nhạc Đế quốc Viễn Phong cũng cười lạnh nói, "Bảy đại đế quốc có bài danh cấp bậc, lần này thần phong đế quốc có ý không tốt, nếu không chèn ép chỉ sợ chúng ta sẽ bị áp chế, không còn khả năng xoay người." Thần thiên đế quốc Long Khê cũng nói một câu, tốt lắm, mọi người đừng hồn, nói vậy các ngươi cũng nhìn thấy không phải ta không muốn động thủ, mà là thực lực nhiếp vân thật sự lợi hại, ta lo lắng dù chúng ta liên thủ cũng chưa chắc chiếm được ưu đãi. Long Khê nhu nhu mày nói, bảy đại đế quốc có bài danh, nếu đem thần thánh đế quốc so sánh là hoàng đế, thần vân đế quốc chính là vương gia, ở trong mắt mọi người thần phong đế quốc là hương trường, thôn trường. Hiện tại thôn trưởng chẳng những hung hăng đánh vương gia, chư hầu, còn vinh váo đắc ý, thật sự làm bọn họ không thể nuốt xuống lửa giận. Long Khê bệ hạ không cần phải lo lắng, thực lực của hắn cường đại thì thế nào? Ta đã tìm được người giúp đỡ. Hoài Nam Vương, người vào đi, nhìn Long Khê nhíu mày, thần dương đế quốc hoàng đế cười nói, khẽ vẫy tay, phong ấn trong đại sảnh bị phá vỡ, một trung niên nhân có chân mày đỏ đậm đi vào. Thần thánh đế quốc Hoài Nam Vương, thân đệ đệ của Hoang Lăng. Hoài Nam Vương, siêu cấp cường giả bí cảnh thứ 9 trong tiềm lực bảng. Từng một kiếm chém tam yêu, một quyền định Hoài Nam, lực lượng đạt tới 9.500 tượng, Hoài Nam Vương. Sao hắn cũng tới, nếu hắn hỗ trợ chúng ta khẳng định nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù thực lực nhiếp vân có mạnh hơn nữa, cũng không thể so sánh với bí cảnh trong bài hành bảng. Nghe được tên của Hoài Nam Vương, cả gian phòng nhất thời như nổ tung. Chư vị bệ hạ, những lời các ngươi vừa nói ta cũng nghe được, nhiếp vân đích xác khinh người quá đáng. Đều là hoàng đế, lại hạ độc thủ như vậy, thật sự tội không thể tha. Hoài Nam Vương đi vào đại sảnh nhìn quanh một vòng, ngẩng đầu ngồi lên chủ vị. Tuy hắn chỉ là một vương gia của thần thánh đế quốc, nhưng luận thực lực cùng quyền lợi vẫn viễn siêu những quốc chủ khác. Chẳng lẽ Hoài Nam Vương muốn thay chúng ta làm chủ? Long Khê sừng sốt, thần sắc trướng hồng. Không sai, một tiểu tử không biết đã đạt được kỳ ngộ gì mà thôi, có tư cách gì độc hưởng đại vị thần phong đế quốc. Một lát nữa ta sẽ đi tìm hắn, để cho hắn giao ra vị trí hoàng đế thần phong đế quốc, nếu ngoan ngoãn phối hợp thì cũng thôi, nếu không muốn ta không để ý một quyền đánh hắn thành bánh thịt chân mày hoài nam vương dựng thẳng lên hào khí can vân có hoài nam vương thay chúng ta làm chủ chúng ta có thể an tâm một tiểu tử vô tri mà thôi nhất định dễ như trở bàn tay nghe được lời nói của hoài nam vương mọi người liền hưng phấn ha ha mọi người thật sự có nhã hứng đột nhiên bên trong phòng vang lên thanh âm âm trầm ngay lập tức toàn bộ trận pháp phòng ngự trong đại sảnh oanh một tiếng vỡ nát căn bản không thể ngăn trở được người vừa xuất hiện mảy may. Kiền Khánh Tam Kiệt, nhân vật đứng thứ ba, thứ tư cùng thứ bảy trong tiềm lực bảng. nhìn thấy rõ bộ dáng người vừa tới, mọi người đều chấn động. Kiền Khánh Tông, tông môn lớn nhất thần thánh đế quốc thậm chí là khí hải đại lục, trong đó cao thủ nhiều như mây, nổi danh nhất là nhật nguyệt song sát. Kiền Khánh Tam Kiệt, ba người này là đệ tử thân truyền của tông chủ Kiền Khánh Tông, thực lực xếp hạng thứ ba, thứ tư cùng thứ bảy trong tiềm lực bảng. sao ba vị lại tới đây? Nhìn thấy ba người xuất hiện, ngay cả Hoài Nam Vương cũng vội vàng đứng dậy lễ độ cung kính. Hắn đứng hàng thứ 9 trong tiềm lực bảng, thực lực ba người này đương nhiên cường đại hơn hắn rất nhiều. "Ta nghe nói phản đồ của môn phái chúng ta đã tới nơi này, hôm nay tới đây là muốn thanh lý môn hộ." Người nói chuyện là một thanh niên mặc áo bào cho, mái tóc đỏ tươi đi trước nhất, chân mày rậm đen, thần sắc dữ tợn, nói chuyện lạnh lùng vô tình mang theo vẻ rét lạnh tận xương. Người này thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng người trong đại sảnh đều biết thuật dưỡng nhan chính là đặc sắc của kiền khánh tông phản đồ lâm tàn đại nhân đang nói là bách hoa tu năm đó bách hoa tu phản bội rời khỏi kiền khánh tông đã nhiệt náo ai cũng biết hoài nam vương là thân đệ của hoang lăng đương nhiên biết rõ không sai chính là tên phản đồ kia nghe nói hôm nay ả à đã tới đế đô ở lại trong biệt viện đế lâm ba chúng ta tới đây chính là thanh lý môn hộ thu dọn bại hoại lâm tàn thản nhiên nói trên mặt không chút tình cảm dao động Chương 361, một cái tát, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng mà, Lâm Tàn đại nhân, hình như Bách Hoa Tu đang ở chung một chỗ với Thần Phong Đế quốc Hoàng đế Nhiếp Vân, theo phỏng đoán Nhiếp Vân hẳn có được thực lực tiềm lực bảng. Hoài Nam Vương do dự nói, gà đất chó kiểng mà thôi, mang ta qua đó, ta trực tiếp đi đòi người, nếu hắn ngoan ngoãn đem người giao ra đây thì cũng thôi, nếu không giao, ta không để ý giết thêm một tên phế vật. Lâm Tàn vung tay hừ lạnh nói, dạ, Lâm Tàn Đại Nhân đứng thứ ba trong tiềm lực bảng, có người ra tay tự nhiên dễ như trở bàn tay. Được rồi, đừng nói nhảm, đi trước dẫn đường, hôm nay ta phải làm cho tên phản đồ kia chết không chỗ chôn. Lâm Tàn không màng những lời khen tặng của người khác, bàn tay vung lên, sắc mặt âm trầm lạnh lùng. Siêu, 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 vài đạo cầu vồng liên tục cắt qua đêm đen yên tĩnh, hơn người nhân ảnh đi tới thật nhanh. Nhiếp Vân, nhanh đem phản đồ kiền Khánh Tông Bách Hoa Tu Giao ra đây, bằng không hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi thần phong đế quốc lại đổi chủ, toàn bộ những người ở đây đều phải chết. Mọi người tiến vào sân, thần vũ đế quốc hiên thành lớn tiếng giống, giọng nói thật hung hăng càn quấy. Trong yến hội hắn bị mất mặt mũi, lần này có nhiều cao thủ đi cùng, vừa lúc diếu võ dương oai, trả thù sỉ nhục trước đó. Ta tưởng ai, nguyên lai là lâm tàn sư huynh, sư phụ cũng đã tha thứ cho ta, hôm nay người tới đây bắt ta bằng vào cái gì. Cửa phòng chi nha một tiếng mở ra, bách hoa tu chậm rãi đi tới, mộ thanh cùng mộ hà đi sau lưng nàng. Dựa vào cái gì, hư, chỉ bằng ngươi là phản đồ mà người bổn, môn ai cũng muốn giết, lập tức tự phế tu vi, gả cho hoang lăng bệ hạ làm phi tử còn có thể đạt được tha thứ, nếu không những người trong sân viện này đều phải chết. Lâm tàn chắp tay sau lưng, toàn thân lộ ra vẻ ưu việt của kẻ ăn trên ngồi trước. Toàn bộ đều phải chết, cũng không sợ mạnh miệng đau đầu lưỡi. Mộ hà cười lạnh, đồ không biết quy củ, chúng ta nói chuyện khi nào cho ngươi nói leo. Hứa an, xé nát miệng của nữ nhân này, cắt bỏ đầu lưỡi, cho ả à cả đời đều không thể nói chuyện. Lâm Tàn quay đầu phân phó. Dạ, Hứa An là nhân vật thứ bảy trong tiềm lực bảng, nghe vậy liền đi nhanh tới nhìn Mộ Hà cười nói. Mỹ nhân, nhìn ngươi thật xinh xắn, qua đây, gọi một tiếng hảo ca ca, ta sẽ sủng ái ngươi, cầu tình với sư huynh giúp ngươi. Cô nương, còn không nhanh lên, được Hứa An đại nhân sủng ái, không biết có bao nhiêu mỹ nữ đế đâu cầu còn không cầu được, người có cơ hội như vậy không biết là phúc phần đã tu luyện mấy đời. Hoài Nam Vương ha ha cười, không sai, mỹ nhân như người ta sẽ không giết đâu, chỉ biết tận tình sủng ái, cho người dục tiên dục tử, cam tâm hầu hạ ta cả đời, ha ha. Trong mắt hứa an bắn ra vẻ dâm dục cười to, vô sỉ, chết đi cho ta, nghe được lời nói hạ lưu của hai người, sắc mặt mộ hà đỏ bừng, quát to một tiếng rút kiếm đâm ra. Hoa lạp, cùng thời khắc đó, mộ thanh cũng một kiếm đâm tới hai người phối hợp không chê vào đâu được, tâm ý tương thông. Giống như chỉ là một người, kiếm quang bắn ra bốn phía, trong phút chốc hình thành một chiếc lưới đem hứa an bao phủ bên trong. Ân, đây là kiếm thuật gì? Chứng kiến hai người đồng thời ra chiêu, chiêu số kỳ lạ, tuy trong lòng hứa an nổi lên sắc tâm nhưng diễn cảm lại ngưng trọng, năm ngón tay liên tục chộp tới, lòng bàn tay tràn ngập khí lưu màu đỏ bao trùm. Đinh 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 đinh, ba người giao thủ vừa chạm liền tách ra, khí lãng vô hình xé rách đem kiến trúc xung quanh quét thành mảnh vỡ. Đây là binh khí gì vậy? Tuyệt đối vượt qua hoàng tộc thượng phẩm, là linh binh chỉ có cường giả bí cảnh mới có thể luyện chế, họ lại có cả linh binh. Hơn nữa mỗi người một thanh, không đúng, người xem trên người họ là linh binh khôi giáp. Linh binh khôi giáp, linh binh, ta đã biết, khó trách tiểu địa phương như thần phong đế quốc cũng có thể xuất hiện cường giả như vậy, nhất định là tìm kiếm được bảo tàng, chiếm được chỗ tốt thật lớn. Chỉ cần giết bọn họ, linh binh sẽ thuộc về chúng ta được linh binh thực lực của ta có thể tăng trưởng gấp đôi nhóm người vây xem nhìn thấy binh khí trên người hai nàng trong mắt tràn ngập vẻ tham lam binh khí chia làm binh khí bình thường cùng linh binh binh khí bình thường chia làm hoàng vương hầu quý phàm năm cấp bậc tuy bọn hắn đứng đầu một quốc gia nhưng chỉ sử dụng hoàng tộc thượng phẩm binh khí linh binh chỉ nghe nói qua nhưng chưa từng gặp qua đủ thấy chân quý linh binh cho dù thấp kém nhất cũng đủ làm cho cường giả thiên bảng đối chiến cùng cường giả tiềm lực bảng thật nhiều linh binh ngay cả ta cũng không có được không chỉ riêng nhóm hoàng đế thèm muốn ngay cả lâm tàn cùng hoài nam vương đều âm tình bất định trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn dù là vị lão tổ của thần thánh đế quốc cùng tông chủ kiền khánh tông cho dù có linh binh cung cấp cho con cháu của mình đương nhiên không có phần của bọn họ chỉ vào linh binh muốn chiến thắng ta nằm mơ đại mạc cô yên quyền Hứa An cảm nhận được kiếm quang ngày càng sắc bén, biết phải xuất ra bản lĩnh thật sự, thét dài một tiếng, hai tay siết chặt, thân thể lăng không đánh ra. Hai quyền xuất hiện, thẳng tắp sông mạnh về phía trước. Nguy rồi, Bách Hoa Tu lập tức vung song trưởng nghinh đón giúp hai thiếu nữ. Oanh, công kích va chạm, ba nữ tử liên tục lui về phía sau, sắc mặt tái xanh. Tuy gần đây các nàng có tiến bộ rất lớn, còn có linh minh trong tay, nhưng dù sao thăng cấp quá nhanh, không thời gian củng cố, hỏa hầu chưa đủ, dù liên thủ cũng không bằng tuyệt chiêu của hứa an. Nhưng chính hứa an cũng không tốt lắm, hai tay lộ xương cốt, máu tươi chảy dòng. Bách hoa tu, không nghĩ tới nhiều năm không gặp người đã tăng bổn sự, không sai, không sai. Lâm tàn đặt một tay lên thân hứa an, trong lòng bàn tay tràn ra một đạo khí lưu, chỉ chốc lát thương thế trên người hứa an đã hoàn hảo trở lại. Trị liệu sư, lâm tàn cũng là trị liệu sư, khí hải đại lục chỉ có kiền khánh tông, hoàng thất thần thánh đế quốc, từ Quỳnh Sơn Mạch có được linh binh, ngươi là phản đồ kiền Khánh Tông, như vậy khẳng định đã trộm linh binh của bổn môn, hôm nay ta phải thu hồi cho sư phụ xử lý, phóng ra cung cấp cho đệ tử trung tâm tông môn. Chữa xong thương thế của hứa an, lâm tàn nhìn Bách Hoa Tu nói, đột nhiên ra tay. Ông, mươi 362, một cái tát, chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com. Trên không lập tức xuất hiện một trường ấn cực lớn, lực lượng hùng hậu như núi cao, không ai có thể ngăn cản, ba nữ tử chợt cảm thấy thân thể tê dần, một cỗ hấp lực thật lớn thổi quét, binh khí. Trong tay bay thẳng về hướng lâm tàn, trộm đồ vật của kiền khánh tông sao, thật sự dám nói, muốn lấy linh binh của ta, cũng phải tìm lý do tốt hơn, loại lý do rách nát như vậy còn không biết xấu hổ nói ra, ha ha. Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua kẻ không biết xấu hổ như ngươi. Binh khí chấn động, nhất thời giấy thoát hấp lực của lâm tàn, hào quang chợt lóe bay vào trong phòng. Chi nha, Cửa phòng chợt mở, nhiếp vân đi ra. Nhiếp vân, hắn chính là nhiếp vân. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm cuộc đuôi bỏ trốn, lại vẫn dám ra đây. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Dám nói vậy với lâm tàn đại nhân, thật chán sống, xứng đáng bị giết chết. Nhìn thấy thiếu niên đi ra, nhóm hoàng đế nhếch môi cười chờ xem cuộc vui. Ngươi chính là nhiếp vân, xem hình dạng của ngươi. Bách Hoa Tu Hẳn đã đem bất lão bí pháp bất truyền của bổn môn cũng truyền cho ngươi. Tốt, tốt, Bách Hoa Tu, người nên biết hậu quả tiết lộ bí mật bổn môn. Lâm Tàn cười lạnh, ánh mắt nhìn Bách Hoa Tu như đang nhìn một người chết. Theo hắn xem ra, dung mạo của thiếu niên trước mắt vô cùng trẻ tuổi, khẳng định không phải tuổi thật, mà là chiếm được bất lão bí pháp của Kiền Khánh Tông. Ta chưa từng truyền ra bất lão bí pháp, bộ dáng này của nhiếp, vân chính là tuổi thật của hắn mà thôi. Bách Hoa Tu sửng sốt, hiểu được ý tứ của hắn vội vàng giải thích. Tuổi thật, ngươi lừa ai đó? ý của ngươi là nhiếp vân chỉ mới 16 17 tuổi ha ha buồn cười nhiếp vân bệ hạ ngươi đừng giả vờ nộn lập tức thừa nhận ngươi học trộm bí tịch của kiền khánh tông đi cũng trả lại linh binh đã ăn trộm có lẽ còn được xử nhẹ bằng không lâm tàn đại nhân giận dữ thì ngươi phải chờ chết Hiên thành chỉ vào nhiếp vân giết gào chờ chết nếu như vậy ngươi chết trước cho ta nhìn thấy lúc này mà hiên thành còn dám nói xen vào nhiếp vân cảm thấy bất đắc dĩ thở dài một tiếng năm ngón tay chộp về phía trước hoa lạp lạp chân khí bắn ra không trung lập tức xuất hiện vô số chỉ ảnh như mũi tên rời cung bay thẳng tới quấn quanh người hiên thành ca sát nhiếp vân bắt hắn tới tay bàn tay siết chặt cổ hắn a à, hoài nam vương lâm tàn đại nhân cứu ta thiên thành làm sao cũng không tưởng được thiếu niên lợi hại như thế chỉ nháy mắt đã bắt được mình trong hoảng sợ không nhịn được kêu to Càn dỡ nơi này là thần thánh đế quốc không tới lượt ngươi dương oai còn không mau thả hiên thành bệ hạ Hoài Nam Vương hiển nhiên không nghĩ tới nhiếp vân ra tay nhanh như vậy, những mày hét lớn một tiếng, tay phải vỗ về hướng nhiếp vân. Đem người lưu lại, ta có thể tha cho người khỏi chết. Lâm Tàn cũng thét dài một tiếng, một thủ ấn cực lớn lại xuất hiện. Các ngươi muốn sao, vậy ta cho các ngươi là được. Nhiếp vân cũng không tránh né, khẽ cười đem hiên thành ném trở về. Cú ném cực kỳ xảo diệu, lựa chọn lúc Hoài Nam Vương cùng Lâm Tàn không thể thu hồi lực lượng, chỉ nghe hai tiếng răng rắc vang lên, Hiên Thành thậm chí không kịp phản ứng đã bị hai cỗ lực lượng cường đại vỗ thành thịt nát, máu tươi văng tung tóe. Ngươi, ngươi dám giết bệ hạ của chúng ta, ngươi cứ đợi bị thần vũ đế quốc trả thù đi. Người của thần vũ đế quốc nhìn thấy Hiên Thành bị nổ thành thịt nát, hoảng sợ tái mặt nhìn nhiếp vân gào to. Ta giết Hiên Thành bệ hạ, các ngươi mù mắt sao, rõ ràng là Hoài Nam Vương cùng lâm tàn giết người, có liên quan gì với ta. Nhiếp vân khoát tay nói, ngươi, chính là ngươi giết nếu không phải người bệ hạ sẽ không chết, người của thần vũ đế quốc giết gào, nếu các người vẫn cho rằng ta giết, vậy các người cũng đi cùng đi. Nhiếp vân vùng ngón tay bắn ra, thình thịch vài cái, mấy người kia lập tức biến thành thịt nát. Ngang nhiên đánh chết hoàng đế của đế quốc khác, nhiếp vân, hôm nay người chết chắc rồi. Hoài Nam vương sực tỉnh xanh mặt hô, chuyện hôm nay là hắn nhận được mệnh lệnh của hoàng huynh hoang lăng. Vốn nghĩ dù tranh cái ẩm ý nhưng vì băn khoăn thân phận quốc chủ sẽ không ai làm ra hành động gì quá phận. Nhưng không tưởng được Nhiếp Vân căn bản không thèm quan tâm, vừa ra tay liền muốn lấy mạng người. Chết chắc rồi, vậy ngươi chết trước đi." Hừ nhẹ một tiếng, Nhiếp Vân lật tay, Huyền Ngọc kiếm xuất hiện chém xuống. Ba tháp, Hoài Nam Vương còn chưa kịp chạy trốn đã biến thành bánh thịt. Hoài Nam Vương đã chết, Thiên Thành bệ hạ cùng người của hắn đều chết hết. Chứng kiến một màn trước mắt, bốn hoàng đế còn lại thiếu chút nữa dọa vỡ mật, cho tới giờ khắc này bọn hắn mới biết được vũng nước đục lần này không dễ dàng xen vào như thế. Tốt tốt, thủ đoạn lợi hại, ta thừa nhận vừa rồi đã nhìn lầm, không nghĩ tới thực lực của ngươi cao như vậy. Thấy nhiếp vân chỉ một chiêu đánh chết Hoài Nam Vương, ánh mắt lâm tàn hiếp lại. Tuy thực lực của hắn mạnh hơn Hoài Nam Vương, nhưng muốn một chiêu đánh chết hắn cũng không khả năng, chỉ xem ở một chiêu này đã biết nhiếp vân lợi hại hơn hắn thật rõ ràng. Người như vậy không thể đối kháng. Bách Hoa Tu, khó trách người dám trắng trợn trở lại Quang Minh Thành, nguyên lai có chỗ dựa vững chắc, nếu đã vậy, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, chúng ta đi liếc mắt nhìn bách hoa tu lâm tàn xoay người muốn rời khỏi đi ta cho các ngươi đi rồi sao đi vào sân của ta diếu võ dương oai náo loạn một hồi rồi muốn đi trên thế gian làm gì có chuyện dễ dàng như vậy nhiếp vân cười nhạt nói không cho đi ngươi muốn như thế nào hừ chúng ta đi không phải vì sợ ngươi nói cho ngươi biết tuy thực lực của ngươi không kém nhưng muốn hơn ta cũng không dễ dàng như vậy lâm tàn đột nhiên xoay người ngạo khí đệ tử đại tông môn hoàn toàn hiển lộ thắng ngươi không dễ, nhiếp vân quay đầu phân phó. Tiểu Phong, giáo huấn người này cho ta, cho hắn biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Dạ, chủ nhân, Tiểu Phong trả lời, tiến lên một bước nhìn lâm tàn. Chủ nhân muốn ta giáo huấn ngươi, ta cũng không biết nặng nhẹ, nếu vậy cho ngươi mười cái tát đi. Ngươi, muốn chết, lâm tàn không nghĩ tới nhiếp vân cuồng ngạo, người hầu của hắn càng cuồng, tức giận muốn nổ phổi. Muốn chết, ta không tìm chết, cũng không thích chết, không cần ngại, ủy khuất ngươi, vẻ mặt tiểu phong như xin lỗi, thân hình nhoáng lên, lâm tàn còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cổ họng căng thẳng, đã bị nắm cổ. chương 363, Tế Thai Cửu Cung Đồng Tâm Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com 333333, 3333, thanh âm tát tai vang vọng trong đêm, thanh thúy vô cùng. Lâm tàn bị bắt giữ tát tai, một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Đây, làm sao có thể, Lâm Tàn là nhân vật thứ ba trong tiềm lực bảng, nhìn thấy rõ tình cảnh trước mắt, mọi người phát điên. Nhất là hai người hứa an, có lẽ người khác không rõ ràng thực lực của lâm tàn, nhưng người cường đại như vậy đứng trước mặt người hầu của nhiếp vân lại chẳng khác gì con kiến, đây rốt cuộc là thực lực gì. Cường giả bí cảnh, điều này sao có thể, cả khí hải đại lục chẳng phải chỉ có ba bí cảnh sao. Khi nào xuất hiện thêm một người, trong mắt họ hiện lên nồng đậm sợ hãi, ba 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 ba, rốt cuộc tiếng tát tai ngừng lại, vừa đúng 10 lần. Chủ nhân, người xem giáo huấn hắn như vậy được không? Tiểu Phong quay đầu hỏi Nhiếp Vân, thủ pháp đơn giản đó, bất quá cũng không tệ lắm. Nhiếp phân gật gật đầu, loại thủ pháp này còn nói là đơn giản. Phốc, nghe được lời bình của Nhiếp Vân, Lâm Tàn thiếu chút nữa hộp máu bỏ mình. Người tên Lâm Tàn phải không? Hiện tại ta nói cho người biết, sở dĩ hôm nay người bị đánh cũng không phải vì đắc tội ta, mà là bị người khác lợi dụng, ta đánh ngươi là giúp ngươi thanh tình. Nhiếp Vân thản nhiên nói, đối phó người như Lâm Tàn, nếu ngay từ đầu nói hắn bị người khác lợi dụng, khẳng định sẽ không nghe, hiện tại đánh một trận để cho hắn không còn cách nào phản kháng, ngược lại sẽ nghe lời người khác. Đây là nhân tính, 10 ngón tung bay, trước mặt nhiếp phân hiện lên một phong ấn đặc thù do chân khí tạo thành, phong ấn vừa xuất hiện, trong viện nhất thời vang lên tiếng nói. Đúng rồi, chỉ làm thế này ta xem còn chưa đủ ổn thỏa, ban ngày ta nhìn thấy con tiện nhân kia, à chẳng những dám trở về còn đi cùng tiểu tử nhiếp vân, một khi đã như vậy tối nay ta sẽ đưa cho bọn hắn một phần đại lễ, làm cho bọn hắn không thể ngủ yên, ha ha. Yên tâm đi, ta chỉ là tìm người thông chi kiền Khánh Tông, cho họ biết phản đồ năm đó đã trở lại, cho hai bên đấu một sống một chết, tới lúc đó ta có thể đi ra giả bộ làm người tốt, một công đôi việc. Thanh âm này là cuộc nói chuyện của Hoang Lăng cùng Đồ Tân, bị nhiếp phân dùng thủ đoạn đặc thù ghi nhớ. Thanh âm không có chút thay đổi, trong giọng nói mang theo mùi vị âm mưu là hoang lang, hắn cũng dám hại ta. nghe được cuộc nói chuyện dù lâm tàn có ngốc cũng hiểu được mình bị người lợi dụng, tức giận run rẩy. người đã biết nên hiểu phải làm như thế nào rồi chứ? nhiếp vân vẫy tay cho tiểu phong thả lâm tàn kỳ thật dù hắn có giải thích hay không đều như nhau, dù sao thực lực của hắn rành rành ở đó, đối phương cũng không thể làm gì, nhưng bị người dùng âm mưu quỷ kế làm hắn thật khó chịu. bách hoa tu sư muội là ta tin lời dèm pha của người khác, muốn xin lỗi ngươi, mong ngươi tha thứ. Lâm Tàn biết nếu hôm nay mình không đem lời nói rõ ràng, nhiếp vân sẽ không buông thăm mình, vì thế ôm quyền nói. Sư huynh không cần đa lễ như vậy, nếu năm đó sư phụ không tha thứ cho ta, sẽ không khả năng đã biết rõ ta ở thần phong đế quốc khai tông lập phái mà không truy cứu. Bách Hoa Tu gật gật đầu, phải, là ta ngu muội, ta sẽ đi tìm hoang lăng hỏi rõ ràng, sau đó sẽ giải thích với sư muội. Nhiếp vân bệ hạ, cáo từ, lâm tàn khẽ khom người, cáo từ, lần này nhiếp vân không tiếp tục ngăn trở, để họ rời đi. Nhiếp vân bệ hạ, là chúng tôi có mắt không nhìn được Thái Sơn, ngài đại nhân đại lượng tha thứ chúng tôi đi. Nhóm người Long Khê làm sao còn dám nhiều lời vô nghĩa, vội vàng cầu xin. Được rồi, các người cũng là bị người khác mê hoặc, ta sẽ không tính toán. Nhiếp vân tùy ý khoát tay, những người này nói thế nào cũng là quốc chủ một đế quốc, tuy rằng thích ngả theo chiều gió, nhưng vẫn không thể toàn bộ giết chết, dù sao làm như vậy sẽ gây ra thật nhiều phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, Chủ yếu là vì thực lực của mình còn chưa tới cảnh giới đệ nhất nhân khí hải đại lục, nếu không dù giết hết họ cũng không có gì. Dạ dạ, nhiếp phân đại nhân, chúng tôi cáo từ. Nhóm người long khê lau mồ hôi lạnh, muốn rời khỏi sân. Chủ nhân nói không so đo, chẳng lẽ các người cho rằng có thể bỏ quên như vậy. Nếu không xuất ra bồi thường đã muốn rời khỏi, thật không tránh khỏi cảm thấy quá dễ dàng rồi. Tiểu phong tiến lên một bước, vẻ mặt không chút thay đổi nói. Đổi lại là trước đó tiểu tử trẻ tuổi như Tiểu Phong nói ra lời này, bọn hắn nhất định sẽ tức giận chửi mắng, nhưng nghĩ tới bộ dáng vừa rồi của Lâm Tàn, không ai dám nói lời nào. Thực lực của Lâm Tàn như vậy còn chưa phải đối thủ của tiểu tử này, bọn hắn dám mắng hắn tuyệt đối là tìm chết. Chúng tôi biết sai rồi, đây là tuyết sơn linh dịch đặc thù của thần thiên đế quốc, sau khi dùng giúp gia tăng thực lực thân thể, xem như ta dùng bồi thường nhiếp vân bệ hạ. Long Khê là người đầu tiên xuất ra một bình ngọc đưa qua. Đây là lạc thai hoán cốt đan do 18 vị trí tôn của thần vân đế quốc luyện chế 3 năm mới hoàn thành, có thể thay đổi thể. Chất, giúp thực lực tăng nhiều, lăng thiên cũng đưa ra. Chỉ chốc lát bốn quốc chủ đều đem bảo vật chân quý nhất của mình đặt trước mặt tiểu phong. Bảo vật này đều không thua kém yêu quả của cửu tâm yêu quả thụ, đích thật là bảo bối vô thượng. Những bảo bối này đích xác không sai, nhưng chủ nhân của ta cần linh thạch, các người có hay không? Thu đồ vật, tiểu phong hỏi tiếp, linh thạch, chúng tôi có, chẳng qua đều là hạ phẩm, hơn nữa bởi vì chúng tôi không có nạp vật đan điền nên mang theo không nhiều. Nhóm người đem linh thạch mang theo toàn bộ đưa lên, tổng cộng chừng một ngàn viên hạ phẩm linh thạch. Tốt lắm, cút đi, thu hết linh thạch, tiểu phong mới cho họ rời đi. Những đan dược này các người cũng dùng một ít, nhanh chóng tăng thực lực lên, ngày mai chỉ sợ còn một trận đánh ác liệt. Nhiếp vân nói, tiểu phong, người đi theo ta, ta có việc an bài. Phân phối xong đan được, nhiếp vân gọi tiểu phong đi vào phòng tận sâu trong hoàng cung thần thánh đế quốc, suối dục năm quốc chủ tới làm phiền, sau đó tìm người kiên. Khánh Tông đi bắt bách hoa tu, hắc hắc, ta xem lần này nhiếp vân nhất định luống cuống tay chân, khó thể giải quyết. Hoàng Lăng nở nụ cười, vuốt dâu đắc ý, chương 364, Tế Thai Cửu Cung Đồng Tâm 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Dù thực lực năm quốc chủ không bằng nhiếp vân, nhưng nhiếp vân khẳng định không dám giết bọn hắn, ba vị cường giả kiền khánh tông thực lực mạnh mẽ, nói không chuẩn bọn hắn đã sớm đánh nhau. Chủ ý của bệ hạ thật đúng là cao minh, thật là cao. Đồ Tân ngồi bên dưới tay hoang lăng, vẻ mặt tươi cười nói. Chờ một lát ta sẽ đi qua thu thập tàn cuộc, thuận tiện làm người tốt, nhân cơ hội mượn sức lòng người. Hoang lăng gật đầu, còn chưa nói xong chỉ nghe oanh long một tiếng, đại điện bị một cỗ kình khí va chạm nháy mắt sụp đổ. Người nào dám đánh lén hoàng cung quang minh thành, thoát ra khỏi đống đổ nát, gân xanh trên trán hoang lăng nổi lên, giống to một tiếng. Hoàng lăng, ngươi là tên tiểu nhân đê tiện, cũng dám hãm hại chúng ta, hôm nay ba huynh đệ chúng ta sẽ cho ngươi biết chuyện gì không thể làm. Lâm tàn gầm lên giận dữ, lao tới vung tay, khí lãng quay cuồng ập xuống. Ngươi là ai, ta không biết ngươi a. À. Hoang lăng đột nhiên nhìn thấy một người áo xám xông tới công. Kích chính mình, chiêu chiêu tàn nhẫn không chút lưu tình, nhìn kỹ lại chỉ thấy khuôn mặt người kia vặn vẹo khó xem, mặt mày sưng húp, mà mình lại không nhận thức hắn trong lòng vô cùng buồn bực không biết ta ta là lâm tàn nghe được lời của hắn lâm tàn càng tức giận lực lượng càng mạnh nhanh như vũ bão lâm tàn người là lâm tàn sao người biến thành như vậy hoang lăng hoảng sợ lâm tàn nổi danh anh tuấn sao mặt mày sưng tấy như đầu heo ngươi còn không biết xấu hổ nói hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong nghe được câu hỏi giống như châm chọc của hoang lăng lâm tàn như lửa cháy đổ thêm dầu lửa giận như đem cả nửa bầu trời đều chiếu sáng. Oanh 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 oanh, trong cơn giận dữ, hai tay cùng công kích, từng đạo khí kinh cường đại không ngừng đảo qua, cả hoàng cung như bị thổi quét, vô số kiến trúc hóa thành cho bụi. Không hổ là bảo bối mà các quốc gia chân quý nhất, trong vòng một đêm khiến cho lực lượng chân khí của ta gia tăng tới 6.000 tượng, không sai. Nhiếp phân tu luyện một đêm, chậm rãi mở mắt, sử dụng bảo bối của các đế quốc, thực lực nhiếp phân tăng lên 6.000 tượng, nhưng vẫn ở trí tôn trung kỳ. Trí tôn trung kỳ có được thực lực này, tuyệt đối xem như là đệ nhất nhân khí hải đại lục. Nhiếp Vân Bệ hạ có ở đây không? Đột nhiên một thanh âm truyền tới, Nhiếp Vân nghe được là thanh âm của Hoang Lăng. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Hoang Lăng, lúc này bề ngoài Hoang Lăng tuy không thấy thương thế, nhưng vẻ mặt mệt mỏi, hiển nhiên cuộc chiến đêm qua đã làm cho hắn đại thương nguyên khí. Lâm Tàn là đệ tử Kiền Khánh Tông, Hoang Lăng là hoàng đế đế quốc, dù hai người buông lời độc ác, nhưng khi cân nhắc lợi hại cũng không thể thật sự đánh chết đối phương, cuộc chiến dù kịch liệt nhưng nhiều nhất chỉ làm cho hả giận mà thôi. Tối hôm qua hoang lăng bệ hạ ngủ không ngon đi, sao có vẻ không tinh thần như vậy? Nhiếp vân cười hỏi, ha ha, ngày hôm qua trong hoàng cung xảy ra chút chuyện cần xử lý. Ta đã chuẩn bị xong tế thai, chúng ta cùng đi, tới lúc đó chỉ cần đồng thời tế ra tử hoa ngọc ấn là có thể thông qua 8 khối ngọc kích thích chân khí tìm được hai khối còn lại, đi thôi. Hoàng lăng nói. Ngày hôm qua Lâm Tàn chỉ đánh nhau nên không nói rõ chi tiết sự việc xảy ra, vì thế Hoang Lăng chỉ biết Lâm Tàn đã hiểu mình bị lợi dụng mà thôi, không biết kế hoạch của mình đã bị nhiếp vân nghe lén hơn nữa còn ghi chép lại. Tế thai, tế thai ở đâu, chẳng lẽ không ở trong này? Nhiếp vân đã sớm hiểu nguyên nhân, biết rõ còn cố hỏi. Bởi vì một khi khởi động tế thai sẽ có chấn động cường đại, cho. Nên ta thiết lập trên đỉnh Quang Minh Sơn không xa, bốn quốc chủ còn lại đều đã qua đó, chúng ta cũng đi thôi. Hoàng lăng vội đáp, đi, nhiếp vân biết hắn chỉ dùng lý do thoái thác, cũng không nói phá, khẽ cười theo hoang lăng bay về hướng Quang Minh Sơn. Ngày hôm qua đánh chết hiên thành, vì thế đã thu khối tử hoa ngọc ấn của hắn vào tay, nhiếp vân còn lấy được một khối tại tế bắc thành cùng một khối ở Di Thiên Tông, xem như bây giờ trong người đã có ba khối ngọc ấn. Trong chín khối lấy được ba khối, nếu không vào nội điện, chính mình vẫn có thể một mình đi vào ngoại điện. Rất nhanh mọi người đã đi lên đỉnh Quang Minh Sơn, bốn quốc chủ nhìn thấy nhiếp vân đều giống như chuột thấy mèo, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Trận pháp đã chuẩn bị xong, các vị đem từ hoa ngọc ấn của mình bỏ vào đi, chỉ cần khu động chúng ta rất nhanh có thể biết vị trí xác thực của hai khối ngọc ấn còn lại. Hoang lăng chỉ về phía trước, quả nhiên nơi đó có một tế thai thật lớn đứng sừng sững. Tế thai được làm từ hắc tinh thạch, bố trí theo xu thế cửu cung, phòng vòng tương sinh, nhịp nhàng ăn khớp, mỗi cung vị đều hợp thiên cơ, cùng hợp thành một đồ họa khiến người mê muội tế thai cửu cung đồng tâm, nhìn thoáng qua, nhiếp vân liền nhận thức, nhiếp vân bệ hạ quả nhiên kiến văn rộng rãi, không sai, đây chính là tế thai cửu cung đồng tâm, chín khối tử hoa ngọc ấn đồng khí liên chi, chúng ta có 7 khối, chỉ cần đặt lên 7 cung vị nhất định. Có thể suy tính ra vị trí xác thực của hai khối còn lại. Hoàng Lăng nói, lật tay lấy ra một khối ngọc ấn, đặt vào vị trí cấn cung trong cửu cung. Chúng ta cũng tới, bốn vị quốc chủ đều đem ngọc ấn của mình đặt lên mọi người đặt xong, đều đưa mắt nhìn nhiếp vân. Ha ha, để ta, nhiếp vân vẫy tay, ba khối ngọc ấn bay ra rơi xuống vị trí. Ba, khối, người có ba khối, mọi người đều sửng sốt, nhìn vẻ mặt của họ, nhiếp vân cũng không giải thích, chỉ nói. Khởi động trận pháp đi, chỉ còn lại một khối, tìm càng dễ hơn. Không sai, chỉ còn lại một khối, suy diễn càng thêm dễ dàng. Hoàng lăng khẽ cười, mười ngón gảy nhẹ, vũ động như khải đàn, bắn về phía tế thai chín đạo kim sắc khí lưu trào ra, rơi lên vị trí cửu cung, trận pháp nháy mắt hoạt hóa, hiện ra vô số phù văn đặc thù huyền bí. Phù văn vừa xuất hiện, tám khối tử hoa ngọc ấn giống như được khởi động, không ngừng chấn dung, năng lượng cường đại dao động vang vọng khắp ngọn núi khiến mặt đất đều run rẩy lên. Tử hoa ngọc ấn là bảo bối vô thượng dùng mở ra tử hoa động phủ, tuy thoạt nhìn chỉ là ngọc bài nhưng trên thực tế phẩm chất tuyệt đối sẽ sánh được với linh binh. Cửu cung đồng tâm, đoạt thiên tạo hóa, thiên địa bản ngã, suy. Tính, chương 365, gặp lại nhiếp đồng 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Thân hình hoang lang nhảy lên không chung, cắn ngón tay hướng trung tâm trận pháp điểm tới. Ông, máu tươi nhỏ vào trong trận pháp, cửu cung đồ chấn động, địa phương thiếu sót xuất hiện một con chim nhỏ hoàn toàn do linh khí hội tụ. Thu thu, chim nhỏ phát ra tiếng kêu to thanh thúy, dừng lại một thoáng đột nhiên dương cánh bay lượn hướng xa xa bay đi. Phương hướng bay tới chính là Quang Minh Thành khối ngọc ấn thứ 9 đang ở Quang Minh Thành, nhìn thấy phương hướng chim nhỏ bay tới, hoang lăng sững sờ. Quang Minh Thành là phạm vi thế lực của hắn, tại sao hắn chưa bao giờ phát hiện? Nếu khối ngọc cuối cùng đang ở Quang Minh Thành, chúng ta không cần chạy khắp nơi tìm kiếm. Đi thôi, nhiếp vân khẽ cười, thu lại ba khối ngọc ấn trong trận vào tay, thả người bay theo chim nhỏ. Này, nhiếp vân bệ hạ, người không thể cứ như vậy quay về Quang Minh Thành. Hoang lăng thấy nhiếp vân muốn đi, nhất thời hoảng sợ hắn cố ý bố trí trận pháp tại quang minh sơn là vì đề phòng nhiếp vân phát hiện cuộc chiến trong quang minh thành nếu lúc này để nhiếp vân trở về hết thảy an bài đều biến thành vô dụng không thể trở về vì sao nhiếp vân biết đối phương lo lắng mình trở lại phát hiện kế hoạch bọn hắn muốn bao vây tiếu trừ nhiếp đồng nhưng không vạch trần mà quay đầu hỏi vì lần đầu tiên suy tính không nhất định chuẩn xác ta nghĩ nên tiếp tục suy tính thêm một lần xác suất lớn một chút do dự một thoáng hoang lăng vội vàng nói ha ha không sao, ta tin tưởng kết quả suy tính lần đầu tiên. nếu không các ngươi tiếp tục ở đây suy tính, ta đi trước. nhiếp vân cũng không dây dưa với hắn, khẽ cười xoay người muốn đi. trước khi đi nhiếp vân đã dặn tiểu phong lưu lại giám sát hướng đi của cao thủ hoàng thất. tiểu phong có thể thông qua tuần thú đan liền liên hệ với hắn. vừa rồi tiểu phong đã hồi báo cao thủ hoàng thất đã xuất động, cho nên không cần biết vị trí của khối ngọc ấn cuối cùng ở nơi nào hắn cũng sẽ bỏ qua, trực tiếp trở lại trong thành. hiện tại rất tốt vị trí của Ngọc Ấn đang ở trong quang minh thành, cũng không cần lo lắng. Nhiếp vân bệ hạ dừng bước, hoang lăng không nghĩ tới nhiếp vân nói đi là đi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng không có biện pháp gì, đành truy theo. Siêu siêu, bay nhanh về phía trước, nhiếp vân căn bản không để ý chim nhỏ bay đi nơi nào, thẳng tắp bay thẳng về hướng tiểu phong hội báo. Căn cứ theo tin tức của tiểu phong, cuộc chiến đấu đã bắt đầu, người xuất hiện là một thiếu niên cưỡi hổ đầu thú, chẳng qua hắn đeo mặt nạ bằng đồng nên không nhìn ra được là ai. Tuy hoàn cảnh của thiếu niên có chút bất lợi nhưng trước mắt chưa nguy hiểm tính mạng, cho nên Tiểu Phong chưa ra tay, luôn tránh một bên quan sát. Rất nhanh nhiếp phân đi tới trên không, còn chưa tiến vào trong sân viện đã có hai cường giả trí tôn bay tới ngăn cản trước mặt. Nơi này là phủ đệ của Đại tướng Quân Mạnh Liêu, xin dừng bước. Hai người mặc kim sắc khôi giáp, chân khí sôi trào, có lẽ là cường giả cấp bậc địa bảng. Mặc dù Mạnh Liêu là Đại tướng Quân nhưng khẳng định không khả năng xuất động cao thủ địa bảng bảo hộ, cẩn thận suy tính hai người này hẳn là cao thủ do hoàng thất phái ra. Nhiếp vân bệ hạ, khối ngọc ấn cuối cùng cũng không ở trong này, đây là phủ đệ thần tử của ta, vì tiện xâm nhập không hợp lễ pháp, đừng đi vào, bằng không truyền ra ngoài sẽ tổn hại cho uy danh của hoàng đế thần phong đế quốc. Vừa bị hai người ngăn cản, hoàng lăng đã chạy tới ngăn cản trước mặt nhiếp vân, cười nói. Ta có việc, tránh ra, cảm nhận được chân khí dao động ngày càng mãnh liệt, nhiếp vân nhướng mày quát. Mặc dù có tiểu phong bảo hộ sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng sắp gặp được đệ đệ làm cho hắn vô cùng kích động. Nhiếp vân bệ hạ, cho dù ngươi là hoàng đế thần phong đế quốc, cũng không thể tự tiện xông vào phủ đệ thần tử của ta, nói thế nào nơi này cũng là quang minh thành, không phải thần phong thành của ngươi. Thấy nhiếp vân khăng khăng muốn xông vào, thái độ hoang lang trở nên cứng rắn. Như vậy là ngươi không muốn tránh ra, ánh mắt nhiếp vân nheo lại, sát ý sôi trào. Không sai, nhiếp vân bệ hạ, người tới quốc gia của ta, ta tôn trọng ngươi thì ngươi cũng phải tôn trọng ta, nếu ngươi không tuân thủ quy định của đế quốc chúng ta, cũng đừng trách ta không đem ngươi xem là bằng hiếu. Hoang lăng cười lạnh, làm bằng hữu, ta trèo cao không nổi, lười vô nghĩa với hắn, hai tay nhiếp phân vừa lột, lực lượng toàn thân kích phát ra ngoài. Một quyền đánh ra, trời sụp đất nứt, đất rung núi chuyển. Ngươi, không nghĩ tới nhiếp phân lập tức động thủ, sắc mặt hoang lăng cứng đờ. Hắn thét dài một tiếng, song trưởng đánh ra, nhìn dáng vẻ của hắn muốn ngăn trở công kích của thiếu niên. Oanh, nhưng uy lực một chiêu của nhiếp vân thật sự quá lớn, song trưởng của hoang lăng đột nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng mạnh mẽ lao tới, cánh tay mềm nhũn, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Hừ, một quyền đánh lui hoang lăng, nhiếp vân cũng không hề quản tăng nhanh tốc độ lao thẳng về hướng có chân khí dao động kịch liệt. Đừng chạy, hai trí tôn nhìn thấy nhiếp vân đánh lui hoang lăng, sắc mặt hoảng sợ vội vàng đuổi theo, nhưng bọn hắn chỉ là cường giả địa bảng, làm sao theo kịp tốc độ của nhiếp vân, vừa hô to thì thân ảnh nhiếp vân đã biến mất. Siêu 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 siêu, trong đại sảnh, vô số kiếm quang lóe ra, kiếm quang không mang theo chân khí dao động, nhưng lực lượng không kém, kiến trúc xung quanh toàn bộ vỡ vụn. Hống, đồng thời một tiếng gầm rú sắc bén vang lên, một đầu hổ thú thật lớn lóe ra trong đám người, mỗi lần xuất hiện đều tấn công vào chỗ yếu nhất, làm người ta khó lòng phòng bị. Tiểu tử, cả gian phòng đều bị chúng ta bày ra đại trận, trốn không thoát đâu, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi một tiếng cười lạnh một cường giả mặc khôi giáp đỏ như máu thét dài một tiếng một quyền đánh ra thiếu niên ngồi trên lưng hổ đầu thú nhìn thấy quyền phong đánh tới trường kiếm rung động trên không trung lóe sáng hoa lửa các ngươi đã sớm biết hôm nay ta sẽ động thủ với mạnh liêu phá vỡ quyền phong thiếu niên chợt hỏi thanh âm khô quắt khàn khàn nghe như tiếng một lão nhân hoàn toàn không xứng với thân hình của hắn không sai tin tức mạnh liêu là thành viên thiên thần hội là do chúng ta cố ý chuyển ra ngoài cho ngươi mắc bẫy bằng không ngươi cùng hổ đầu thú qua lại như gió, chúng ta làm sao bắt được ngươi. Cường giả kia cười ha ha, tiến nhanh về phía trước, mấy cường giả xung quanh cũng xông tới. chương 366, gặp lại nhiếp đồng 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Những người này đều có thực lực thiên bảng đỉnh, 78 người bố thành đại trận, dù là siêu cấp cường giả trong tiềm lực bảng cũng có thể đối kháng, thiếu niên bị vây quanh lập tức rơi vào hạ phong. Tốt, Kế sách của các ngươi không sai, nhưng muốn bắt ta cũng phải trả giá đắt." Thiếu niên cười lạnh, đột nhiên nhảy xuống khỏi lưng hổ đầu thú, nhìn đầu yêu sủng trước mắt, trong mắt lộ vẻ ôn nhu. "Tiểu hổ, ngươi là yêu sủng của ca ca, không thể chết ở chỗ này, bằng không ta không thể công đạo với ca ca, ta yểm hộ ngươi, ngươi lập tức rời đi tìm ca ca." "Không được, chủ nhân dặn ta bảo vệ ngươi cùng lão chủ nhân, ta làm không được thì không tư cách gặp lại chủ nhân, phải đi cùng đi, phải chết cùng chết." Hổ đầu thú cùng là cường giả trí tôn, miệng nói tiếng người, trong giọng nói mang theo vẻ kiên quyết, một người một hổ không ai buông bỏ ai, soạn nhạc lên một tòa phong bi bất hủ. Ha ha, thật cảm động đâu, bất quá hai người không ai đi thoát, toàn bộ phải chết. Lại một tiếng cười to vang lên, một lão giả đi nhanh ra đại sảnh, người này thân hình cao lớn, tay chân thật dài, chính là bích lão mà nhiếp vân từng gặp qua. Muốn chúng ta chết, ta cũng lột một lớp da của các ngươi. Thiếu niên đeo mặt nạ thét dài một tiếng, đột nhiên lao về phía trước đâm ra một kiếm, kiếm quang lóe sáng triển miên như cơn sóng gió động trời đập thẳng vào mặt mà đến, lại như mãnh hổ xuống núi không cách nào ngăn cản. trong mũi kiếm mang theo cố kiếm ý đặc thù bất khuất tựa hồ như muốn đấu tranh cùng vận mệnh. kiếm pháp đáng sợ, động tác của thiếu niên càng thêm cổ quái. hai chân bảo trì một tư thế đứng thẳng trên mặt đất, mỗi tiến từng bước đầu gối cũng không gấp khúc, thật giống như chân của hắn là khối đá nhưng tốc độ bước tiến không chậm chạp chút nào, nhìn vào lộ ra cảm giác vô cùng quỷ dị đại bối hoàng thiên trưởng, thấy mũi kiếm của thiếu niên mặc dù như không có chân khí, nhưng lực lượng mười phần, không thể khinh thường, bích lão cũng biết uy lực liền hét lớn một tiếng, song trưởng từ sau lưng vỗ tới phía trước. Đại bối hoàng thiên trưởng, vũ khí hoàng tộc thượng phẩm, một chiêu đánh ra trưởng ấn kéo dài, nghe nói sau khi luyện tới đại thành một người đứng ở trên sông lớn có thể bằng vào trưởng lực cắt đứt dòng chảy của cả con sông. Oanh, một đạo vết thương xuất hiện trên người thiếu niên đeo mặt nạ, xương ngực hắn nhất thời lõm vào vài phần nhưng hắn không lui một bước, đôi chân cứng cổng vẫn kiên định tiếp tục tiến về phía trước, một kiếm tiếp theo một kiếm đánh tới, đinh 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 đinh. tiểu tử, thực lực của ngươi kém ta quá xa, như vậy chỉ có con đường chết. bàn tay liên tục quay cuồng, trưởng phong của bích lão càng ngày càng mạnh, cuộc diện bắt đầu nghiêng về một phía, thiếu niên cùng hổ đầu thú có chút không thể chống đỡ. hoa lạp lại một đạo vết thương hiện lên người thiếu niên, máu tươi tràn xuống, kiếm tùy ta ý, kiếm minh tuyệt sát, chỉ nháy mắt trên người thiếu niên đã có bảy tám vết thương nhưng hắn không hề lùi bước, vẫn anh dũng tiến về phía trước, tựa hồ kiếm pháp của hắn chỉ có đi tới mà không hề lui lại, bỗng nhiên hắn thét dài một tiếng hóa thân thành kiếm niên cuồng đâm ra. Trận pháp hội tụ, tập trung lực lượng ngăn cản, chứng kiến kiếm khí hung mãnh, Bích lão cũng không dám đón đỡ mà lui ra sau mấy bước, hai tay vươn về phía trước gợi lên ngự tự quyết trong trận pháp, khí kình cường đại nháy mắt hình thành phòng hộ trước người ngăn chặn kiếm khí bên ngoài. Phốc, một kiếm cực mạnh thất bại, uy thế đi tới của thiếu niên rốt cục ngừng lại, ho khan một tiếng phun ra máu tươi oanh đồng thời hổ đầu thú cũng bị bảy tám người vây công đánh bị thương nặng nề rơi xuống trước mặt thiếu niên tiểu hổ